chương 701, tới hay không? Phòng ăn ngự tôn. Trang hạo nhiên cùng tiêu hạo oánh ngồi bàn trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh biển, vừa nói vừa cười. Trần Mạn Hồng cũng mỉm cười bước qua tự mình hầu hạ, dọn xong bộ đồ ăn, lại dùng bình thép trộn lẫn nước đá, nước nóng với nước lạnh, lại cẩn thận nâng chậu thủy tinh lên, cùng với bức bình phong cỡ nhỏ mở ra. Xoay người nhận lấy chiếc khăn ăn theo hình hoa mẫu đơn của phòng ăn mà nhân viên phục vụ đưa tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt hai vị khách quý trưởng ca lại cầm hai màn hình vi tính phẳng, thật cẩn thận đặt trước mặt hai người. Trang hạo nhiên liếc mắt nhìn máy vi tính trên bàn cơm, mỉm cười hỏi, khách sạn đã hoàn toàn bắt đầu dùng thực đơn điện tử rồi sao? Đúng vậy, sáng sớm hôm nay đã chính thức bắt đầu, việc thay đổi thực đơn này đã tiết kiệm rất nhiều, đỡ tốn kém về nhân lực và vật lực. Trần Mạn Hồng mỉm cười nói. Trang hạo nhiên mỉm cười cầm màn hình thực đơn lên, nhẹ nhàng chạm vào chữ phòng ăn ngựa tôn, liền tự động hiện ra một loạt danh sách những món ăn, có món chính, món phụ, còn có bánh ngọt và trái cây. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười chọn một vài món trong thực đơn cho tiêu hảo ánh, sau đó tự động nhấn phím gửi đi, thư này sẽ trực tiếp gửi đến trung tâm tiếp nhận của phòng bếp. Anh mỉm cười đem thực đơn điện tử, giao cho Trần Mạn Hồng mỉm cười nói, vất vả cho cô rồi. Không vất vả, Trần Mạn Hồng lại thật cẩn thận nhận lấy thực đơn điện tử, mỉm cười hỏi, xin hỏi hai vị muốn dùng loại rượu gì. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười nói, chuyên gia hầu rượu lát nữa sẽ tới. Trần Mạn Hồng có chút sững sờ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, nói, vâng. Audio điện tử võ tấn bền. Cô nói xong, liền dẫn cả đám nhân viên phục vụ xoay người im lặng rời khỏi. Trang Hạo Nhiên lúc này, mới ngẩng đầu nhìn về phía tiêu hào ánh, mỉm cười nói, tiêu tiểu thư vừa cùng tôi trò chuyện về những vấn đề liên quan đến rượu đỏ, tôi thấy đặc biệt khác thường bởi vì cho tới bây giờ tôi cũng không nghe nói qua thế nhưng tôi muốn biết những chuyện cô vừa nói kia là suy luận sao có chứng cứ xác thực và người làm chứng chứ suy luận thôi tiêu hào oánh mỉm cười nhìn anh nói trang hạo nhiên hơi nhíu mày có chút kinh ngạc cười nói suy luận sao tôi cũng không đọc tiểu thuyết trinh thám tiêu hào oánh mỉm cười nhìn về phía trang hạo nhiên nhu hòa nói tiểu thuyết trinh thám đọc nhiều sẽ làm cho người ta trở nên ngu ngốc bởi vì manh mối quá nhiều chính vì vậy người ta sẽ nhắm mắt mà đoán bừa trang hạo nhiên cũng đồng ý gật đầu nói cô nói đúng tôi cũng không đọc tiểu thuyết trinh thám thế nhưng cô nói những chi tiết ấy suy đoán từ trong tình huống đó cũng có chút rõ ràng tiêu hào oánh mỉm cười nhìn về phía trang hạo nhiên nói tổng giám đốc trang anh nên biết tôi đang là phóng viên phóng viên trong việc phát hiện những tình tiết kẽ hở là cực kỳ nhạy bén hơn nữa có vài người cũng không biết, vạn vật sinh ra đều có tính ổn định và quy luật khách quan này, chúng ta chính là loại người mà đem tính ổn định và khách quan của số phận nắm giữ rất tốt. Tôi nói cho anh biết về chai rượu đỏ bí mật, nó cũng không thể tách rời hệ thống ổn định và quy luật khách quan của tôi. Trang Hạo Nhiên cười, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh nói tiếp, vậy cô cảm thấy, chai rượu đỏ này hiện đang ở nơi nào? Tiêu Hảo Oánh cố tình ra vẻ quyến rũ, nhìn anh một cái, Cười rộ lên nói, nhanh như vậy đã muốn nghe được tin tức chấn động sao? Trang Hạo Nhiên lập tức cảm thấy có chút oan uổng ngồi thẳng người, nhìn về phía Tiêu Hào oánh cười nói, hôm nay cô qua đây, hiếm khi được cùng tôi chia sẻ những chuyện cô thú vị như vậy, tôi sợ một ngày nào đó, cô còn không nhớ nổi tôi. Nói bậy, Tiêu Hào oánh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, nếu như anh có suy nghĩ, đem tôi đặt trong lòng, những bí mật này đều sẽ là của anh. Trang hạo nhiên tay đặt trên khăn trải bàn trắng muốt, ngón tay nhẹ di chuyển quanh miệng chén, mỉm cười nghĩ nghĩ vấn đề này. Tôi thực sự rất thích thái độ có nguyên tắc của anh như vậy. Bao nhiêu công ty đơn vị đều nhờ vào tài năng bút pháp thần kỳ của tôi, làm cho một số sự việc đã chết đi vẫn có thể sống lại, thế nhưng cho tới bây giờ anh cũng không nhờ đến tôi. Mà còn là tôi đến tìm anh, bởi vì tôi biết, Tổng Giám Đốc Trang đối với chuyện tình cảm mặc dù rất có nguyên tắc, nhưng vẫn nằm trong một vòng tròn quanh co của con người, tôi cho anh bí mật, anh tất nhiên sẽ cho tôi thứ mà tôi muốn. Đúng không, tiêu hảo ánh chậm rãi nghiêng người về phía trước, vươn tay nhẹ lướt qua mở u bàn tay của Trang Hạo Nhiên, quyến rũ nhìn anh. Đường khả hình thở hổn hển bước vào phòng ăn ngự tôn, cũng chưa kịp chào hỏi những người đồng nghiệp, cũng đã nhìn phía đầu bên kia trước cửa sổ sát đất, đúng lúc bắt gặp tiêu hảo ánh đang nhìn Trang Hạo Nhiên đầy tình ý, Trang Hạo Nhiên cũng im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn người đối diện, đôi mắt đầy sức hấp dẫn khẽ chấp bộc lộ vài phần mở ám cùng ý cười. Trong lòng cô căng thẳng, đầu óc không hiểu sao bỗng tê buốt, sắc mặt có chút tái nhợt, đột nhiên không có sức lực bước qua. "Khả Hinh, cô tới rồi sao?" Trần Mạn Hồng nhìn về phía đường Khả Hinh, kinh ngạc cười. "Ưm," ừ, đầu óc đường Khả Hinh bỗng choáng váng, nhưng vẫn cắn chặt răng, chậm rãi theo thói quen đi về phía bàn ăn trước cửa sổ sát đất, hơi khom lưng nói nhỏ: "Tổng giám đốc Trang, Tiêu tiểu thư." Tiêu hào oánh chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay về, nhìn cô dịu dàng cười nói cô tới rồi sao? Trang hạo nhiên không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn phía trước, nặng nề thở dốc. Vâng, Đường Khả Hinh dùng thái độ của chuyên gia hầu rượu, hết sức tôn kính và lịch sự nhìn về phía người đối diện, khom lưng nói xin hỏi hai vị đã gọi món chưa? Rồi Tiêu Hào Oánh mỉm cười nói được, Đường Khả Hinh nhẹ gật đầu, sau đó cầm thực đơn điện tử trên mặt bàn lên nhìn lướt qua những món ăn mà hai người vừa gọi, đùi dê úc nướng, khoai tây phết lòng đỏ trứng, gan ngỗng rượu mơ phương Tây, bánh ngọt khoai tây vàng, mai cua nhồi phô mai, thịt thăn bò Wellington. Cô không kìm lòng được nhíu mày, trầm mặc liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên nét mặt vẫn chăm chú nhìn phía trước. Đây vốn không phải là một thực đơn bình thường, mà là cố tình gây khó dễ, một bữa ăn chưa hữu dụng, làm sao lại ăn những mùi vị phức tạp như vậy chứ? một bữa cơm Tây rất coi trọng mùi vị, nhưng lúc này mùi vị lại hỗn tạp, làm sao mà phối rượu được. Đường Khả Hinh cảm giác được trên chán mình đã đổ mồ hôi. Chuyên gia hầu rượu đường, cô cảm thấy những món ăn này có vấn đề gì sao? Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi, khó khăn sao? Nếu như cảm thấy khó khăn, làm thế nào tiếp tục thi đấu được, làm thế nào bố trí được rượu và điểm tâm cho ngày mai đây? Không có gì khó cả, xin anh chờ một chút. Đường khả hình không còn cách nào, đành phải khom lưng, xoay người đi về kho rượu. Đôi mắt trang hạo nhiên chấp lóe. Nhắc tới chai rượu đỏ kia, tiêu hào oánh tiếp tục mỉm cười nhìn trang hạo nhiên nói, tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc hoàn cầu các anh có bí mật gì, đến cùng người trao đổi này, có hoán đổi được vận mệnh huy hoàng trước mắt không, còn có. Chuyện này, nếu vô tình, lộ ra một chút tin tức, một người nào đó có được một chai rượu giả, phải chăng sẽ được quyền thống trị hoàn cầu. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn tiêu hảo ánh, mỉm cười nói, đây là cô muốn nghĩ dùm cho tôi sao? Tôi biết anh và Tổng giám đốc tưởng vẫn luôn bất hòa, bởi vì các anh không giống chủ tịch tưởng và chủ tịch Trang, hành động một người cương quyết, một người lại mềm dẻo, các anh giống như hai con hổ trên cùng một ngọn núi, Tổng giám đốc tưởng nhìn có vẻ cương quyết, lại biết nhìn xa trông rộng, năng lực kiên cường, điểm này có chút giống với anh, còn Tổng giám đốc Trang anh tính tình ôn hòa, là một người rất có nguyên tắc, hiếm khi có chuyện, có thể gian xảo luồn lách được những kẽ hở từ trong tay anh. Hãy chờ xem, việc long tranh hổ đấu này, chỉ là chuyện sớm hay muộn xảy ra mà thôi. Trang hạo nhiên cười. Hiện nay tôi đã điều tra về chai rượu đỏ, đã từng qua tay một đám người áo đen thuộc giới chính trị. Tiêu hào oánh nói. Mắt trang hạo nhiên chợt lóe. Cửa kho rượu mở ra, đường khả hinh lo lắng đi vào, lại lập tức phát hiện, hai tay chống trơn, cô kêu ơ kìa một tiếng, phát hiện không mang theo thực đơn điện tử vào, liền xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng bước ra phòng ăn, đi về phía ghế ngồi cạnh cửa sổ sát đất. Thậm chí tôi còn nghe ngóng, chai rượu đỏ này nhiều năm trước đã bị một người thanh niên thần bí trong hoàn cầu các anh trộm đi, lúc hắn ta trộm được chai rượu đỏ này, trên đường trốn bị phát hiện ra. Sắc mặt trang hạo nhiên ngưng động, trong đầu lóe ra một hình ảnh kỳ quái. Đường khả hình nhanh chóng đi về phía ghế ngồi bên này hình như hắn ta cầm chai rượu đỏ này thân thể bị đâm vài nhát dao đi vào một con hẻm nhỏ cùng với một cô gái dầm đường khả Hinh lập tức đi tới bên cạnh trang hạo nhiên dừng lại xoay người nhìn qua tiêu hào oánh cũng đề cao cảnh giác cùng trang hạo nhiên nhìn sang xin lỗi xin lỗi bên kia nhân viên phục vụ không cẩn thận làm bể một cái chén đang hướng về phía khách hàng xin lỗi sao lại không cẩn thận như vậy chấm hỏi ngoặc kép Trần Mạn Hồng lập tức bộc lộ vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn vị khách khom người xin lỗi. Trang Hạo Nhiên nhìn tình huống bên kia, khuôn mặt bộc lộ vẻ không vui. Xin lỗi, vừa rồi tôi quên lấy thực đơn. Đường Khả Hinh lập tức nhanh chóng bước qua, nhẹ cầm thực đơn điện tử lên, đứng đối diện hai người khom lưng xin lỗi, rồi rời khỏi. Tiêu Hảo Oánh chậm rãi nhìn cô gái kia rời khỏi, mới nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, hình như chính là tại một quán ba nào đó, chai rượu đỏ này bị một cô gái cất giấu đi, mà người thanh niên thần bí kia lại trúng đạn bị thương, ngã vào vũng máu. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Hào Oánh mỉm cười nói, sau đó thì sao? Không biết. Tiêu Hào Oánh cười. Không biết. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, nói vẫn chưa điều tra ra được sao? Ừm, uhm, vẫn chưa điều tra được. Rốt cuộc người thanh niên thần bí kia là ai, tôi cũng không biết. Còn cô gái kia sau này như thế nào? Tôi cũng không rõ lắm." Tiêu hào Oánh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, "Thế nhưng với sự khôn khéo của anh, cho anh những tin tức này đã đủ rồi sao?" Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô cười nói, "Lúc nào thì có thể cho tôi một chút tin tức khác? Để xem, đêm nay đến phòng tôi uống rượu, tôi liền cho anh." Tiêu hào Oánh cố ý quyến rũ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói, "Có tới hay không?" Chương 702 sợi mì Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh nói, "Thật ra tôi không có tốt giống như cô nghĩ. Tôi có rất nhiều khuyết điểm, càng có rất nhiều tính cách mà người ta không dễ dàng tha thứ, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý cùng tôi đi đến cùng. Việc gì cô phải vất vả như vậy?" Tiêu Hảo Oánh nhìn về phía anh, cười nói, "Tôi thích thu phục ngựa hoang, nhất là loại ngựa cuồng dã sau đó lại dịu dàng." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ xúc động thở dài một hơi nói, "Cô bỏ qua cho tôi đi, phóng viên Tiêu sự hợp tác của hai chúng ta, thông qua một con đường khác, được không? Đến phòng tôi uống ly rượu, khó khăn như vậy sao? Cũng chỉ là uống ly rượu, nhiều lắm lúc nhạc ra vang lên, nhảy cùng tôi một điệu. Tiêu hào ánh nhìn về phía anh, có chút yêu kiểu nói. Trang hạo nhiên nhìn cô một lần nữa, cười. Tiêu hào ánh lộ ra mấy phần ôn nhu nói, thật sự chỉ cần như vậy thôi. Nếu không được, coi như tôi chưa nói gì, tôi mệt rồi. Trang hạo nhiên nghe lời này, chỉ cảm thán thở dài một hơi, nói, được rồi. Tối nay tôi đến phòng cô. Choang! Phía sau lại truyền đến âm thanh thủy tinh rơi vỡ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chấm hỏi ngoặc kép, trong nháy mắt, Trang hạo nhiên xoay người, lấy thân phận tổng giám đốc, giận dữ nói với người vừa tới, hôm nay, tại phòng ăn này đã làm vỡ hai bộ đồ đựng dụng cụ bằng thủy tinh rồi. Anh nhìn người trước mặt, sắc mặt rét lạnh. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt, hai mắt ngấn lệ khẽ chuyển động, ngây ngốc đứng tại chỗ, trước mặt là chai rượu đỏ bị vỡ nát vụn, dịch rượu tràn ra khắp trên mặt đất, thậm chí có miếng thủy tinh còn xoẹt qua chân cô gây ra một vết cắt nhỏ, phía sau là nhân viên tạp vụ đẩy xe thức ăn đi theo, theo đó là ba chai rượu cherry. À, Trần Mạn Hồng vô cùng khẩn trương và lúng túng đi tới, không người xuống hướng Trang Hạo Nhiên nói, thật sự rất xin lỗi, Tổng Giám Đốc, tôi lập tức xử lý. Cả người đường khả hình giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, hai mắt vẫn như cũ run rẩy ngấn lệ, muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng vẫn còn một chút tôn trọng nên làm gì bây giờ. Trang hạo nhiên chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, liền xoay người nhìn tiêu hảo oánh cười hỏi, cô không bị hoảng sợ chứ? Không sao, tiêu hảo oánh nhìn về phía anh, chỉ cười lắc đầu. Thật sự rất xin lỗi, các vị, Trần Mạn Hồng lập tức xoay người, cùng toàn bộ nhân viên làm việc trong phòng ăn, khom lưng xuống hướng tới các vị khách đang hoảng sợ, nói lời xin lỗi, hôm nay chúng tôi đã làm phiền các vị dùng bữa tới hai lần, thật sự vô cùng xin lỗi. Để bày tỏ sự ái náy, chúng tôi sẽ tặng thêm một phần salad hoa quả cùng trứng cá muối hoàng kim. Xin các vị thứ lỗi. Mặc dù các vị khách có chút không vui, nhưng nhìn thấy Trần Mạn Hồng thành tâm thành ý xin lỗi như vậy, liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng bữa và nói chuyện phiếm. Mau dọn dẹp một chút. Trần Mạn Hồng vội vã nhỏ giọng dặn dò nhân viên dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ cùng chút dịch rượu tràn ra ngoài. Đường Khả Hinh sắc mặt vẫn trắng bệch đứng tại chỗ, cả người dường như không suy nghĩ gì, càng giống như không có linh hồn, chỉ là vừa nghe Trang Hảo Nhiên câu nói kia, trái tim đột nhiên lạnh lẽo. Khả Hinh, cô đang làm gì vậy? Còn không mau qua đây? Trần Mạn Hồng khẩn trương đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cẩn thận thúc giục. À, Đường Khả Hinh hơi xoay người dặn dò đồng nghiệp ở phía sau, lộ ra vài phần yếu ớt cùng vô lực nói, đến hầm chứa rượu một lần nữa, lấy một chai rượu Henry Pino năm 2000. Tôi không nhớ rõ nhãn hiệu cho lắm, nhưng có lẽ ở giá số 3, tầng cao nhất. Được, đồng nghiệp kia lập tức xoay người, đi tới hầm chứa rượu. Đường khả hình vẫn thất thần đứng tại chỗ, hai tròng mắt lưu chuyển mãnh liệt, nhớ lại lời nói của trang tính vũ, khả hình, chú biết cháu uất ức. Là một người cha, chú làm như vậy có chút ích kỷ, nhưng hãy tin chú, đối với hai đứa nhỏ các cháu, chú tự có suy nghĩ của riêng mình, cũng đau nhưng cũng yêu. Thế nhưng nếu cháu đã lựa chọn đi trên con đường này, bảo vệ đoạn tình cảm này, trong tương lai nó sẽ không bị thương, cháu sẽ phải cắn răng thật chặt. Cô bé này, nghĩ lại những lời này, không nói gì thêm, chỉ lại yếu ớt đi đến trước mặt hai người trang hạo nhiên, hơi khom người đè nén cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng nói, "Xin lỗi, tổng giám đốc, Tiêu tiểu thư, vừa rồi" là do tôi không cẩn thận. Không sao. Tiêu Hào Oánh mỉm cười nhìn về phía cô, có chút lo lắng hỏi chân cô có bị thương không? Không có, cảm ơn cô đã quan tâm. sắc mặt Đường Khả Hình tái nhợt khẽ gật đầu. Sau khi nói cảm ơn, xoay người muốn lấy rượu Cherry ra trước, lại không chú ý đồng nghiệp vừa bước qua bên cạnh mình, đang bưng một tô canh nóng, muốn đi tới các vị khách bàn bên cạnh, cô lại thất thần theo thói quen vươn tay muốn bưng tô canh nóng kia. Một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của cô kéo thân thể của cô qua a à, chấm than ngoặc kép cả người đường khả hình ngã xuống ngồi trên đùi trang hạo nhiên hai mắt rưng rưng hoảng hốt nhìn anh gương mặt trang hạo nhiên bộc lộ vẻ không vui tức giận nắm chặt cổ tay cô tùy ý để cho thân thể nhỏ nhắn của cô ngồi trong ngực của mình cúi đầu nhìn lên tiếng trách cứ nếu như em cảm thấy hôm nay tâm trạng làm việc không tốt cũng không cần hầu rượu nữa không cần ở đây mắc sai lầm chồng chất ảnh hưởng tới thành tích của quản lý trần đường khả hinh nặng nề thở hổn hển ngồi trên đùi trang hạo nhiên đôi mắt ngấn lệ đau đớn nhìn anh trang hạo nhiên liếc mắt thấy sắc mặt cô tái nhợt đẩy cả người cô xuống cầm chiếc khăn ăn rơi xuống đùi lên mới nói mau đi xuống đi không cần em nữa đường khả hinh chỉ đứng tại chỗ chợt cảm thấy trái tim mình trống rỗng nhìn trang hạo nhiên tao nhã ngồi tại chỗ chính mình từng ngồi trên bắp đùi của anh cùng anh thâm tình ôm nhau cùng anh ký tên lên những văn kiện hơn 10 triệu. Cô liền khẩn trương nhìn anh. Đi xuống, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt lạnh lùng căn dặn. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không nhúc nhích, nhìn anh. Trần Mạn Hồng phát hiện hai người bọn họ dường như có chuyện gì đó, lập tức khẩn trương đi tới, nhanh chóng nắm chặt cổ tay Khả Hinh, cười nói, Khả Hinh, tôi thấy cô dường như không thoải mái, đến đây, đi nghỉ ngơi đi, tôi bảo chuyên gia hầu rượu khác qua đây, không có việc gì cả, đi thôi đường khả hinh nghe lời này hai mắt kích động di chuyển nhìn về phía nét mặt lạnh lùng của trang hạo nhiên trái tim cô đau đớn nhưng vẫn lặng lẽ xoay người từng bước một rời khỏi tôi thật sự rất muốn biết cô gái kia là ai tiêu Hảo oánh thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho mình cô cũng nhẹ cầm tấm khăn ăn đặt trên đùi mới mỉm cười nói với trang hạo nhiên trang hạo nhiên nhìn bóng lưng mệt mỏi của đường khả hinh đi xa dần tổng giám đốc trang tiêu hào oánh mỉm cười gọi anh ừ trang hạo nhiên lập tức mỉm cười nhìn về phía cô hỏi thế nào tôi thật sự rất muốn biết cô gái kia là ai tiêu hào oánh mỉm cười nhìn anh nói cô gái kia trang hạo nhiên có chút thất thần nhìn cô cười hỏi chuyện kia ở buổi tối hôm đó cô gái nhận được chai rượu đỏ từ tay người thanh niên thần bí kia tiêu hào oánh mỉm cười nói nếu như anh điều tra được nhất định phải nói cho tôi biết một tiếng bởi vì tôi thật sự rất muốn nhìn một chút cô gái như thế nào, đã bảo vệ bí mật của hoàn cầu, cứu vớt tập đoàn này. Trang hạo nhiên cười rộ lên hỏi, làm sao cô biết, cô ấy bảo vệ bí mật của hoàn cầu, cứu vớt tập đoàn này. Bởi vì, hiện tại tập đoàn hoàn cầu vẫn còn sóng yên biển lặng. Chứng tỏ, chai rượu đỏ kia không bị mở ra, tiêu hào oánh cười nói. Trang hạo nhiên suy nghĩ một chút, đây cũng là một lý do thuyết phục, gật đầu cười. Cô ấy thật là đại ân nhân của tập đoàn Hoàn Cầu nha. Nếu như cô ấy đem bí mật này và trao đổi với bất cứ người nào, đều có khả năng nhận được vinh hoa phú quý hưởng phúc suốt đời. Tiêu Hảo Ánh không phải là người tình cảm, cũng thật sự có chút xúc động. Cô gái này rốt cuộc là ai? Không biết cô ấy giữ chai này rượu đỏ, rốt cuộc có nguy hiểm hay không? Trang Hạo Nhiên nói đến đây, đáy lòng lại xúc động sâu sắc, giống như có kim châm, đâm vào trái tim mình. Sẽ tìm được, nếu như anh tìm được trước, nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy. Tiêu hào oánh cầm ly rượu mà nhân viên phục vụ đã rót cho mình, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói, "Loại rượu Henry Pino này thật không tệ, vô cùng thơm." Mát, có một loại cảm giác khiến cho người ta bình tĩnh, cùng suy nghĩ có hiệu quả, dường như chuyên gia hầu rượu hiểu rõ nội tâm hai người chúng ta không bình tĩnh. Loại cảm giác này, tựa như sáng sớm trong rừng rậm, những tia nắng ban mai ấm áp chiếu xuống, nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm đi khắp các thôn xóm. Rất dễ chịu đường tiểu thư đúng là một chuyên gia hầu rượu xuất sắc. Trang hạo nhiên cũng cười, lại quay đầu nhìn về phía biển cả rộng lớn bên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đằng sau vườn hoa, ánh mặt trời chiếu xuống rực rỡ. Đường khả hình yếu đuối không có sức lực đưa tay vịn vào bức tường của khách sạn, từng bước một đi ra đằng sau vườn hoa, đón ánh nắng mặt trời chói trang, nghĩ đến sự lạnh lùng của trang hạo nhiên vừa rồi, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế được thiết kế ở giữa bãi cỏ xanh biếc, nhưng một chút sức lực cũng không có, liền trực tiếp ngã ở trên bãi cỏ, hai mắt dưng dưng nhìn phương trời trước mắt, tay nắm chặt những ngọn cỏ xanh biếc, lồng ngực như sắp nổ tung, một câu cũng nói không nên lời. Trang hạo nhiên, hôm nay anh đối với em như vậy, đây chính là báo ứng của em. Cô đau khổ cúi đầu, hai mắt ngấn lệ, nhìn phía những vết thương đã rách ra trên đùi, nhưng cô không cảm thấy đau đớn chút nào. Một đôi giày da màu nâu từ từ đi tới, dẫm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đang để trên mặt cỏ. Đường khả hinh nhất thời sửng sờ, nhanh chóng ngẩng đầu, lại nhìn thấy tưởng văn phong mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng, chiếc quần cùng màu, khoác chiếc áo len kẻ ca rô màu trắng xanh, mái tóc ngắn xoăn theo mốt tỏa ra sức quyến rũ, hơi quét qua đôi mắt, cầm trong tay một dí gì đó trông kỳ quái, từ bên trong lấy ra một thứ gì đó, đem bỏ vào trong miệng của mình. Anh, tại sao anh lại dẫm lên tay tôi? Đường khả hình lập tức rút tay ra, vội vàng lau khô nước mắt, hít hít mũi sau đó đứng lên. Tưởng văn phong lại từ trong túi lấy ra một ít sợi mì bỏ vào trong miệng của mình, chậm rãi nhai, vừa nhai vừa hờ hững nhìn đường khả hình. Đường khả hình cũng ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn về phía tưởng văn phong. chương 703, không khống chế được. Anh đang ăn gì vậy? Hiện tại khứu giác của đường khả hình đã khôi phục rất tốt, người thấy mùi vị cay cay, mới nhớ ra buổi trưa mình chưa ăn cơm, liền nuốt nước bọt một cái, hỏi. Tưởng Văn Phong nét mặt vẫn không thay đổi, vừa nhìn Đường Khả Hinh, vừa tiếp tục lấy ra sợi mì từ một túi lớn trong suốt, cho vào miệng nhai, thấy ngón tay dính đầy dầu ớt, anh còn mút mút ngón tay trước mặt cô, đem toàn bộ hương vị mút vào trong. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh nói, anh xác định là ngón tay mình sạch sẽ sao? Tay tôi vừa mới rửa. Tưởng Văn Phong không để ý cô, đi đến chiếc ghế riêng bên cạnh, ngồi xuống, lại cầm túi sợi mì kia nhìn những đóa hoa tương tư xinh đẹp phía trước, vừa ăn, vừa nói, khóc cái gì. Đường khả hình không để ý anh, mệt mỏi đi tới chiếc ghế khác ngồi xuống, cúi đầu không lên tiếng. Tưởng văn phòng đưa túi sợi mì trong tay ra nói, có muốn ăn chút không? Đường khả hình quay đầu nhìn anh một cái, mới liếc túi sợi mì, thực sự nhìn rất ngon, mình thật sự rất rất đói, cô cố gắng nuốt một ngụm nước bọt. Tưởng văn phong nhìn cô một cái, cuối cùng với tay lấy túi sợi mì đưa cho cô nói, ăn đi. Đường khả hình nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được, chua cay là mùi vị cô yêu thích nhất, nhanh chóng cầm lấy một sợi mì nhỏ nhỏ dài dài, cho vào miệng nhai, liền cảm thấy mùi vị rất ngon, ánh mắt cô sáng ngời, vừa muốn khen hương vị này rất ngon. Năm xu tưởng văn phong đột nhiên nhìn cô, nhàn nhạt nói. a à, đường khả hình tay còn đang cầm sợi mì, nhìn anh hỏi cái gì? Túi sợi mì này năm xu Tưởng Văn Phong nhắc lại. Đường Khả Hinh sửng sốt một hồi, chỉ vào túi sợi mì to trong tay anh, nói trời ạ. À, một túi sợi mì to như vậy mà chỉ có 5 xu, giá thành không phải chỉ có 3 xu thôi sao? 3 xu một túi lớn, anh dám ăn sao? Tưởng Văn Phong nhìn cô, lại tiếp tục ăn sợi mì thơm ngon, cứ như vậy nhai, thoải mái nói có gì mà không dám. Tính toán cũng sẽ không thể được lời như vậy, cho nên đây là thập nếu là giả thì lỗ vốn rồi. Đường khả hình khó tin giơ sợi mì trong tay ra, nhìn anh. Ăn đi, tạm thời không chết được, tưởng văn phong nói những lời này, chính mình cũng thấy muốn cười. Đường khả hình cố ý trợn mắt nhìn anh, cũng không khách khí nữa, tiếp tục ăn sợi mì, sau khi ăn xong cũng học anh mút ngón tay của mình. Cô đã rửa tay chưa? Tưởng văn phong nhìn cô, hỏi. Đường khả hình đột nhiên sửng sốt nhìn anh, cắn ngón tay lắc đầu. Tưởng văn phong nhíu mày nhìn cô, đường khả hình nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ chập một tiếng lại muốn thò tay lấy sợi mì trong tay anh cô chưa rửa tay tưởng văn phong nhanh chóng xoay tay lại đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh nói rửa rồi vừa rồi cô chưa rửa tưởng văn phong vẫn không chịu cho cô đường khả hình nhìn phía trước sắc mặt tái nhợt kích động kêu to a à, con chó to kia đáng sợ quá tưởng văn phong nhanh chóng quay đầu lại có chút thất thần nhìn phía trước nhưng chỉ thấy một mảnh màu xanh, không có gì. Anh quay đầu lại, đã thấy đường khả hình lấy sợi mì trong tay mình, từng miếng từng miếng cho vào trong miệng nhai, vẻ mặt vui sướng. Anh nheo mắt nhíu mày nhìn cô. Anh có chút giống anh trai của anh, nhà họ tưởng các anh đều như vậy sao? Đường khả hình vừa ăn, vừa nhìn anh. Vừa rồi không phải cô rất khổ sở sao? Tưởng văn phong nghi ngờ nhìn cô, vừa rồi nhìn bi thương tưởng chừng như không đứng lên được như vậy, hiện tại đã như không có việc gì đường khả hình cầm sợi mì bỏ vào miệng hai mắt mờ mịt nhìn phía trước vừa nhai vừa nhớ tới ban nãy trang hạo nhiên và tiêu hảo oánh thân mật tưởng văn phong yên lặng nhìn cô đường khả hình đột nhiên nặng nề thở gấp một hơi cắn sợi mì cười khổ nói có lẽ vừa rồi đói bụng con người khi bị đói sẽ đặc biệt yếu đuối suy nghĩ không được chín chắn tâm hồn không được lấp đầy sẽ rất trống rỗng mà lúc con người cảm thấy trống rỗng sẽ làm ra vẻ bi thương ra vẻ khổ sở ra vẻ thống khổ. Tưởng Văn Phong nhìn nghiêng khuôn mặt của cô, dịu dàng động lòng người như vậy, đôi mắt bộc lộ chút cô đơn, ngược lại còn có chút đáng thương hơn, hé đôi môi mỏng nói, cùng anh trai tôi chung một chỗ, không tốt sao? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Văn Phong. Tôi biết chuyện của các người, ồn ào huyên náo như vậy. Tưởng Văn Phong thò tay lấy một miếng sợi mì, bỏ vào miệng ăn, anh trai tôi rất tốt, thoạt nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất khoan dung độ lượng cho dù có chút chuyện, cũng sẽ chăm sóc chu toàn. Đường khả hình yên lặng nhìn anh một lúc lâu, mới cười nói tôi không trèo cao được. Tưởng văn phong không nói gì, chỉ cho sợi mì vào miệng nhai, rồi lại mút ngón tay. Đường khả hình nhíu mày nhìn anh như vậy, thật sự không chịu nổi, nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay từ bên trong đồng phục của mình, phía dưới khăn có thêu một đóa hoa sen màu hồng nhạt, nhìn liếc qua rất sống động, lại thơm vô cùng. Tưởng văn phong quay đầu, nhìn cô rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Lau đi, đường khả hình nhíu mày nhìn anh. Tôi 24, còn cô? Tưởng văn phong ra vẻ khinh bỉ nhìn cô, cười. Đường khả hình sắc mặt tối sầm, lại giơ tay đưa khăn cho anh nói, lau đi. Tưởng văn phong cười, cầm lấy khăn tay trắng, cảm nhận được rõ ràng màu trắng như tuyết của nó, đưa lên mũi người người, cảm thấy rất dễ chịu. Anh có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn đường khả hình cười nói, khăn này thơm quá. Đường khả hình cười. Cầm đi, lau tay rất đáng tiếc. Tưởng văn phong vẫn trả lại cho cô. Lau đi, rồi lại giặt sạch sẽ. Đường khả hình đưa cho anh, sau đó đứng lên, đón những trận gió nhẹ nhàng mát rượi lướt qua. Còn có đường nét phát hỏa của bóng cây tương tư chiếu xuống. Mỉm cười nhìn anh nói ăn no rồi, tôi đi đây, cảm ơn sợi mì của anh. Cô nói xong, muốn xoay người rời khỏi. Tưởng văn phong đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô đường khả hình sửng sốt quay đầu nhìn anh hỏi sao vậy tưởng văn phong không nói gì chỉ kéo tay nhỏ bé của cô để cô ngồi bên cạnh mình sau đó anh đứng lên đến trước mặt đường khả hình đường khả hình nhanh chóng lùi lại khép hai chân có chút xấu hổ nhìn tưởng văn phong hỏi anh làm gì vậy ngồi đi tưởng văn phong nhanh chóng cầm khăn tay trắng đứng lên đi đến đài phun nước phía trước làm ướt khăn sau đó quay lại ngồi xổm trước mặt đường khả hình nhẹ nhàng lau sạch vết máu từ miệng vết thương trên đùi cho cô, cứ như vậy nhẹ nhàng lau, hai mắt bộc lộ một chút chuyên tâm, chỉ có nghệ thuật ra mới có thể có ánh mắt, có sự quan tâm khiến cho tim người ta có cảm giác thật dịu dàng, nhưng lại giống như không thuộc về thế giới này. Đường khả hình ngồi trên ghế, yên lặng nhìn anh ôn nhu ngồi trước mặt mình, lúc lau miệng vết thương, đôi mắt sáng lấp lánh, cô không khỏi nhớ lại khi đó người kia cũng nhìn mình bằng đôi mắt rất ôn nhu, lúc nào cũng thâm tình và cương chiều như vậy hai mắt cô nhanh chóng đỏ bừng, trong lòng cảm thấy chua xót, những hoài niệm cứ mạnh mẽ mà xuất hiện, kêu nhỏ trang hạo nhiên. Tưởng văn phong không nghe rõ, ngẩng đầu sừng sốt nhìn cô, hỏi, hả? Đường khả hình dường như xuất hiện ảo giác, trong lòng chua xót đau đớn nhìn tưởng văn phong, hai mắt phiếm hồng thống khổ rơi lệ, dường như chỉ trong nháy mắt bị những hoài niệm trùng điệp này quật ngã. Tưởng văn phong khó hiểu nhìn cô. Đường khả hình nhìn tưởng văn phong thật sâu, nước mắt cứ từng giọt từng rơi xuống, kích động nhìn anh, trong lòng chua xót, nghẹn ngào nói, em cái gì cũng không thể nói cho anh biết được. Nếu như em và anh không thể bên nhau, anh phải làm sao bây giờ? Tưởng văn phong nhíu mày nhìn cô. Nhưng làm sao đây, tim em hiện tại rất đau, em đau quá, đau chết mất, đường khả hinh ngồi trên ghế, cúi xuống mặc kệ nước mắt lăn dài, khóc đến nước nở nghẹn ngào. Này, cô không sao chứ? Tưởng văn phong trợn tròn mắt, không biết làm sao, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô nói cô có khỏe không đường khả hình nhanh chóng nắm chặt tay anh áp lên mặt mình vừa khóc vừa nói anh biết không em rất nhớ bàn tay ấm áp của anh em rất nhớ tưởng văn phong không có cách nào đành mặc cho cô nắm tay mình tim không hiểu sao cũng căng thẳng em rất nhớ anh làm sao bây giờ em rất nhớ anh thế nhưng em cái gì cũng không làm được em nhớ anh đêm hôm đó ôm em nói yêu em đường khả hình tiếp tục bi thương nắm chặt tay anh Khuôn mặt thống khổ ngưng tụ, mặc kệ hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài, rất thống khổ nước nở khóc lên, em rất nhớ anh, đến ôm em một cái. Phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trang Hạo Nhiên cùng Tiêu Hạo Oánh vừa nói vừa cười đi đến, nghe thấy có tiếng khóc phía trước, cũng bất giác nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Văn Phong ngồi xổm trước mặt đường khả hinh, đau lòng vỗ về khuôn mặt cô. Mặt Trang Hạo Nhiên đột nhiên căng thẳng. Tiêu Hạo Oánh cũng khó hiểu nhìn về phía kia lo lắng kêu nhỏ đường tiểu thư. Tưởng văn phong kinh ngạc nhìn qua. Đường khả hình trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, thấy mình khóc trước mặt tưởng văn phong, mới phát hiện ra vừa rồi mình thất lễ, cô lập tức thấy xấu hổ, mất mặt, khó chịu đứng lên, vừa lau nước mắt, vừa muốn chạy ra ngoài, không ngờ vừa đứng lên, sau gáy chợt cảm thấy một trận tê dại, trước mắt tối sầm, cả người ngã ẩm trên cỏ, mặt dán lên bãi cỏ, nước mắt chảy xuống. Này! tưởng văn phong trong nháy mắt kinh hãi, nhanh chóng đi qua, đỡ thân thể đường khả hình đang hôn mê dậy, căng thẳng hỏi cô sao vậy? Trang hạo nhiên vừa nhìn thấy liền nóng mắt, lập tức bước nhanh đến, trong nháy mắt đẩy tưởng văn phong ra, cúi người vội vàng ôm lấy đường khả hình đang hôn mê, đi nhanh đến phòng y tế phía trước, gào lên, lập tức gọi bác sĩ đến đây. chương 704, là cô ấy. Vào buổi trưa tiếng, xèo xèo, lại tiếp tục vang lên, vì ánh nắng mặt trời quá trói trang, cây cối thoáng đong đưa, làm cho bầu không khí càng thêm nóng bức. Trung tâm y tế, tòa nhà ba tầng màu trắng, bất chợt thấy hai người bảo vệ, vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa đi tới, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn cười đùa. Tại phòng bệnh lầu 1, cửa sổ sát đất mở ra, thỉnh thoảng điều hòa tỏa ra một luồng khí lạnh. Đường khả hình mặc sơ mi trắng, váy đen ngắn, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nằm trên giường, mê man ngủ, mồ hôi trên trán vẫn tuôn ra, cổ tay đang bị kẹp kim tiêm, những giọt nước thuốc chậm chậm theo đường ống từng chút một nhỏ xuống, truyền vào trong tay cô. Cuối cùng, vì tiếng động bên ngoài cửa sổ quá lớn, cô thở hổn hển, chậm rãi mở hai mắt ra, yếu ớt nhìn những hoa văn màu trắng trên nóc, ánh mắt có chút lờ mờ, tư tưởng mang theo vài phần nhợt nhạt, nhưng vẫn theo thói quen quay đầu, cư nhiên nhìn thấy người đang bên cạnh mình, cô hơi sửng sốt. Trang Hạo Nhiên vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, ngồi trên ghế bên cạnh, dáng vẻ có chút lười biếng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn vào một điểm nào đó, hai mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Đường khả hình cứ như vậy nhìn theo bóng dáng anh, đôi mắt bỗng đỏ bừng, hơi thở có chút không ổn định, lồng ngực phập phồng. Trang hạo nhiên nghe được tiếng thở dốc bất thường này, hơi sướng sờ quay đầu, nhìn đường khả hình yếu ớt đã tỉnh lại, hai mắt anh khẽ đảo, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục lại nét bình tĩnh, cũng không còn cứng rắn như trước, hỏi có đỡ hơn chút nào không. Đường khả hình nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, gật đầu, nói không nên lời. Trang hạo nhiên không lên tiếng, nghiêng người về phía trước, vươn tay sờ nhẹ lên trán đường khả hình, cảm nhận được nhiệt độ đã hạ xuống mới nói, bác sĩ nói em sốt nhẹ, có lẽ là do thời tiết ban ngày nắng nóng. Đường khả hình nhẹ chấp đôi mắt, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của trang hạo nhiên chuyển đến, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Không còn sốt nữa, trang hạo nhiên nói xong, mới nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn cô có chút quan tâm hỏi khát nước sao có muốn uống chút gì không đường khả hình yếu ớt lắc lắc đầu suy nghĩ yếu ớt trang hạo nhiên lại nhìn cô một cái liền trầm mặc đứng lên đi tới phía bên kia phòng bệnh mở ra một bình giữ nhiệt mới nói anh vừa cùng văn phong nói chuyện mới biết buổi trưa em vẫn chưa ăn thứ gì anh đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị cháo tổ yến cho em mau ăn một chút đi đôi mắt đường khả hình khẽ đảo nhìn bóng lưng anh bất cứ lúc nào cũng đều tao nhã và nghiêm nghị như vậy, lúc nào cũng mang theo một cảm giác vô cùng an toàn. Trang hạo nhiên dùng thìa lấy một ít cháo tổ yến, múc vào trong chén nhỏ, vừa dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, vừa thổi đi đến bên giường, nói, nào, mau ăn một chút đi. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, chỉ đành nghe lời, lấy hai tay chống giường bệnh, ngồi dậy. Trang hạo nhiên lập tức đặt chén xuống, nghiêng người về phía trước, vươn hai tay nhẹ ôm ngang đường khả hình, để cho cô nằm nghiêng trên giường, nhấc gối đến, cho cô thoải mái mà dựa vào. Đường khả hình trong lòng ấm áp, ngẩng đầu yếu ớt nhìn anh. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, lại cầm chén cháo tổ yến lên, ngồi bên giường, cầm thìa múc một chút, lại nhẹ nhàng thổi, mới đưa tới bên miệng cô, nói ăn đi. Đã nguội bớt rồi. Đường khả hình vừa nhìn anh, vừa biết ý mở miệng ra, ăn thìa cháo vào trong miệng. Trang hạo nhiên không nhìn cô, chỉ cầm cái thìa, lại nhẹ nhàng múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi cuối cùng mới nói việc nếm thử rượu chắc hẳn là rất mệt cơ thể suy yếu sẽ rất nhanh ngã bệnh em bình thường dù dày vò bản thân thế nào thân thể có gầy một chút cũng không đến nỗi như vậy đường khả hình vẫn im lặng không lên tiếng trang hạo nhiên nhìn cô một cái có lẽ hiểu được một chút suy nghĩ trong lòng cô liền đem chén đặt trên chiếc bàn nhỏ mới yếu ớt nói thực ra em là một người đổi với chuyện tình cảm rất kiên định anh chỉ là vô tình lẫn lộn vào sự kiên định của em, nhưng tất cả những thứ về em trong lòng anh là không thể nào thay đổi được, mà ngược lại còn đặc biệt vững chắc, không cần cảm thấy mắc nợ, lại không cần cảm thấy có gì đó không thoải mái. Không cần phải như vậy. Đường Khả Hinh nghe lời này, đôi mắt lại ngấn lệ, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô, bộc lộ vài phần ý cười, vươn tay nhẹ sờ đầu cô, nói, đoán chừng có anh ở đây em sẽ không thoải mái, anh đã bảo quản lý lưu qua đây cùng với em. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh nói xong, người đã lẳng lặng lạnh lùng đứng lên, kéo nhẹ ghế dựa ra, mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại nữa. Đường khả hình nhìn anh thực sự cứ như vậy dứt khoát xoay người rời đi, cô sốt ruột tiểu tụy vươn tay, cố gắng hết sức rút kim tiêm truyền dịch ra, máu tươi lập tức tuôn ra, cô lại mờ mịt không để ý đến, đi chân trần gấp gáp bước tới cửa phòng bệnh, hai mắt dương dương nhìn bóng dáng Trang Hạo Nhiên đã đến phía bên kia, bước đi trên thảm cỏ xanh dưới ánh mặt trời chói trang, rất nhanh đã bước qua cánh rừng phong, lại đi về phía con đường nhỏ quanh co, thỉnh thoảng có thể thấy bóng cây chiếu trên gò má anh. Lãnh đạm hờ hứng, lòng cô đau xót, nước mắt lại lăn dài, run run khóc nói, rốt cuộc em đã tổn thương anh, mới có thể làm cho anh trở nên như vậy. Trang Hạo Nhiên, đừng đối xử với em như vậy. Nếu như anh đối với em như vậy, em thực sự sẽ không nhịn được nhã tuệ lúc này từ một hướng khác đi đến nhìn thấy đường khả hình cả người tiều tụy đáng thương đang dựa vào cạnh cửa sắc mặt tái nhợt buồn bã khóc trong lòng cô hoảng sợ vội vã đi tới nặng nề đỡ khả hình kêu to khả hình cô làm sao vậy nhã tuệ đường khả hình cả người mềm nhũn ngã vào lòng nhã tuệ trong lòng đau đớn nghẹn ngào rơi lệ nói đây là báo ứng trước đây anh ấy đã dồn hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho tôi tôi không biết quý trọng tôi thế nào cũng không nghĩ tới tôi bị tưởng thiên lỗi gây ra những tổn thương nặng nề như vậy tôi lại đem tất cả những thứ đó toàn bộ đều trút hết lên người anh ấy tôi thật đáng chết mà tôi thật đáng chết tại sao tôi lại không nghĩ đến lúc tôi bị tưởng thiên lỗi làm tổn thương tôi rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn nhưng bây giờ tôi thực sự rất đau nhã tuệ im lặng không lên tiếng xúc động thở dài một hơi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô đau lòng nói nếu như cô thực sự yêu thương vậy thì mau theo đuổi đi. Tổng giám đốc Trang thương yêu cô như vậy, tôi tin rằng cô nhất định sẽ lại được tình yêu của anh ấy. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên đau xót, nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn xuống, nhớ tới hẹn ước kia, chỉ cắn chặt răng, để cho một số chuyện câm lặng trong thế giới của mình, lại nhìn nhã tuệ giống như đứa bé vô cùng gấp gáp, nói tối hôm nay, tôi muốn làm một việc. Nhất định phải làm một việc. Việc gì, nhã tuệ kỳ quái nhìn cô tôi nhất định phải làm chuyện này, nhất định phải làm, đường khả hình vừa khóc vừa đi về phía giường, kéo chân đắp lên người mình, bên trong nước nở khóc, nhưng vẫn nỉ non lầm bầm nói tôi muốn làm chuyện này. Nhã tuệ nghe lời này, mở to mắt, tòa nhà hoàn á, trang hạo nhiên đón mặt trời chói trang đi về phía trước, đôi mắt mạnh mẽ lóe sáng, nét mặt căng thẳng ngưng động, dường như đã tìm kiếm được cái gì đó, nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tổng giám đốc, nhân viên lễ tân trước quầy liền đứng dậy chào hỏi trang hạo nhiên đã đi vào thang máy nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại thang máy lập tức mang theo cả thân thể anh hướng thẳng lên trên những đồng nghiệp khu hành chính đang cười cười nói nói tranh cãi ẩm ý thang máy tổng giám đốc vang lên một tiếng đinh trang hạo nhiên vừa đi ra vừa căn dặn tiêu đồng nói tiêu đồng gọi mặc hàn qua đây gặp tôi vâng tiêu đồng cảm giác được anh đang có việc gấp lập tức xoay người đi vào phòng thư ký gọi điện thoại trang hạo nhiên một mình phịch một tiếng mở cửa phòng làm việc ra nhanh chóng đi vào nặng nề ngồi trên sofa nét mặt quái dị đôi mắt thậm chí mang theo vài phần quyết liệt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ trong đầu lại mạnh mẽ kịch liệt hiện lên những lời nói và hình ảnh kích thích của tiêu hảo oánh đó là một con hẻm nhỏ thật sâu ẩm ướt thậm chí phía sau còn sáng lên một biển quảng cáo nào đó tay anh nặng nề day ấn chán mình nhờ mắt tập trung tinh thần, tìm kiếm lại những hình ảnh đã lóe lên trong đầu mình lúc nói chuyện với tiêu hào oánh. Com hẻm nhỏ kia sáng lên biển quảng cáo rượu gì, hơi thở anh bắt đầu trở nên nặng nề, lại nhíu mày cúi đầu, có chút nghi ngờ cố nhớ lại chuyện này, đôi mắt mạnh mẽ lưu chuyển, lại trầm ngâm tại một điểm nào đó, cái hẻm nhỏ tối tăm, ẩm ướt róc rách, trái phải hai bên đều có rất nhiều cửa sắt, cửa sắt khép chặt, đột nhiên phía trước tiếng cửa vang lên, có một giọng nói lanh lảnh từ phía trước truyền đến. Xích Hà Châu, Sa Ngọc Rồng, Phẩm Lệ Châu. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn một điểm nào đó ở phía trước, dường như nhìn thấy được trong ngõ hẻm sâu thẳm kia có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục, cô gái trẻ khoác áo di lê, từ một nơi nào đó đi ra, trên tay cầm một túi rác ném vào cái sọt trước mặt. Hai mắt anh chợt lóe, muốn tập trung tinh thần tìm bóng dáng cô pha si trong bóng tối kia, khuôn mặt của cô. Khuôn mặt của cô, tiếng gõ cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục tập trung suy nghĩ, hơi thở nặng nề, cuối cùng người cùng với mình ôm nhau trong bóng tối kia, những ký ức đã mất nhanh chóng quay về, anh lập tức nhìn thấy chính mình hơn 3 năm về trước, mạnh mẽ nắm chặt tay một cô gái, đem cô kéo vào một nơi nào đó, sau đó trong bóng đêm, dùng tay bịt miệng cô lại, nói, đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi vừa nghe cô. Đọc tên các loại rượu, tôi biết cô là người yêu rượu. Thời gian đã không còn kịp nữa rồi, tôi rất có thể sẽ gặp bất chắc, trên người tôi có một thứ rất quý giá, phiền cô mang nó đến đưa tận tay tưởng lão tổng giám đốc khách sạn Á Châu, nhớ kỹ, không được qua tay người khác, dù là người thân cũng không được. Ông ấy nhất định sẽ báo đáp cô, tôi thề, đây là tiền đặt cược cuối cùng với tính mạng của tôi, thứ này có liên quan đến vận mệnh hai gia tộc, vô cùng quan trọng. Cầu xin cô, lãnh mạc hàn đã nghi ngờ bước tới, nhìn thấy sắc mặt trang hạo nhiên ngưng động nhìn xa xăm về phía trước, làm nhảm đọc một câu gì đó, anh cũng nhíu mày nghe, Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút, hai mắt lại chợt lóe, nhìn thấy mình cắn trên môi cô gái kia rồi nói, "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là của cô, nếu như nhà họ tưởng thất tín bội nghĩa, tôi hóa thành ma quỷ cũng không bỏ qua cho bọn họ." Anh nặng nề thở hồn hển một hơi, cuối cùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lãnh Mặc Hàn, nói, "Thì ra nhiều năm trước, cô gái tồn tại trong đầu tôi, chính là cô ấy." Chương 705, một người. Chờ một chút, sắp xếp lại mọi việc cho tôi xem lãnh mặc hàn nhanh chóng ngồi trên sofa phía đối diện bình tĩnh nhìn anh đôi mắt trang hạo nhiên lập tức trở nên nặng nề nhìn lãnh mặc hàn nói hôm nay tiêu hảo oánh hẹn tôi nói chuyện tôi còn đang thắc mắc cô ấy sao lại tới tìm tôi cô ấy thích anh lãnh mặc hàn vào lúc này lại vẫn nói đùa trang hạo nhiên nhìn hắn một cái tiếp tục lãnh mặc hàn không muốn nhiều lời trang hạo nhiên nặng nề tựa vào sofa thật sự nghi ngờ nói cô ấy lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bí mật của hoàn á chúng ta đã phủ kín bụi trần từ 10 năm trước, lập tức vén lên. Bí mật gì? Lãnh mặc hàn nhíu mày hỏi. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn nói, rượu. Lãnh mặc hàn hơi biến sắc, nhưng vẫn không thể tin nổi, nói, rượu sao? Đúng, trang hạo nhiên lại dùng giọng điệu nặng trĩu nói, chai rượu này chính là bằng chứng liên quan đến sự tồn vong sinh tử của hoàn cầu chúng ta. Tôi thực sự không thể nào nghĩ ra được, tại sao tưởng lão ra lại quyết định như vậy, đem những thứ quan trọng giấu ở trong rượu rất đơn giản lãnh mặc hàn nói có lẽ theo thời gian dịch rượu bên trong sẽ là chứng minh chính xác nhất cho sự mềm hóa và mờ nhạt của nó hoặc có lẽ lại càng hiện lên rõ ràng hơn đây là hai khả năng lớn nhất có thể nhưng đều có chung một điểm chính là đòi hỏi một khoảng thời gian giới hạn mà quãng thời gian này vô cùng quan trọng trang hạo nhiên nặng nề gật đầu lại tiếp tục nói lúc ấy tôi chỉ nghe tiêu hảo oánh nói đến chuyện này trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện nhiều năm trước, tôi mất trí nhớ nên không nhớ được một sự việc. Lãnh Mặc Hàn lập tức chuyên tâm nghe. Trang Hạo Nhiên sắc mặt nặng nề nhìn hắn, nói, "Vốn dĩ, chai rượu kia là nằm trong tay tôi." "Cái gì?" Lãnh Mặc Hàn lúc này hơi chút kinh ngạc nhìn anh, "nằm trong tay anh?" Trang Hạo Nhiên lại cố gắng lục soát trí nhớ, lại vẫn lại là có chút khó khăn nói, "Tôi quên, tôi từ trong nhà ai mà lấy được bình rượu này?" Tôi chỉ nhớ rõ là tay tôi cầm nó, lúc đi vào một con hẻm nhỏ, vì bị đuổi giết, cơ thể chúng đạn bị thương, tôi nhìn thấy phía trước có một cô gái trẻ, tôi lập tức kéo cô ấy dừng lại, bởi vì tôi biết, lúc ấy tôi thực sự sẽ không thoát được, trên người máu vẫn không ngừng chảy ra, tôi liền đánh cược một lần, đem chai rượu giao cho cô ấy. Tại sao anh lại đem một thứ quý giá như vậy giao cho một cô gái xa lạ chứ? Lãnh Mặc Hàn lại nghi ngờ hỏi, bởi vì chuyện này không giống với cách làm của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, lại nặng nề thở hổn hển, nói, lúc ấy, tôi có nghe cô ấy đọc tên các loại rượu, tôi từ lời nói đó, có thể cảm nhận được cô ấy đối với rượu có một chút tình cảm, tôi liền đánh cược một phen, muốn cô ấy đem chai rượu tới cho tưởng lão ở khách sạn Á Châu. Nhất định phải tự mình đưa tận tay ông, tôi nặng nề mà cầu xin cô ấy, lại còn hôn cô ấy. Lập nên một lời thề bằng máu. Lãnh mặc hàn lập tức cúi xuống, nghĩ về chuyện này. Tôi còn nhớ, lúc tôi đưa chai rượu cho cô ấy không bao lâu sau đi ra ngoài tôi liền trúng đạn bị thương lúc tôi dùng hết chút ý thức cuối cùng của mình ngã vào trong vũng máu làm cho bọn chúng tưởng rằng tôi đã chết quả nhiên chính vào lúc đó tôi bị bọn chúng ném xuống biển may nhờ có bác dịch cứu tôi lên chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lại nhanh chóng nhìn về phía lãnh mặc hàn đợi một chút anh hình như bỏ qua một chi tiết lãnh mặc hàn nhanh chóng phân tích cho anh biết thời điểm đó trong tay anh không có chai rượu bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện đầu tiên là giết người diệt khẩu, chuyện thứ hai chính là sẽ tìm cô gái trẻ kia. Chuyện thứ ba, bọn chúng không biết anh là Trang Hạo Nhiên. Nếu biết, đối thủ hiện tại hẳn sẽ không bình tĩnh mà lẩn trốn trong bóng đêm như vậy. Trang Hạo Nhiên gật đầu, cũng nghi ngờ nói Tiêu Hào Oánh có thể điều tra ra được chuyện xảy ra tại ngõ hẻm kia từ nhiều năm trước, muốn điều tra một cô gái nhỏ, hẳn là không quá khó. Lãnh mặc hàn lại nhìn anh, nói, bởi vì những người đuổi giết cô gái kia, vì hành động thất bại của mình, nên bị giết người diệt khẩu rồi. Cậu chắc chắn như vậy sao? Trang hạo nhiên nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi. Nếu không phải, dựa vào sự nhạy cảm nghề nghiệp cùng mối quan hệ rộng rãi của tiêu hảo ánh, sao có thể không tra ra được? Chỉ có một nguyên nhân, chính là những người đó đã chết. Vì vậy người bí mật này, càng nhiều người biết đến, sẽ lại càng thêm một phần nguy hiểm. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói nhưng mà giết những người đó không phải sẽ càng tìm không ra cô gái trẻ đó sao trang hạo nhiên lại nghi ngờ chuyện này lãnh mặc hàn nghĩ nghĩ làm ra vẻ suy luận nói nếu như vậy chỉ có hai khả năng là gì một là cô gái trẻ này có thể lẩn trốn mà không để lại dấu vết và hành tung bọn chúng thật sự tìm không thấy còn nguyên nhân thứ hai lãnh mặc hàn trầm mặc trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu nhìn hắn lãnh mặc hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên nguyên nhân thứ hai có khả năng lớn nhất chính là lúc ấy cô gái này đã gặp người của hoàn cầu chúng ta mà người này thân phận nhất định không đơn giản ánh mắt trang hạo nhiên sáng ngời nếu quả thật là như vậy hiện tại hoàn cầu chúng ta trang hạo nhiên chậm rãi nói những lời này lãnh mặc hàn lại tiếp tục phân tích nếu là người của tập đoàn á châu hiện tại tổng giám đốc tưởng lẽ ra đã có hành động không cần phải tranh chấp như vậy nếu là người bên phía chúng ta Chuyện lại càng dễ xử lý, nhưng lại không có chút. Tung tích nào, đoán chừng điều này là vô ích, chuyện quan trọng nhất hiện tại chúng ta nên làm chính là tìm được cô gái kia, hỏi chỗ cất giấu rượu. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, cũng gật đầu. Lãnh Mặc Hàn lại nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên, anh, cho đến cùng vẫn phải lưu lại một vài ấn tượng chứ. Ở chỗ nào cùng cô ấy gặp nhau, ở chỗ nào hôn cô ấy, ở chỗ nào giao chai rượu, nhớ rõ chứ? Không nhớ rõ trang hạo nhiên buồn bực nói vừa rồi tôi liều mạng nghĩ lại có thể nhớ nhiều như vậy cũng đã tốt lắm rồi tôi còn đang thầm nghĩ trong lòng cô gái kia cùng với cô gái trong ký ức của tôi đến cùng là ai thì ra là người tôi đã giao chai rượu lãnh mặc hàn lúc này cũng không nhịn được trêu chọc anh một phen mỉm cười nói trong lòng anh có nhiều cô gái thật đấy lúc thì em gái nhỏ còn có cô gái trong bóng đêm kia lại còn cả khả hinh trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hắn nếu ba người này mà là một người thì thật tốt. Lãnh mặc hàn thở hổn hển một hơi, đột nhiên đứng lên, tôi quay về sắp xếp chuyện này rõ ràng một chút, rồi mới cử người điều tra chuyện ba năm trước đây của anh lần nữa. Làm một cuộc mô phỏng, gần đây tôi cũng đang bận rộn chuyện đụng xe của Tổng Giám Đốc Tưởng, và chuyện ở công ty, đã mệt muốn ngất đi rồi. Bây giờ còn muốn tôi bận rộn chuyện nữ thần trong lòng anh. Có lẽ kiếp trước tôi thực sự thiếu nợ anh rồi. Mặc hàn, trang hạo nhiên lập tức nhịn cười gọi hắn đến cùng vẫn chỉ có bản lĩnh của tổng giám đốc trang mới có thể hiểu được cấp dưới của mình lãnh mặc hàn nói xong vừa muốn xoay người đi ra ngoài lại dừng bên cạnh cửa xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi anh và tiểu đường xảy ra chuyện gì vậy cãi nhau sao trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn lãnh mặc hàn mỉm cười nói chuyện của chúng tôi cậu không cần quan tâm đâu đều đã qua rồi lãnh mặc hàn im lặng nhìn anh thật lâu Thật đấy, Trang Hạo Nhiên nhìn hắn, cười rộ lên. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, không lên tiếng, mà xoay người mở cửa đi ra ngoài, lại dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên, vừa rồi anh nấu cháo tổ yến, ngửi thấy mùi rất thơm, còn chút nào không? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn hắn một lúc lâu, cười, "Thực xin lỗi, đã không còn nữa rồi." Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, "Được rồi." Anh thong thả ăn. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn hắn đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhớ tới Đường Khả Hinh, đôi mắt khẽ lưu chuyển, lại vẫn nặng nề thở dài một hơi, ấn nút điện thoại, hỏi Tô Lạc Hoành cử người theo dõi cô ấy chưa? Theo dõi rồi, Tô Lạc Hoành vừa nhanh nhẹn dùng ngón tay gõ chữ trên bàn phím máy tính, vừa mở ra phần mềm trên máy tính do chính mình sáng tạo nên, theo dõi mục tiêu. Chuyện lần trước làm rất tốt, Trang Hạo Nhiên cũng có chút hiểu ra. Khỏi phải nói, vào bệnh viện một chuyến, đồ ăn chỉ có một đĩa tôi còn không đem sự nghiệp xương cốt của tôi ra mà đùa giỡn như vậy đâu. Tô Lạc Hoành nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống, nặng nề thở hồn hển một hơi, ngón tay nhẹ vuốt cầm, lại cố gắng nhớ lại chuyện nhiều năm trước, sâu xa nói, đến cùng cô đang ở nơi nào. Nếu cô thật sự đúng như lời hứa bảo về thật tốt chai rượu kia, tôi nên cảm ơn cô thế nào đây? Cô là đại ân nhân của Trang Hạo Nhiên tôi và của cả hoàn cầu. Nếu để cho tôi gặp lại cô, tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật tốt trời ơi đường khả hình vừa kiên trì đi ra bên ngoài bệnh viện lại đột nhiên bước đến một bụi hoa tay đã nặng nề giữ chặt sau gáy bỗng xuất hiện một trận tê liệt và đau đớn sao vậy nhã tuệ lập tức đỡ đường khả hình nói chỗ nào trên người cô không thoải mái sao có phải lại đau đầu rồi hay không đường khả hình đứng tại chỗ cảm giác được tiếng vù vù vang bên tai trong cơ thể cô đột nhiên dâng lên từng đợt linh cảm không tốt nhớ tới những câu nói trong quá khứ một trận mồ hôi lạnh lại ứa ra, trong nháy mắt dơ lên ngón tay cái lên, nhìn mặt. Trên của vết thương, cô đột nhiên sửng sốt, vết bầm tím trên ngón tay cái không còn thấy nữa, cô lại khó hiểu hả một tiếng, nói, vết thương kia đâu rồi? Sao vậy, tay cô bị thương sao? Nhã tuệ cầm chặt tay cô, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường khả hình trầm mặc nhìn ngón tay cái, nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, nói, không có việc gì, có thể là do tôi quá nhạy cảm thôi. Đến cùng là đã xảy ra việc gì, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, nhã tuệ nhìn về phía đường khả hình trong lòng khẩn trương nói. Không có việc gì, đường khả hình bỗng nghĩ đến thời gian cuộc thi nếm rượu đã cận kề, nhanh chóng cất bước đi về phía trước, lại không biết, trong nháy mắt bàn tay vung lên lại hạ xuống, vết bầm tím kia đã vọt vào bên trong mở u bàn tay, khuỷu tay, đang hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Audio điện tử võ tấn bền chương 706, nhảy vào hang cọp. Bộ phận tiệc rượu. Ngày mai là ngày quan trọng của vòng thi nếm thử rượu. Đường khả hình nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình, vừa uống canh dưỡng thần bổ não do nhã tuệ nấu cho mình, vừa chỉ đạo nhân viên làm việc tại phòng tiệc rượu, nhanh chóng bắt đầu hướng đến phía trên 12 cái cổng vòm cắm lên đó những đóa hoa hồng màu xâm panh xinh đẹp mọng nước đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô vừa để ý nhìn họ cắm, vừa để chén canh xuống, cầm kéo lên đi đến, cắt sạch những cành lá dư thừa chia ra. Nhìn thấy đường khả hình làm việc cẩn thận như vậy, nhân viên nam phía bên kia liền cười nói, đường tiểu thư, nếu sau này có tiệc rượu lớn như này nữa, thì cô đảm nhiệm đi, chúng tôi rất sẵn lòng theo cô. Đúng vậy, đúng vậy, tất cả nhân viên làm việc đều vui vẻ nhìn đường khả hình, cười nói, chúng tôi rất sẵn lòng theo cô, có rất nhiều thứ phải để ý, vậy mà cô vẫn tự thân làm cùng chúng tôi, không giống một số người, chỉ biết khoa chân múa tay. Đường Khả Hinh nhìn mọi người, không nhịn được cười rộ lên nói, cảm ơn mọi người ủng hộ tôi, nếu như sau này, tôi vẫn có cơ hội như vậy, tôi sẽ nhớ đến mọi người. Lần này được làm việc với mọi người, tôi rất vui. Chúng ta chỉ cần ở đúng chỗ của mình, không cần thảo luận đến người khác, cứ chặt chẽ tuân theo nguyên tắc trong lòng là được rồi. Vâng, mọi người cùng nhau cười trả lời, lại tiếp tục làm việc. Bản thân đường Khả Hinh cũng vô cùng kích động đi đến phía sau hội trường tiệc rượu, ngẩng đầu, lập tức nhìn sảnh phòng tiệc rượu rực rỡ trước đây, hiện tại đã được bố trí 12 chiếc cầu vòm, mỗi chiếc đều được cắm đầy hoa hồng xinh đẹp thơm ngát. Còn dùng giải tơ lụa trắng tinh đổi thành câu đối hay, bên dưới cổng vòm các nhân viên đang nhộn nhịp sắp xếp lại khu vực để rượu tách biệt theo bàn, ở mặt trên theo thứ tự, lần lượt đặt xuống từng bảng hiệu của các trang trại rượu bằng thủy tinh, còn có bản giới thiệu vắn tắt về trang trại rượu đó. Một lượng lớn rượu từ trang trại rượu olivernis đã tới. Có người bên ngoài hội trường tiệc rượu kêu to. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn mấy người nhân viên làm việc thật sự nghiêm túc đang cẩn thận di chuyển tủ đá mang vào bộ phận tiệc rượu, cô nhanh chóng đi qua, mỉm cười đến trước mặt họ, hơi cúi người nói, "Vất vả, vất vả rồi, mau đưa vào đi." Nhân viên nhanh chóng di chuyển tủ lạnh mang vào phòng rượu, Đường Khả Hinh cũng lập tức đi theo, nhận tài liệu ký tên, ký tên mình, sau đó nhanh chóng dặn dò cho nhân viên mở tủ rượu. Đưa toàn bộ rượu bên trong đến khu vực trang trại rượu Ailey, từng chai từng chai rượu chân quý được đưa vào, nhân viên của trang trại rượu đi theo để xác định nhiệt độ, lại cẩn thận từng chút một đem cửa thủy tinh đóng lại. Tiểu Thanh, Đường Khả Hinh nhìn toàn bộ rượu dùng cho buổi tiệc thử rượu lần này đã được đưa vào, rồi lùi về sau một bước gọi tới đây một chút. Vâng, Tiểu Thanh mỉm cười đi đến, nhìn Đường Khả Hinh hỏi, cô có gì muốn dặn dò sao? Tối nay nhất định phải cử người trông coi chỗ này cả trong lần ngoài 24 tiếng đồng hồ. Chờ đến khi cửa lớn phòng tiệc rượu đóng lại, không ai được tiến vào nếu không có mệnh lệnh của tôi. Biết không, đường khả hình nhìn tiểu thanh vô cùng trịnh trọng nói. Biết, tiểu thanh gật đầu. Cử người phụ trách an ninh tốt nhất của bộ rượu hoàn cầu chúng ta qua đây. Đêm nay phó bộ trưởng sẽ nghỉ ở khách sạn Á Châu, cô đi lấy phòng cho cô ấy. Đường khả hình vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò. Vâng, Tiểu Thanh gật đầu. Đường khả hình dường như nghĩ tới điều gì, dẫn Tiểu Thanh ra khỏi sảnh tiệc, nhìn khắp nơi trong hội trường phòng tiệc đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô nhanh chóng xoay người nhìn trợ lý Tiêu Tiêu hỏi, Tiêu Tiêu, nhân viên làm việc của các trang trại rượu, đã sắp xếp nơi ở trong khách sạn Á Châu ổn thỏa cả rồi chứ? Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Cô nhất định phải chú ý, không nên để cho các trang trại rượu từ nhiều nước đã từng có quan hệ thương mại với nhau, sắp xếp cùng một chỗ, có thể ở gần đó, bọn họ rất kiêng kỵ điều này. Phối hợp giúp đỡ quản lý từ chuẩn bị sân khấu tốt, vì sau buổi tiệc này sẽ tiếp tục mở tiệc chiêu đãi phóng viên, chờ đến lúc xem tiết mục lớn tiến hành, nên bọn họ không đến ngay được. Thời điểm đường khả hình bước vào công việc, thần kinh hỗn loạn, toàn bộ mọi việc đều bị cô nói ra, chỉ thấy một mình cô đứng dưới vòng hoa. Nào đó, nhìn hội trường tiệc rượu, mặt cô nặng nề chăm chú và nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải đánh xong trận này thật tốt vâng mọi người cùng lên tiếng trả lời khả hinh lúc này nhã tuệ cũng nhanh chóng đi tới nhìn đường khả hinh mỉm cười nói chiếc đàn dương cầm thủy tinh hình tam giác mà cô đặt hàng rất lâu trước đây đã đến rồi thật không đường khả hinh vui mừng cười nói lúc nào tôi có thể nhìn thấy lập tức nhã tuệ mỉm cười nói xong tức khắc cầm điều khiển từ xa lên đối diện vòng hoa trong cùng của sân khấu nhẹ nhấn công tác đã được lắp đặt sẵn bên trong phòng tiệc rượu một cái lập tức từ phía trên từng đợt ánh đèn chiếu xuống bảy giải lụa bằng nước mềm mại, không sai lệch rơi vào giữa con kênh dẫn nước mới được xây dựng. Tất cả mọi người đang nhìn cùng ồ lên, giải lụa bằng nước còn chưa tan hết, lại từng trận từng trận khói lửa kèm theo mưa bụi rơi xuống, cư nhiên tỏa sáng vang lên âm thanh, tư tư. Đường khả hình nhìn ngây người. Nước lửa giao hòa, tạo ra hiệu quả âm thanh mạnh mẽ, ở giữa hiện lên từng đợt sương mù trên cánh đồng hoa oải hương, giữa sân khấu đang từ từ nâng lên một chiếc đàn dương cầm thủy tinh trong suốt dài 2 mét hiện ra đẹp mắt trước mặt mọi người bên trong chiếc đàn dương cầm búa gõ còn có đường công nghệ thuật duyên dáng tất cả đều thấy rõ ràng chiếc đàn này hoàn toàn được chế tác bằng phương pháp thủ công cô dường như có thể nhìn thấy bàn tay những bậc thầy dương cầm đang mơn trớn dây đàn biểu lộ sự chăm chú đích thực khi chơi đàn a à, dương cầm thật đẹp tất cả nhân viên đều thán phục trong nháy mắt khi nhìn thấy đàn dương cầm đường khả hình rơi lệ xúc động nở nụ cười. Nhã tuệ đến gần cô, cũng mỉm cười nhìn đàn dương cầm thủy tinh kia, dường như vẫn còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh, nói tôi không hiểu tại sao cô lại nhất định phải kiên trì mang đàn dương cầm thủy tinh trong suốt đặt giữa sân khấu như thế. Mặc dù rất đẹp, nhưng tôi đối với sự kiên trì của cô có chút khó hiểu, nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Đường khả hình im lặng không trả lời, ngẩng đầu nhìn đàn dương cầm, nhớ đến ký ức khi còn bé cậu bé trai cõng cô bé đi đến bãi cỏ hoa oải hương phía trước đón hương thơm trong gió yếu ớt nói đừng khóc quay về anh đàn cho em nghe em không muốn cô bé vẫn còn cầm trong chóng gió nước mắt lăn xuống òa khóc đúng là tiếng đàn của chiếc dương cầm trong suốt đinh đinh đong đong dễ nghe biết bao nhiêu thật vậy sao đến lúc đó anh ôm em ngồi trên mặt đàn cho em ngồi trên đó khiêu vũ bức tranh cánh đồng hoa oải hương màu tím được vẽ kia lại đẹp đến vậy khả hinh nhã tuệ thấy kỳ lạ nhanh chóng nhìn đường khả hinh hỏi cô sao vậy không có việc gì không có việc gì đường khả hinh ngẩng đầu nhìn chiếc đàn dương cầm thủy tinh cuối cùng một ước nguyện đã được thực hiện được an ủi vài phần tươi cười đúng rồi vừa rồi ở phòng y tế cô nói gì vậy nhã tuệ không hiểu nhìn đường khả hinh hỏi nói đêm nay muốn làm gì còn nói nhất định phải làm Đường khả hình nghe lời này, trong nháy mắt mới có chút tinh thần, đột nhiên à một tiếng, có chút lúng túng nói, nói đùa. Nói đùa, nói đùa, nhã tuệ nheo mắt nhìn cô, nói tôi không muốn cô cho tôi là rắc rối. Giọng điệu vừa rồi khi ở phòng y tế của cô, tôi nghe có chút không ổn. Sẽ không, đường khả hình cố ý liếc cô một cái, mới dục cô đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói, chị bảo phòng bếp nấu canh cho tôi, uống rất ngon. Tôi muốn uống thêm, xì từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói ngọt nhã tuệ cười lại nghĩ đến điều gì nói đúng rồi cô xem khi nào nước đá bảo dùng ướp nho đến phòng bếp đang thúc giục đường khả hình nghĩ nghĩ rồi nói hình như xế chiều nay sẽ đến yêu cầu họ nhanh lên một chút điểm tâm bánh ngọt hôm nay đều chắc chắn phải dùng đến nhã tuệ nói biết rồi phốc chỗ ngồi cửa sổ sát đất nhà hàng cơm tây mấy người lâm sở nhai ngồi đó đều phun thẳng về phía trước, cà phê bắn trực tiếp lên cả người Trang Hạo Nhiên. Trời ơi, Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn áo sơ mi trắng của mình, lại nhìn bọn họ phẫn nộ nói, không cần mỗi lần đều như vậy, động chút là phun rượu đỏ, phun cà phê, cho dù các cậu muốn phun thì cũng tìm nơi nào tốt mà phun được không? Áo sơ mi của tôi rất đắt tiền. Không, 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 anh vừa mới nói gì? Tô Lạc Hành lập tức khiếp sợ nghiêng cả người về phía trước, nhìn Trang Hạo Nhiên giống như hắn muốn tự tìm đường chết nói, cậu muốn đi đến chỗ tiêu phóng viên. Trang hạo nhiên cầm khăn tay lau áo sơ mi của mình, vừa lau vừa đáp ưng. Mẹ kiếp, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai nhìn trang hạo nhiên, chịu không được, nói, người phụ nữ kia với sói đói giống như cùng một loại, bình thường anh đều trốn không kịp, còn dám đến phòng cô ấy. Muốn chết à? Trang hạo nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn bọn họ cười nói có khoa trương vậy không? không phải chỉ là phụ nữ thôi sao trang hạo nhiên tào anh kiệt cũng không chịu nổi gọi thẳng tên nói anh phải biết anh là loại người nào anh là thân sĩ chuyện gì cũng đều nhường người khác thế nhưng đối với thủ đoạn kia của tiêu hảo ánh không được đâu đi vào thật thì sẽ bị lột sạch chuyện gì anh cũng cẩn thận nhưng việc đối phó với phụ nữ còn chưa đủ kinh nghiệm đi đi uống rượu trang hạo nhiên cười nói qua loa muốn biết được thứ gì đương nhiên phải trả tiền mua cũng không cần hy sinh nhan sắc như vậy chứ mấy người đàn ông cùng nhau kêu gào đừng nói ghê tởm vậy chứ trang hạo nhiên ngẩng đầu nhíu mày nhìn bọn họ nói không phải cho dù anh và tiểu đường cãi nhau cũng không cần đi thật sự không cần đi quá đáng sợ tiêu hào oánh thật sự không phải là người bình thường lúc này cũng đừng làm ra chuyện gì gây hiểu lầm nữa tôi sợ cậu đêm nay không ra được sáng mai quần áo lại không chỉnh tề Tô Lạc Hoành thực sự khẩn trương nói. Không có việc gì, Trang Hạo Nhiên không có cách nào với bọn họ cười nói. Lão đại, chấm than ngoặc kép, mấy người đàn ông lại cùng nhau khẩn trương đứng dậy kêu gào. Chương 707, 3 năm ăn kem. Xế chiều, 5 giờ là giờ tan làm của tất cả nhân viên hành chính của khách sạn Á Châu. Nhân viên làm việc ở các bộ phận vừa nói vừa cười đi ra ngoài, thậm chí thỉnh thoảng còn bàn luận về những vị khách đẹp trai trong khách sạn. Mới đi ra đến đại sảnh khách sạn, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe chở kem, kêu két một tiếng, mang theo những hạt mưa vừa rơi xuống từ bầu trời u ám, dừng sát trước thảm đỏ, vô cùng khí phách. Vài nhân viên làm việc lập tức dừng lại, kỳ quái nhìn chiếc xe chở kem cũ kỹ này dừng trước cửa khách sạn. Từ trước đến nay khách sạn Á Châu luôn là khách sạn đẳng cấp thế giới, rất ít những chiếc xe dừng trước đại sảnh khách sạn mà giá trị nhỏ hơn 100 vạn, càng không cần phải nói đến loại xe cũ như thế này các cô dừng chân đứng tại chỗ nhìn chiếc xe kia. Cửa xe chờ kem, cạch một tiếng mở ra. Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi vô cùng quyến rũ, mặc một chiếc áo t-shirt cộc tay đậm màu, chiếc váy ngắn màu lam, vóc người vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy cô ấy đeo kính dâm, tay đưa lên vuốt lại mái tóc xoan dài của mình, kiêu ngạo xoay người, ngẩng đầu nhìn khách sạn Á Châu rực rỡ không như những khách sạn bình thường. Cô loạn choạng mất một lúc, cảm thấy có chút chói mắt. Cô chủ quán, Chính là đây phải không? Một cô gái đáng yêu, mặc chiếc áo t-shirt trắng đồng phục của cửa hàng kem, quần đùi jean màu xanh, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai trắng của cửa hàng, ló đầu ra nhìn cô chủ quán của mình, có chút bị dọa sợ. "Ừ, mau xuống đây." Phỉ Phỉ cô cũng mau xuống đây. Cô gái kia xoay người hướng về chiếc cửa sổ khác trên xe gọi. "A, à, Phỉ Phỉ nghe xong liền lập tức đội mũ lên, cùng mộng mộng, hai cô gái xinh đẹp đơn thuần cùng nhau xuống xe, bước đi trên thảm đỏ sang trọng nhìn đại sảnh rực rỡ của khách sạn Á Châu, trong lòng các cô đột nhiên có chút bị dọa sợ. Ngày hôm qua nhận được điện thoại, có người nói muốn đặt một xe kem cho khách sạn, trả giá gấp 3, cô chủ quán rất đắc ý, biết khách sạn kia có anh chàng đẹp trai hôm nọ liền muốn sửa sang quần áo, thiếu chút nữa còn quên để kem lên xe. Qua, wow, khách sạn thật đẹp, mộng mộng nhanh chóng đẩy chiếc mũ lưới trai lên cao, thán phục ngẩng đầu, nhìn những tòa nhà, khách sạn cao chọc trời, mình mông vô hạn, có chút sợ hãi khách sạn không đẹp, làm sao có thể truy kem của bà chị này chứ? Cô chủ quán hài lòng chỉnh lại chiếc kính dâm, đắc y nói. Lúc này, có một vị khách nữ người Đài Loan, mặc chiếc váy ngắn màu trắng hiệu Sanen, cũng đeo kính dâm, cầm chiếc túi sách màu đen trong tay, dường như đang tán gẫu qua di động, đầu cúi thấp xuống nói chuyện phiếm, không may đụng phải cô chủ quán. Ôi trời, hai người phụ nữ đụng vào nhau, kêu lên. Xin lỗi, tôi đang vội. Vị khách nữ kia vô cùng khéo léo cúi người xin lỗi xong, lại lập tức cầm di động lên, nói câu tạm biệt rồi rời khỏi. Cô chủ quán quay đầu, nhìn cô ấy một cái, mới chập một tiếng nói, nếu không phải là cô ta chịu xin lỗi, tôi nhất định phải cùng cô ta giao lưu một chút. Trước sân khấu, quản lý từ nghe thấy thông báo, lập tức kinh ngạc từ trên sân khấu đi ra, nhìn thấy đúng là ở trước đại sảnh khách sạn có một chiếc xe chở kem dừng lại. Gương mặt hắn lộ vẻ quái dị, Bên phía quản lý an ninh làm sao có thể để một chiếc xe như vậy đi vào đây? Mặc dù hắn vẫn còn có chút sững sờ nhưng vẫn lịch sự dẫn hai nhân viên tiếp tân trước sân khấu, mỉm cười đi tới trước mặt ba người bọn họ, tôn kính nói: "Xin chào các vị khách." Ba người lập tức dừng lại nhìn hắn, cô chủ quán lại càng nheo mắt nhìn hắn. Từ Trạch Minh mỉm cười tôn kính nói: "Rất cảm ơn các cô đã tới khách sạn của chúng tôi, xin hỏi các cô đến dùng cơm hay ở lại?" Dùng cơm thì thế nào? Ở thì thế nào, cô chủ quán ôm vai nhìn từ trạch minh, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. Khách sạn của chúng tôi có quy định, chỉ cần là khách ra vào khách sạn này, đều xin mời sửa sang lại quần áo, đồng thời ngồi tại chỗ trong xe, sẽ có người có chức trách giúp mọi người trông coi chiếc xe. Từ trạch minh cực kỳ tôn kính cười nói. Mộng mộng và phỉ phỉ nghe nói như thế, gương mặt các cô lập tức đỏ hồng nhìn lại quần áo của mình, có nơi nào không chỉnh tề sao? Cái cô này, Cô chủ quán lập tức nóng giận muốn phát hỏa, nhưng đã lâu không được nhìn thấy trai đẹp, liền nhịn xuống quay mặt đi, sửa sang lại mái tóc dài của mình, mới tỏ thái độ ngạo mạn nói, "Tôi là do Đường tiểu thư mời qua đây, bởi vì cô ấy rất thích ăn kem của chúng tôi, cửa hàng kem của tôi mở ra chính là thiên hạ vô địch. Toàn bộ kem trong xe đều là loại thơm ngon và mới nhất vừa từ tủ lạnh lấy ra." A, à, Từ Trạch Minh nghe xong lời này có chút ngây người. Lúc này Đường Khả Hinh mới từ tiệc rượu đi ra, từ trên tầng 2 liền nhìn thấy cô chủ cửa hàng kem đã tới, cô vui vẻ lập tức đi xuống cầu thang, hết sức khách khí cười nói, chủ quán. Cô tới rồi sao, đã lâu không gặp. Từ trạch minh có chút sửng sốt nhìn về phía đường Khả Hinh, dùng ánh mắt hỏi cô, không thể nào. À, tôi đã đặt kem này từ hai ngày trước cho buổi tiệc nếm thử rượu, kem của cửa hàng cô ấy ăn rất ngon. Đường Khả Hinh mỉm cười nói với từ trạch minh. À, từ Trạch Minh chỉ đành phải ứng biến cười theo. Nhìn đi, mắt chó nhìn người thấp kém, nhìn xem quần áo tôi có chỗ nào không chỉnh tề chứ. Chỗ nào? Đột nhiên cô chủ quán nhìn về phía trước, trong nháy mắt gương mặt trở nên vô cảm. Mộng Mộng cùng phỉ phỉ nhìn thấy cô ấy như vậy, cũng hiếu kỳ một trái một phải nhìn sang, cả người lập tức hóa đá. Trang Hạo Nhiên đã về nhà tắm rửa thay quần áo, mặc bộ vest màu trắng, bên trong mặc chiếc áo sơ mi xanh trên túi áo vest có cài một bông hoa xanh nhạt, cả người toát ra vẻ phong độ nhẹ nhàng, tao nhã mà nghiêm nghị, một tay anh bỏ trong túi quần, vô cùng hấp dẫn và cao quý đi tới, phía sau anh có ba thư ký đi theo. Trong nháy mắt, cô chủ quán cảm thấy hoa cả mắt, thiếu chút nữa cả người ngã về phía sau. a à, đường khả hình có chút kinh ngạc đỡ thân thể của cô ấy, lại tò mò quay đầu lại, nhìn thấy là trang hạo nhiên, vẻ mặt cô cũng hơi thu lại, hai mắt lé lên, nghĩ anh ấy chuẩn bị tương tất đẹp trai như vậy là muốn đi đâu lúc trang hạo nhiên đi đến đại sảnh nhìn thấy đường khả hình cũng hơi dừng bước lại mới tò mò tại sao lúc này cô lại đứng ở đây lại nhìn thấy phía sau cô là ba cô gái ăn mặc đơn giản lập tức cảm thấy có chút quen mắt suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cười nói cửa hàng kem cô chủ quán nồng nhiệt vươn hai tay về phía trang hạo nhiên bên trong lồng ngực phập phồng trái tim liền muốn nổ tung cô chủ quán kem trang hạo nhiên có chút buồn cười nhìn cô chủ quán Vui vẻ chào hỏi. A, à, cô chủ quán nhìn Trang Hạo Nhiên, cả người thiếu chút nữa trở nên mềm nhũn. Mộng Mộng, trí nhớ của Trang Hạo Nhiên vô cùng tốt, nhìn thấy một cô gái đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa đứng phía bên trái, vô cùng giản dị, gần gũi, cười gọi. Mộng Mộng lập tức đỏ mặt cúi đầu, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ. Tôi tên là Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, tự giới thiệu. Cô chủ quán lập tức va vào Phỉ Phỉ dáng vẻ quyến rũ nhìn Trang Hạo Nhiên, giới thiệu, mọi người đều thích gọi tôi lục tỷ. Anh có thể gọi tôi là Tâm. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cười phá lên nói, được. Tâm, tại sao mọi người lại đến đây? Khuôn mặt đường khả hình lập tức bộc lộ vẻ nghiêm túc, kính trọng nói, em mời các cô ấy qua đây. Bởi vì lần trước ăn kem, cảm giác rất ngon, có một hương vị rất đặc biệt. Trang Hạo Nhiên lặng lẽ nhìn cô một cái, nụ cười có chút hờ hững, dường như sự việc kia không liên quan đến mình, hỏi em vẫn còn nhớ hương vị kia. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhớ tới lúc đó hai người cùng ăn một ly kem, còn có nụ hôn nồng nhiệt mà ngọt ngào của anh, yếu ớt nói, nhớ. Sắc mặt trang hạo nhiên hơi thu lại, chỉ cười nói, khó có dịp em còn nhớ rõ, nhưng anh đã quên mất rồi. Anh đã quên sao, cô chủ quán lập tức tiến lên, nồng nhiệt cười nói, tối nay tôi sẽ đưa qua cho anh một ly kem ngon nhất. Trang hạo nhiên nhìn cô chủ quán nhiệt tình như vậy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Kem của lục tỷ chúng tôi làm là ăn ngon nhất, phỉ phỉ nhiệt tình nói. Đường khả hình lặng lẽ đứng bên cạnh, sắc mặt hơi tái nhợt. Trang hạo nhiên nghĩ một chút, liền cười nói, được, cảm ơn các cô. Lúc nào làm xong, có thể thông báo cho nhân viên làm việc tại khách sạn, để bọn họ đưa tới. Hôm nay hãy ở lại khách sạn ăn cơm tối đi, tôi mời, cứ thoải mái ăn. Trang hạo nhiên cười nói xong, liền vươn tay vỗ nhẹ vai lục tỷ, sau đó nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. Soái ca, chấm than ngoặc kép, lục tỷ đột nhiên có chút quyến rũ nhìn anh, cười nói, anh thật sự sẽ ăn kem của tôi sao, tôi nhất định sẽ làm cho anh một ly thật lớn. Trang hạo nhiên dường như có chút vội vã, xoay người nhìn về phía cô cười nói, được, tôi nhất định sẽ ăn. Cả người cô chủ quán như muốn mềm nhún, ngã vào trong lòng phỉ phỉ và mộng mộng, ngửa mặt cười nói quá đẹp trai. Được ngủ cùng anh ấy một buổi tối, tôi nguyện ý ba năm không ăn kem. Phỉ phỉ và mộng mộng chật chật một tiếng nhìn cô. Đường khả Hinh lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng trang hạo nhiên đã đi xa theo hướng, biệt thự trúc xanh. Vừa rồi nghe lục tỷ nói câu ngủ cùng một buổi tối, các dây thần kinh của cô dường như bị bới móc ra, từng đợt hơi thở cuồn cuộn như những quả cầu muốn vỡ tung. Đột nhiên cô thở ra một hơi, có chút tỉnh táo lấy điện thoại ra, ấn số điện thoại của Tiểu Nhu. Ừ, khả hình, tiếng nói của Tiểu Nhu ngọt ngào trong vắt vang lên. Tiểu Nhu, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cầm di động, cắn chặt môi dưới, suy nghĩ một hồi, có chút biểu cảm, nói cô có thời gian không, nhanh qua đây đi, tôi có chuyện muốn tìm cô giúp đỡ. Cô lập tức tới đây ngay nhé, mau lên, chuyện này mà thành công, tôi mời cô ăn kem 3 năm. Ba cô gái xinh đẹp của cửa hàng kem, trong nháy mắt nhìn đường khả hinh, mắt mở to, trong lòng vô cùng vui vẻ. Chương 708, dẫm trên lưng. Hoàng hôn, giữa những cơn sóng lớn ập vào bờ, lại lặng yên mà đến, vì mưa phùn nên không có ánh chiều tà. Biệt thự trúc xanh tọa lạc tại phần cuối của khách sạn Á Châu, giống như phong cách ở Maniver, phòng VIP là một căn phòng nằm riêng biệt, bước qua con đường có những bụi trúc xanh, quang co đi về phía trước thỉnh thoảng có thể thấy được sự tính nghịch của cảnh sắc và những căn nhà hết sức lãng mạn, lúc này vừa vặn có những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Khi người ta ở trong hoàn cảnh này, tâm trạng tự nhiên được thả lỏng, đáy lòng cũng vô cùng dễ chịu. Trang Hạo Nhiên đứng ở, biệt thự Trúc Xanh, quản lý bộ phận tôn kính mở dù ra, lại dẫn hai vị trưởng bộ phận cùng nhân viên, tại nơi yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi róc rách này, bước chân trên con đường mòn ẩm ướt, đi về phía phòng của Tiêu hào Ánh. Đi bộ được một lát, rốt cuộc mới đến nơi gần bờ biển nhất, nhìn thấy có một căn phòng VIP nằm tách biệt, bị những bụi trúc xanh lờ mờ che khuất, rơi xuống những giọt mưa, giống như một loại sơn được quét trên lá trúc, sáng lên lấp lánh. Trang hạo nhiên đi bộ tới cửa chính ở trước sân, dừng lại, xoay người vươn tay nói, đưa dù cho tôi, các người vất vả rồi. Vâng, quản lý đưa dù cho Trang hạo nhiên, lại hướng về phía anh tôn kính không người gật đầu, liền im lặng rời khỏi. Trang hạo nhiên đứng trước sân, Thấy trời đã tối, khắp nơi sáng lên những chiếc đèn ly nhỏ xanh biếc, lấp lánh nhấp nháy, hết sức mộng ảo mê người, anh nặng nề thở hổn hển một hơi, liền nhấn chuông cửa. Mời vào, cây dừa với những cành lá rũ xuống trước cánh cửa kiểu cổ, sáng lên màn hình máy tính nhỏ, truyền đến giọng nói của Tiêu hào Oánh. Trang Hạo Nhiên đẩy cửa ra, vừa bước vào sân, giữa tiếng sóng biển mãnh liệt cuộn trào, nhìn những cây nến màu đỏ sẫm được thắp trên mặt đất, ánh nến lại được đặt trên những cái đĩa to có hình lá sen giữa chiếc đĩa nhỏ vào vài giọt tinh dầu khi nước mưa rơi xuống lập tức hòa quyện cùng với tinh dầu hoa hồng đang nóng bốc hơi lên tỏa ra xung quanh một màn sương mù màu hồng phấn bao phủ toàn bộ cái sân nhỏ cổ kính này anh đứng trong sân mỉm cười bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này một loạt tiếng giày cao gót từ trong nhà truyền đến trang hạo nhiên che dù đứng giữa con đường mòn ngẩng đầu tiêu hào oánh mặc một chiếc váy dài màu đỏ thấm có đai lưng bằng tơ tầm phía trước để lộ xương bả vai đẹp mê hồn quyến rũ tao nhã cất bước đi ra sàn tàu tay vịn trên chiếc cột tròn bên ngoài không gian rộng lớn mập mờ động lòng người nhìn về phía trang hạo nhiên cô không mặc nội y bầu ngực hơi nhô lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ dọc theo chiếc váy dài bó sát bằng tơ tằm hiện ra đôi chân thon dài gợi cảm cô nhìn về phía trang hạo nhiên khẽ cười trang hạo nhiên cũng nhìn cô cười tiêu hào oánh đứng giữa những ngọn nến lung linh xoay người nhìn về phía hồ sen nho nhỏ bên cạnh Giữa hồ có hai con thiên nga xinh đẹp đang vỗ cánh. Nét mặt cô thoáng qua chút dịu dàng, mỉm cười nói, "Mặc dù tôi đang ở nước ngoài, nhưng lại vô cùng yêu thích nền văn hóa của Trung Quốc, đáng tiếc là trình độ tiếng Trung không được sâu sắc, thỉnh thoảng có đọc một bài thơ Đường, cũng cảm nhận được một chút luân thường đạo lý và những phồn vinh tươi đẹp của nó." Có lần tôi về nước, tình cờ trên máy bay, nghe thấy một cô gái trẻ đang đọc Hồng Lâu Mộng, cô ấy không hiểu sao đọc lên một câu thơ về hồ sen của Lâm Đại Ngọc thích nhất câu thơ sen tàn nghe tiếng mưa rơi tôi lập tức cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng bay bổng muốn biết đất nước mấy ngàn năm lịch sử này rốt cuộc lắng động được bao nhiêu tinh hoa trí tuệ một câu nói đã có thể làm cho người ta bay bổng bồng bềnh trang hạo nhiên mỉm cười trầm mặc nhìn cô tiêu hào oánh cũng ôn nhu nhìn anh nói lần đầu tiên tôi gặp anh là trong bữa tiệc tối của công tước willie anh lúc đó cũng mặc một âu phục trắng nhiệt tình tươi cười nâng ly rượu đứng giữa khách mời tỉnh táo nói chuyện lời nói anh bộc lộ tư tưởng phương Tây, nhưng tâm hồn lại là người phương Đông. Trong nháy mắt tôi có thể cảm nhận được, anh mang đến cho người khác sự nhớ mong về dáng vẻ hấp dẫn và gợi cảm của chính mình. Trang hạo nhiên thực sự không còn cách nào chỉ đành mỉm cười, che dù đi về phía trước, nói quả nhiên là phóng viên. Từ ngữ trao chuốt, từng chữ một đều thích hợp, không nhiều hơn, cũng chẳng ít đi, miêu tả một cách chân thực mọi chuyện phát sinh, làm cho người ta có cảm giác lâng lâng. Anh cũng lâng lâng sao? tiêu hào oánh dựa trên cột tròn, ung dung tự tại nhìn anh. Trang hạo nhiên đi lên bậc thang, bước lên sàn tàu, mới buông dù, đặt một bên, cười nói, có một chút. Tôi không tin, tiêu hào oánh xoay người, ôm vai nhìn trang hạo nhiên mỉm cười, nói, người như anh, nhìn có vẻ tự do phong lưu, nhưng lại hết sức tỉnh táo. Sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ trong lòng mình, có thể chịu được rất nhiều áp lực, tôi rất ngạc nhiên, không biết sức lực của anh đến từ nơi nào, lại muốn đi đến tận đâu đây." Trang Hạo Nhiên hơi xoay người, đôi mắt lưu chuyển nhìn thấy Tiêu Hảo Oánh xinh đẹp dựa vào cột tròn, mỉm cười mà chân thành nói, "Đẹp quá." Năng lực thưởng thức những thứ đẹp đẽ của tổng giám đốc Trang nhất định rất cao. "Tôi tin những lời này của anh." Tiêu Hảo Oánh nói xong, chậm rãi bước lên, vươn cánh tay trắng tuyết đặt trên vai Trang Hạo Nhiên, khẽ nâng khuôn mặt quyến rũ nhu hòa nhìn anh, mỉm cười nói, "Tục ngữ có câu, những thứ xinh đẹp chỉ có thể nhìn từ xa." không thể ngắm trong khoảng cách gần. Vậy anh cảm thấy, tôi khi nhìn gần thì thế nào? Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, cúi xuống dưới nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của tiêu hào ánh, lông mi thật dài, lông mày thanh tú đôi mắt quả hạnh, chiếc mũi con lai cao nhọn, vô cùng gợi cảm, môi mỏng khẽ mím lại, lộ ra ánh sáng rực rỡ mê người, anh nặng nề thở dài một hơi, cười nói, nhìn gần vẫn rất đẹp. Được, vậy cùng tôi khiêu vũ, ôm cũng không dám sao, Tiêu hảo oánh nói xong, từng bước di chuyển dày cao gót về phía trước, thân thể mềm mại dán chặt vào bóng dáng to lớn của Trang Hạo Nhiên, bộ ngực đẩy đà mê người kia, cũng nhẹ nhàng áp sát lồng ngực kiên cố của anh, gợi cảm đột nhiên trêu đùa dụ dỗ dường như muốn kích thích dục vọng nguyên thủy của đàn ông trỗi dậy, cô khẽ cắn môi dưới, mỉm cười nhìn anh. Có chút yêu kiều quyến rũ. Trang Hạo Nhiên trầm mặc đứng đó. Ôm tôi đi, chúng ta vừa khiêu vũ, vừa trò chuyện rốt cuộc người thanh niên thần bí trộm rượu đỏ kia đang ở nơi nào. Tiêu Hảo Oánh nói xong, đã di chuyển theo điệu nhảy. Trang Hạo Nhiên cũng đưa tay ra, khẽ nắm lấy eo nhỏ nhắn của cô, cùng cô khiêu vũ. Mưa róc rách, rơi xuống càng lúc càng lớn. Có hai bóng người, dựa vào cùng một chỗ, vừa bước đi về phía trước, vừa nhìn khắp nơi. Khả Hinh, Tiểu Nhu mặc áo liền quần màu đen, thắt lưng đen, tóc cột cao hai bên, cầm cây dù màu đen, quay đầu nhìn đường khả hinh, kỳ quái hỏi, khả hinh, cô thực sự muốn làm như vậy sao? Đường khả hinh cũng mặc t-shirt đen, quần cao bồi đen, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, vừa đi về phía trước, vừa cảm giác lồng ngực mình đang có một trận khí nóng đẻ nén, đang muốn tràn ra, cô lại nặng nề thở dốc, nói, chắc chắn. Ừ, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lập tức gật đầu. Đường khả hinh nghe những lời này, vừa hướng về con đường mòn ẩm ướt đi về phía trước, vừa nhìn cô nói cô. Cô, Cô cảm thấy tôi làm như vậy có đúng không? Tôi không biết, Tiểu Nhu lắc đầu, rất thẳng thắn nói. Vậy sao cô còn giúp tôi? Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu, có chút lúng túng nói. Tiểu Nhu lập tức nói, thế nhưng tôi biết, nếu như bạn bè muốn làm việc gì, cho dù là sai lầm hay là đúng đắn, trước hết đều phải ủng hộ họ. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu nhìn Tiểu Nhu. Chị tôi thường xuyên giúp những người bạn bè tốt trong thôn đánh nhau, trước tiên đánh người khác rồi quay lại dạy dỗ bạn bè của chị ấy sau. Như vậy tình cảm bạn bè mới có thể bền chặt mãi mãi. Tiểu Nhu nói xong, đôi mắt sáng long lanh. Chị của cô dạy rất phải, đường khả hình không nhịn được cười rộ lên. Tôi cũng cảm thấy đúng, cho nên cô muốn làm gì thì làm ngay đi. Tôi ủng hộ cô, Tiểu Nhu lại ngây thơ đơn thuần gật gật đầu, nắm nắm đấm giơ lên cười nói. Đường khả hình nặng nề thở hổn hển một hơi, cười đến mức muốn rất tim, lập tức kéo cánh tay của nàng, vừa đi về phía trước vừa nói, đúng rồi, cô thực sự điều tra ra phòng của tiêu hảo oánh ở đâu sao? Nguồn tsicsdoctiuyen.com Đúng vậy, đúng vậy, tôi có hỏi anh trưởng ca ở đây, đồng ý cho anh ấy hai cái đầu heo, anh ấy liền cho chúng ta vào. Tiểu Nhu vui vẻ cười nói. Vậy cô nói với anh ấy, cô muốn vào làm gì? Đường Khả Hinh lại tò mò hỏi, có lẽ sau này có thể tham khảo được. Tôi nói tôi muốn ăn măng, muốn vào đào vài cây, anh ấy liền cho tôi vào. Tiểu Nhu danh mãnh khôn ngoan cười nói, cô thật quá lợi hại. Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu, thật sự khâm phục. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tiểu Nhu cười đến đôi mắt muốn dài ra cả mét. Cô không sợ người khác nói cô ngốc sao? Đường Khả Hinh nhìn cô cười nói, hai đầu heo đổi lấy mấy cây măng, chính phải ngốc như vậy, người khác mới tin tưởng đấy. Tiểu Nhu lại cười hì hì nói, được, chị em tốt, đi thôi. Nói xong, đường khả hình lập tức kéo tiểu nhu, lại theo số phòng đã xác định, dọc theo con đường nhỏ ẩm ướt róc rách, cuối cùng nghe thấy phía trước có một điệu nhạc lãng mạn mà mờ ám. Các cô lập tức bước về phía bên đó, đi đến trước cửa một căn biệt thự nằm tách biệt, đón tiếng róc rách của nước mưa cùng tiếng sóng biển cuộn trào, dường như nghe được giọng nói của một nam một nữ vọng ra. Chính là, này, miệng tiểu nhu thoáng cái bị bịt kín, quay đầu mở to mắt nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng nhìn cô, làm động tác suyệt suyệt lắc lắc đầu. Tiểu nhu lập tức gật gật đầu. Đường khả hình im lặng ngồi xổm trước cửa biệt thự, ngẩng đầu nhìn kiến trúc khu này thật khiến người ta ghê tởm, lại có thể mờ ám như vậy. Cô thật cẩn thận lùi về sau hai bước, nhìn bức tường ngoài cùng với những cây dừa của căn biệt thự này, cũng không phải là quá cao. Cô vừa muốn tìm nơi nào đó, đạp lên tường, bò lên xem bên trong đang làm thứ gì một chút. Thế nhưng giữa lúc cô đang tìm tòi khắp nơi trong bóng đêm, đã nhìn thấy tiểu nhu ngồi xổm phía trước cách tường không xa, cuộn người lại giống như một con mèo, vẫy tay về phía mình, nhẹ giọng nói, mau, đứng trên lưng tôi đi. Như vậy sao được, đường khả hình sốt ruột ngồi xổm trước mặt tiểu nhu, nhìn bộ dáng đáng thương của cô, đau lòng muốn kéo cô đứng lên, nói cô mau đứng lên. Ngay lập tức, không cần lo cho tôi, giọng nói tiểu nhu từ trong cổ họng phát ra, nhỏ giọng nói, từ nhỏ đến lớn, tôi đều để lưng cho chị tôi dẫm lên như thế này, nhảy vào vườn nhà hàng xóm trộm nho, tôi quen rồi, mau lên đây. Mau lên, đường khả hình lại nhìn cô một cái. Mau, cho dù cô không dẫm lên, chị tôi vẫn dẫm lên mỗi ngày mà thôi. Tiểu Nhu lại hối thúc. Chị em tốt, đường khả hình nặng nề thở hổn hển một hơi, lập tức muốn cởi giày. Không cần cởi giày, không sợ bẩn. Tiểu Nhu lại nói, tôi vốn từ thôn quê vùng núi đến đây, không sợ bẩn đâu. Đường khả hình do dự một hồi, liền hạ quyết tâm, nhẹ nhàng bước lên lưng tiểu nhu, nói câu cô đứng vững, thoáng cái tự mình nâng người, hai tay níu lấy lá cây, mở to mắt nhìn vào trong. Đêm mưa lãng mạn, dưới ánh đèn huyền ảo, từng đợt mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, tiêu hào oánh lúc này, lại vây chặt trang hạo nhiên, không biết đang nói gì, vừa cùng anh xoay tròn khiêu vũ, vừa gợi cảm run run thân thể, khẽ cười rộ lên, ngực áp lại thật gần, dường như sắp sửa muốn vượt ra ngoài. Xeo xeo từng đợt tiếng lá cây dừa gãy vang lên. Đường khả hình mở to hai mắt, nắm chặt cành lá cây, gấp đến mức nghiến răng nghiến lợi. chương 709, lấy thân mạo hiểm. Mưa vẫn giả dích rơi. Đường khả hình đón những giọt mưa nhỏ, nặng nề thở gấp, bước nhanh về phía trước, cố gắng xua đi một màn mình vừa nhìn thấy. Khả hình, khả hình, tiểu nhu cầm dù đi dọc đường, đuổi theo, rất lo lắng theo sát sau lưng cô, nói cô cần gì phải đi. Không phải đi, không đi thì ở đó làm gì trong đầu đường khả hinh lại hiện lên hình ảnh tiêu hảo oánh và trang hạo nhiên cùng một chỗ ôm ấp bộ dáng nhìn nhau tình tứ biết bao lòng cô nhất thời muốn nổ tung nước mắt đầm đìa đau khổ không có chỗ để phát tiết cô nặng nề lắc đầu buồn bực nói chẳng lẽ tôi ở lại đó để nhìn bọn họ ân ái sao hay là nhìn bọn họ tắt hết đèn đi tóm lại anh ấy muốn ở cùng ai thì liên quan gì đến tôi chứ cô nói xong lại xoay người đi tiếp khả hinh chấm than ngoặc kép, tiểu nhu lập tức nắm chặt tay đường khả hình, có chút thương cảm nhìn cô, lo lắng nói, khi còn bé, tôi và chị tôi xem phim ma, nhất định phải xem hết, nếu không sẽ nghĩ rằng ma nữ trong phim từ tivi bỏ ra, sẽ rất sợ. Đường khả hình trầm mặc nhìn cô, nếu cô không muốn sợ hãi, thì phải nhìn hết, có thể sự việc không phải như cô nghĩ. Tôi rất thích tổng giám đốc trang, rất nhiều người ghét bỏ tôi, nhưng cho tới bây giờ anh ấy cũng không có, khi đến phòng ăn ăn cơm, vẫn vỗ đầu tôi, còn bảo tôi cố lên, nhiều lúc còn cho tôi kẹo que, tiểu nhu hơi lẩm bẩm nói cô tin tưởng một người, nhất định phải tin đến cùng. Khi nào nhìn thấy sự thật mới thôi. Tiểu nhu, đường khả hình có chút khổ sở trong lòng nhìn cô nói, tôi thực sự không dám nhìn, nhìn xong rồi, tôi sợ không thoát khỏi ác mộng. Sẽ không, tiểu nhu lại nói, buổi tối mỗi ngày chỉ tôi và tôi đánh nhau, lúc nào cũng vậy, nửa đêm đến ngồi dậy cắn chân tôi, tôi sẽ đưa chân cho chị ấy cắn cắn xong thì sẽ không sợ nữa đường khả hình thở dài đi thôi đi thôi tiểu nhu nhìn bạn tốt khổ sở cô cũng khó chịu thậm chí viền mắt cũng đỏ bừng nhưng vẫn kéo cô nói đi thôi đi thôi không sợ đi thôi đường khả hình đứng im tại chỗ nặng nề thở dốc một hơn vẫn còn do dự trong lòng tổng giám đốc trang bây giờ còn có người khác sao tiêu hào oánh tiếp tục vòng tay lên cổ trang hạo nhiên lại mềm mại mở ám hỏi Trang hạo nhiên nghĩ nghĩ Mới ôm lấy eo nhỏ nhắn của tiêu hào ó anh Mỉm cười nói Trong lòng mỗi chúng ta Sao có thể không có người nào khác được chứ Mỗi ngày khi quen biết được một người Đều đem người đó đặt ở trong lòng Tiêu hào ánh dừng lại Nghĩ nghĩ những lời này Mới nói khi nào anh mới thành thật cùng tôi nói chuyện Trang hạo nhiên có chút sướng sờ nhìn cô cười nói Hiện tại không phải tôi chân thành cùng cô nói chuyện đấy sao với cô sao không có, tiêu hào oánh từ từ buông anh ra, sau đó tự mình đi đến bên cạnh chiếc bàn ăn cơm đã được chuẩn bị từ sớm giữa khoảng không rộng lớn, ngồi xuống, đón lấy từng giọt nước mưa tí tách, bật lửa lên, châm những cây nến trước bàn, từng cây từng cây được thắp sáng. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, cũng cười đi đến, khi ngồi xuống, đã nhìn thấy tiêu hào oánh chuẩn bị sẵn một chai rượu đỏ Henry Pinot năm 2000, đã được dùng trong bữa trưa hôm nay, chưa mở ra, anh cười. Anh cười gì vậy? Tiêu Hào oánh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ bỏ thuốc mê vào rượu để anh ở với tôi một đêm? Trang Hạo Nhiên cười, trực tiếp cầm dụng cụ mở chai, nhanh nhẹn cầm chặt chai rượu, chọc thẳng vào giữa nút chai, nhanh chóng xoay tròn, sau đó dùng lực đẩy một cái, nút chai mở ra. Đôi mắt anh trong khoảnh khắc bỗng trở nên chuyên chú, tay trái cầm dụng cụ giải rượu, tay phải cầm chai rượu, để cho dịch rượu giống như những sợi tơ tầm theo bình rượu chảy vào giữa dụng cụ giải rượu, không bao lâu lại có thể nhìn thấy màu sắc dịch rượu trong dụng cụ giải rượu trong suốt, giống như hình lưới rơi thẳng xuống, hương thơm lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, mơ màng say xưa khiến cho người ta đắm chìm vào trong đó. Tiêu Hảo Oánh cứ như vậy say xưa nhìn Trang Hạo Nhiên, trên mặt không nhịn được bộc lộ say mê tươi cười nói, thật sự buổi trưa nay, đối mặt với chai rượu đỏ kia, tôi có một câu vẫn chưa nói. Ưm, uhm. Trang Hạo Nhiên tiếp tục giải rượu. Mùi vị rượu hôm nay, cô ấy vì anh mà chuẩn bị, bởi vì anh và chai Henry Pinot này giống nhau tiêu hảo oánh cười nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, nhìn dụng cụ giải rượu đối diện ánh nến, đã thấy lẫn một chút tạp chất, anh dừng giải rượu nói, người lên men rượu này có chút lười biếng. Cái gì, tiêu hảo oánh có chút kỳ lạ hỏi. Không có việc gì, lúc ủ rượu, gặp phải một chút tạp chất Trang Hạo Nhiên đặt chai rượu xuống mỉm cười cầm dụng cụ giải rượu, rót một ly cho tiêu hào ánh, cũng rót cho mình một ly, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp chân ly, trên mặt bàn làm động tác xoay tròn cho cân bằng, rồi mới dơ lên, khẽ uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy hương vị có chút nồng đậm, đến cổ họng thì hương vị kia lại tan biến không còn dấu vết, dường như chưa từng có, cảm thấy rất thần kỳ thú vị. Rượu 12 năm lại đạt cảnh giới như vậy, thật sự không tệ, anh gật gật đầu. Tiêu hào Oánh nhìn anh một cái, cũng khẽ nhấp một ngụm, tối nay dường như muốn sai nói, chúng tôi là phóng viên, hoàn toàn lấy sự thật làm lợi thế, kiếm ít tiền nhuận bút, có thể không thấy được tiền, nghĩ lại cũng rất buồn bực, lúc tôi còn là người mới, trong lòng muốn lấy toàn bộ những ấp ủ cao thượng của mình hiến dâng ra thế giới bên ngoài, đã không còn nữa, thứ còn lại, toàn bộ đều là hư vinh kỳ quái mơ hồ, tranh chấp lòng người thật đáng sợ, đồng nghiệp bên cạnh tôi, ba người thì chết hai người. Đều vì vậy mà ra đi, ngoặc kép. Trang hạo nhiên có chút tập trung nhìn cô, cho nên tôi rất thích người đàn ông mang lại cảm giác an toàn tiêu hào oánh mỉm cười nhìn anh trang hạo nhiên bật cười ngón tay mân mê ly rượu tiêu hào oánh nặng nề thở gấp một hơi dựa vào chỗ ngồi quay sang nhìn hồ sen phía bên kia nói tài lực của hoàn cầu rất kinh người thế nên bí mật hẳn là cũng rất kinh người trên thế giới này không có tường nào chắn được gió lúc đó tôi nghĩ điều tra bí mật này một là theo thói quen thách thức tìm ra sự thật hay là cho rằng người đàn ông hoàn mỹ anh có thể vì bí mật này mà phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Có một chút chân tình tồn tại. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô. Tiêu Hảo Oánh lại nhìn Trang Hạo Nhiên bộc lộ chân tình, yếu ớt nói tôi thật sự thích anh, từ khi anh và Giai Giai ở cùng, tôi vẫn theo đuổi điều tra anh, thỉnh thoảng nhìn thấy anh đạp xe, chở Giai Giai không ngừng đi qua mọi ngóc ngách ở Cambridge, gương mặt tươi cười, tôi thấy đều đã say mê, suy nghĩ một ngày một đứa con cưng như tôi, bỏ xuống tự ái đi yêu một người tâm tình thật kích động trang hạo nhiên chỉ nhàn nhạt cười cười cầm ly rượu lên uống một ngụm anh không biết tôi vì yêu cầu có một đêm như vậy tôi có bao nhiêu mệt mỏi bao nhiêu vất vả tiêu hảo oánh cầm rượu đỏ lên uống một hơi cạn sạch nặng nề thở một hơi lại rót một ly trang hạo nhiên nhìn cô đột nhiên trở nên tiểu tụy không biết nói gì tôi thực sự chỉ muốn cùng anh khiêu vũ giống như ngày đó ở trong buổi tiệc tôi vẫn còn là một phóng viên nhỏ, muốn mời anh khiêu vũ, nhưng không có cơ hội tới gần, tiêu hào oánh lại cầm ly rượu lên, nếm một ngụm nhỏ, trong lòng có chút chua sót, hai mắt lai dương dương, cười cho dù tôi biết, hôm nay anh đến đây, là vì bí mật kia. Cô lại cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trang hạo nhiên nghe lời này, thật sự cảm thấy có lỗi vài phần, bất đắc dĩ nhìn cô. Tiêu hào oánh vừa rót rượu, vừa nghẹn ngào trong lòng nói, thế gian này, tràn đầy những sự lừa gạt, thế nhưng khó có được người trong lòng tôi yêu mến, lại còn luôn giữ hình tượng trong lòng mình, hết sức nhẹ nhàng phong độ cùng cao thượng ấm áp cho nên làm phụ nữ, sự cô đơn trong lòng lại bị coi là cái gì chứ? Lúc tôi theo đuổi điều tra trai rượu kia, không phải là vì anh sao? Thật là đời người, phong lưu xoay chuyển vài lần, lịch sử đang không ngừng lặp lại, anh và đường tiểu thư đã từng có tranh chấp với con trai ủy viên trương, thậm chí trình diễn một màn thần điêu hiệp lữ hoàn hảo, lấy trộm tài liệu, thực hiện được kế hoạch lớn, nhưng anh có biết, nhiều năm về trước, người thần bí kia đã từng ở Hoàn Cầu, lấy được thứ gì đó rất quan trọng từ trong nhà ủy viên trương. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhíu mày, mặt khẩn trương ngưng động nhìn Tiêu Hảo Oánh. Tiêu Hảo Oánh dường như đã say, gương mặt bộc lộ sự say mê loạn choạng đứng lên, đi đến chỗ Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vươn tay, đỡ người cô đang đi tới, lúc vừa muốn nhắc nhở cô, Tiêu Hảo Oánh đã nhanh chóng ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, Mặt nhu hòa nhìn người đàn ông mà mình yêu, có chút tiểu tụy suy sụp hỏi, anh nói, tôi mạo hiểm bản thân, vì anh liều mạng lấy được tài liệu bí mật này. Điều tra sự thật về xuất xứ rượu đỏ, vẫn còn không quan tâm, tương lai tôi và anh quên đi những chuyện trên thế gian. Trang hạo nhiên trầm mặc vây quanh cô, lắc lắc thân thể như muốn ngã của cô, có chút khẩn trương nói, tiêu tiểu thư, cô sai rồi. Đồng ý một lòng vì tôi, tôi liền liều mạng điều tra được chân tướng sao giúp anh giữ được cơ ngơi. Tiêu Hào Oánh lại ôm cả người anh, nghẹn ngào nói. Trang Hạo Nhiên nặng thở một hơi, nhìn cô nói, bỏ qua chuyện này đi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, đừng quan tâm đến nữa. Người thông minh nên bảo vệ tốt bản thân mình. Tôi sẽ cho người bảo vệ an toàn của cô. Yên tâm đi. Tiêu Hào Oánh thật cảm động, nghiêng nhìn anh nói, thật sao? Ừm, um, Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc gật đầu. Tiêu Hào Oánh đột nhiên cười, lập tức vùi đầu vào cổ anh ôm chặt hơn, nước mặt chảy xuống từng giọt, nghẹn ngào say mê nói, yêu anh nhiều năm như vậy, hôm nay anh cho tôi một cái ôm một cái chân thành, tôi cũng cảm thấy có ý nghĩa. Cô nói xong, đột nhiên giống như say, nhắm mắt lại. Tiêu tiểu thư, trang hạo nhiên nhất thời sửng sốt nhìn cô. Mau, mau, đi lên, không có chuyện gì, trong bóng đêm, tiểu nhu cúi người ngồi xổm trên mặt đất, thúc giục đường khả hình trèo lên. Đường khả hình nhìn tiểu nhu nỗ lực như vậy, cũng có chút cảm động, thật sự cảm thấy vì mình mà bạn tốt bị dày vò như vậy thật đáng chết, thế nhưng chống không lại lòng hiếu kỳ, cô nhẹ nhàng thật cẩn thận dẫm lên lưng tiểu nhu, ôm cây dừa bên cạnh, nhoài người nhìn phía trước. Sắc mặt lập tức tái nhợt, đại não tê bút nhìn thấy rõ ràng, trong bóng tối trang hạo nhiên đang ôm thân hình xinh đẹp mê người của tiêu hảo Oánh đi vào trong biệt thự tim, phịch một tiếng vỡ nát, cô mở to hai mắt, chấn động không nói được lời nào. Trường 710, say mê, một trận sấm vang điên cuồng giáng xuống vang lên ầm ầm gió lớn điên cuồng quét qua bóng cây đung đưa mưa lại ào ào rơi xuống đường khả hình nặng nề thở gấp chạy như bay về phía trước nhớ tới vừa rồi trang hạo nhiên ôm tiêu hảo oánh vào biệt thự trong nháy mắt lòng cô đau đớn như bị xé rách cảm giác này không thể tin nôi lại ập đến nhanh chóng làm cho mình nghẹt thở đến chết cô vừa chạy vừa khóc buông xuống một câu trang hạo nhiên anh thật sự yêu em sao em đã từng yêu thích sự phóng khoáng của anh không nghĩ đến anh đối mặt với cảm xúc của em lại có thể nhanh chóng xoay người như vậy một trận tiếng khóc đau thương buồn bã mà đến làm kinh động những chú chim đậu khắp nơi chúng vỗ cánh bay loạn khắp trốn khả hinh tiểu nhu vẫn đứng yên dưới tán cây dừa nhìn đường khả hinh đau lòng rời đi như vậy hai mắt cô cũng đỏ bừng tức giận ngẩng đầu nhìn bức tường một cái nói thật quá đáng thật quá đáng không biết từ đâu cô ôm đến một tảng đá lớn, nhanh chóng ném vào bên trong. Bên trong phòng ngủ truyền đến một trận thở dốc. Tiêu hào oánh lập tức ngã xuống giường, say rượu trong nháy mắt kéo Trang Hạo Nhiên ngã lên người mình. Ai, Trang Hạo Nhiên ngã đè lên người cô, hơi nhấc người lên, giữa ánh đèn tối, nhìn Tiêu hào oánh. Đôi mắt Tiêu hào oánh ngấn lệ, ôm chặt cổ anh, khao khát nói, tạm thời bây giờ trong lòng anh không có người khác, chẳng lẽ lại không thể tiếp nhận đoạn tình duyên ngắn ngủi nhất thời này sao? tôi nguyện ý chỉ cần một đêm thôi, tôi khát vọng anh. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn, mỉm cười nói cô say rồi. tôi không say. Tiêu hào Oánh thật tình nhìn anh nói, có vài ly rượu tôi không say được, tôi cũng không muốn giả bộ say, tôi chỉ muốn biết đêm nay anh có nguyện ý ở lại cùng với tôi không? nếu anh cho tôi một đêm, tôi sẽ vì anh mà trả giá tất cả. tôi nghĩ trong thế giới người lừa ta gạt này nên làm người trung gian một lần. Trang hạo nhiên đột nhiên cười, cảm thán nói, thật ra thế giới ngươi lừa ta gạt này không có gì không tốt, bởi vì cô có thể chỉ lo cho bản thân mình, trái lại có khi lại là chuyện tốt. Vấn đề rượu đỏ giao cho tôi đi, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, cảm ơn cô đã trả giá vì tôi. Vì sao? Tiêu Hào Oánh lại nhanh chóng ôm chặt anh, hai mắt dương dương nói, vì sao anh luôn luôn đều lịch sự nho nhã như vây, cho đến bây giờ tính cách cũng không thay đổi tiếp này, vẫn còn có phụ nữ làm anh phát điên phát cuồng, ghen tị sao? Nếu thật sự có, tôi sẽ ghen chết mất. Tôi chỉ muốn nếu như có thể, sẽ cùng anh có một tình yêu như mọi người trên thế giới này. Vì yêu điên cuồng, tôi sẽ yêu anh, yêu đến mức muốn điên lên rồi. Cô say rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Trang hạo nhiên nặng nề thở gấp một hơi, đặt cô nằm thoải mái trên giường, kéo chân đệm cho cô xong, lập tức đứng dậy, muốn ra khỏi phòng. Tổng giám đốc Trang, đột nhiên giọng nói phía sau mãnh liệt truyền đến. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, nhìn Tiêu Hào Oánh lại có thể ngay trước mặt mình, nặng nề cởi chiếc váy dài bằng tơ tằm rơi xuống đất, thân thể trần chuồng, hoàn mỹ như vậy hiện ra trước mặt mình, hai mắt anh chợt lóe, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tiêu Hào Oánh có lẽ thật sự hơi say, nhìn anh, yếu ớt nói, tôi vẫn hiếu kỳ, đã hơn 10 năm trước, tưởng lão gia vì sao lại có thể đem một phần tài liệu giấu trong rượu đỏ mà không bị phát hiện, tôi đối với việc này hết sức tò mò, nghiên cứu rất nhiều lần, cuối cùng đã tìm thấy nguyên nhân trong đó. Trang hạo nhiên yên lặng nhìn cô, không chắc chắn những lời này. Tiêu hào ánh thầm hạ quyết tâm nhìn anh, dù ái náy và bất đắc dĩ nhưng vẫn hưng phấn kích động nói, vừa rồi anh mở chai rượu kia, tôi có toan tính có cảm thấy một chút choáng váng không? Tôi muốn giữ anh lại, đêm nay, giữ lại. Ánh mắt trang hạo nhiên lập tức sáng lên, lại có cảm giác sau gáy thật sự có chút bị choáng đại sảnh khách sạn Á Châu, đèn sáng trưng, vẫn có không ít khách đi lại. Đường khả hình thân thể ướt súng, mềm nhũn vô lực, cất bước mơ hồ đi vào đại sảnh, nhìn những vị khách đang qua lại, cùng các đồng nghiệp nói chuyện, sắc mặt cô tái nhợt, tiểu tụy thống khổ cất bước tiến vào, từng bước một đi đến phòng tiệc rượu. Lúc này, nhân viên bộ phận tiệc rượu đã tan việc. Vất vả mấy ngày chuẩn bị tiệc thử rượu, cuối cùng ngày mai cũng đã bắt đầu, tại sao lúc này mình thấy đau đớn như vậy, không vui vẻ chút nào tay cô mềm nhún vô lực, lúc bước đến cầu thang xoắn ốc phía trước, cảm giác như mình sắp chết, cô chỉ cần nghĩ thoáng qua đến hình ảnh trang hạo nhiên ôm tiêu hảo oánh đi vào phòng, lòng cô đau giống như bị dỉ máu. Ba đồng nghiệp bộ phận tiệc rượu vừa nói vừa cười cùng nhau đi xuống, nhìn thấy đường khả hình, lập tức mỉm cười gọi đường tiểu thư. Đường khả hình cảm thấy trái tim mềm yếu, vô lực gật đầu, sau đó chậm rãi đi lên. Mấy đồng nghiệp nghi ngờ nhìn cô, muốn biết đã xảy ra chuyện gì đường khả hình bước từng bước về phía trước mất rất nhiều sức lực mới đi tới phòng tiệc rượu trước mặt nhìn nhân viên an ninh hai bên cô không nói gì chỉ đưa ra thẻ nhân viên của mình mới đẩy cửa đi vào nhìn cách bố trí hoa lệ vẫn cứ xinh đẹp như vậy trong bóng đêm cô chậm rãi quay đầu nhìn thấy nhân viên trong phòng rượu trông coi nơi đó chặt chẽ cô trầm tĩnh mà vô lực nói mọi người ra ngoài trước đi tôi muốn yên tĩnh một chút vâng nhân viên nghe thấy nhanh chóng trả lời xoay người cùng đi ra lại từ từ đóng cửa phòng tiệc rượu cho cô, toàn bộ gian phòng, nhất thời bị bao trùm bởi bóng tối. Đường khả hình đứng giữa phòng tiệc, nhìn vòng quanh tất cả nơi này, cuối cùng ánh mắt rơi vào cây đàn thủy tinh trên sân khấu, cô chăm chú nhìn đàn dương cầm kia rất lâu, cuối cùng chậm rãi đi qua, vừa đi vừa nhớ lại khi còn nhỏ, thời khắc tốt đẹp và đơn thuần ấy, chẳng lẽ thật sự không thể quay lại. Hai mắt cô đỏ bừng, đi qua từng chiếc cổng vòng hoa hình cầu, lên sân khấu, tới trước đàn dương cầm, cúi đầu, nhìn ánh sáng màu xanh lam bên trong lóe lên, ôi mắt cô bỗng ngấn lệ, lại cảm thấy không còn sức để khóc nữa rồi. Một loạt tiếng thở dài mệt mỏi truyền đến. Đường khả hình ngồi trên ghế đàn, tay nhẹ nhàng đẩy nắp đàn lên, nhìn những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau, lòng cô lại đau xót, nhớ tới lúc trang hạo nhiên nhàn nhạt đàn, kỳ thật luôn mang theo một chút u buồn, nhưng lại rất cuốn hút, cô chậm rãi vươn tay, lướt nhẹ qua phím đàn, trong đầu nhớ lại bài hát lúc bé, lòng cô bỗng nhiên căng thẳng đã không thể nào nhớ ra. Có hay không, bởi vì người thay đổi, bài hát cũng thay đổi. Thế gian này, cuối cùng còn có gì đáng giá để mình tin tưởng chứ? Cô gái nhỏ tiều tụy ngồi tại chỗ, những đau đớn xót xa trong lòng bỗng nhiên đến, nhưng vẫn hơi vươn ngón trỏ, bất chấp việc vi phạm quy định của khách sạn, ở phòng tiệc rượu khi không có tiệc thì không được đánh đàn dương cầm, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên phím đàn, nhẹ lướt qua, động tác đơn giản, một tay đánh bài hát Clementine nhưng âm thanh yếu ớt bi thương bỗng vang lên giữa đại sảnh cũng bay bổng vì bài hát đơn giản mà đau thương này tất cả đồng nghiệp bộ phận sân khấu thậm chí cả những vị khách cũng ngạc nhiên nhìn khắp nơi tìm nơi phát ra tiếng nhạc đường khả hình im lặng không lên tiếng ngón tay vẫn khẽ nhúc nhích một thân một mình trên phím đàn kia đánh lên khúc nhạc êm tai nhưng lại đầy yêu thương vừa đàn vừa vô lực nhớ về quá khứ có lẽ vì vậy mà sắc mặt dần trở nên tái nhợt Lúc anh trai có mình về nhà, đi vào một căn phòng nào đó, nhanh chóng đẩy cửa ra, hình ảnh đánh đàn dương cầm thủy tinh lúc đó cho mình, cũng từng chút từng chút biến mất trong cuộc sống. Cô không tin những thứ này, không bao giờ tin nữa. Trái tim đè nén sự buồn bực khó chịu. Đường khả hình bi thương không có chỗ nào giải tỏa, dường như toàn bộ thế giới đều đen tối, cô có thể chịu đựng được tưởng thiên lỗi phản bội, thế nhưng cô không thể chịu đựng được trang hạo nhiên phản bội, cô không thể, cô không thể bởi vì trang hạo nhiên là anh trai lớn cô đột nhiên tức giận nặng nề duỗi hai tay ra cắn chặt răng liều mạng đấm thật mạnh vào phím đàn từng đợt từng đợt âm thanh dữ dội khó nghe lan ra toàn bộ phòng tiệc rượu cô tiếp tục đỏ mặt tía tay đánh liều chết mà đánh tay không ngừng đập trên bàn phím bang 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 một trận tiếng khóc truyền đến đường khả hình thoáng cái nằm bò trên phím đàn vừa mệt mỏi vừa đau khổ mà khóc đột nhiên cô suy nghĩ mình vì sao ở đây uất ức cái gì không gian chợt yên tĩnh lại. Chỉ còn lại tiếng nức nở của cô bé đáng thương, lâu thật lâu, cô dường như nằm bò trên bàn phím ngủ thiếp đi. Chợt phía trước xuất hiện bóng đen đến gần, dần dần che phủ, bao quanh trước mặt cô gái nhỏ. Đường khả hình bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt đẫm lệ quay đầu, cư nhiên xuyên qua ánh đèn màu lam, nhìn thấy trang hạo nhiên đang đứng ở phía sau mình, cúi đầu trầm mặc nhìn mình, lòng cô phịch một tiếng, dường như sống lại, mở to mắt nhìn anh. Trong nháy mắt không nói lên lời. Trang Hạo Nhiên cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, nói, nếu em không vui, không cần lấy Dương Cầm mà chút giận, nó không có chọc giận em. Đường Khả hình vẫn không thể tin nổi nhìn anh, nghĩ mình đang nằm mơ, thậm chí vội vàng giơ tay, nhéo thật mạnh lên mặt mình, đau quá. Cô lại mở to mắt, lập tức nước mắt lăn dài, nhìn anh. Không biết đàn thì đừng đàn, làm cho âm thanh kỳ quái như vậy, quấy nhiễu khách dưới đại sảnh. Trang Hạo Nhiên nói xong, đôi bàn tay đã hoàn toàn đặt ở trên phím đàn, hỏi thích nghe bài gì. Clementine, sao? Audio điện tử võ tấn bền. chương 711, diễn tấu. Đường khả hình vẫn nhìn anh, nói không nên lời. Trang hạo nhiên nhíu mày cúi đầu, trong khoảng cách thật gần nhìn cô, xúc động dịu dàng hỏi, làm sao vậy? Nhìn thấy anh kỳ quái lắm sao? Đôi mắt đường khả hình lưu chuyển, nhìn anh có chút cấp thiết hỏi, anh, anh sao có thể đến đây? Trang hạo nhiên bất đắc dĩ cười, đứng dậy, nhìn cô nói, em đem dương cầm nhấn tới nhấn lui tạo ra thứ âm thanh lớn như vậy, anh có thể không đến sao. Đường khả hình vào giờ phút này, hoàn toàn không thể nào diễn tả được tâm trạng trong lòng mình, chỉ đành gấp gáp nhìn anh, rất sợ anh trong nháy mắt sẽ đi mất, sẽ không thấy tâm hơi đâu nữa. Trang hạo nhiên lặng lẽ cúi đầu nhìn về phía cô, vẫn vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt ấy hỏi có chuyện gì không? Vẻ mặt như vậy, Đường khả hình lập tức cúi đầu trong bóng tối, len lén lau đi nước mắt, hít hít cái mũi đỏ bừng, cố gắng hết sức làm cho mình bình tĩnh trở lại, nặng nề thở hổn hển. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới cất bước tiến lên, đi tới bên cạnh cô, cởi âu phục màu trắng, ném sang một bên, mới ngồi bên người đường khả hình, cúi đầu sắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc, nói, nói đi, muốn nghe bài hát. Nào, lúc vừa bước vào đại sảnh, em vẫn còn bình thường, nghe thấy bài Clementine, có phải là muốn nghe hay không? Đường khả hình nghiêng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhẹ chấp đôi mắt, cảm xúc dâng trào nói không nên lời. Trang Hạo Nhiên lại quay đầu, nhìn cô một cái, liền không để ý vươn ngón tay thon dài, vô cùng yêu nhã đặt trên phím đàn đen trắng, ngón tay chợt giống như dòng nước chảy qua, bài hát Clementine kia, chốc lát chậm rãi và nhẹ nhàng vang lên, giống như một loại dầu bôi trơn thấm nhuần vào tâm hồn mỗi con người, khơi dậy từng dòng chảy ấm áp. Đường Khả Hinh đã quen thuộc với bài hát này từ lúc còn nhỏ, nhìn Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, đẹp trai quyến rũ đến vậy, lại một lần nữa cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, trong nháy mắt nhớ lại những câu chuyện trước đây, tim phịch một tiếng rồi lại im lặng như tờ. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt tươi cười, tiếp tục cúi xuống dưới, đôi bàn tay thành thạo lướt phím đàn ca khúc Clementine, tim vừa rồi có chút kích động, từ từ hồi phục lại, yếu ớt nói, ngày mai đến tiệc thử rượu rồi, sao không về nghỉ ngơi sớm đi. Đôi mắt đường khả hình lưu chuyển, suy nghĩ một lúc, mới yếu ớt nói, anh, nghe nói. Không phải có hẹn sao? Ừ, Trang Hạo Nhiên cũng không gạt cô, vừa dùng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn trắng đen, vừa sâu xa nói, có hẹn với phóng viên tiêu, đi đến chỗ cô ấy uống rượu. Đường khả hình nghe những lời này, trong lòng lập tức lướt qua một dòng nước ấm, cảm giác thành thật không dối gạt này, kiên định chân thực lấp đầy cuộc sống của mình, cô mang theo cảm giác này nặng nề thở dốc, yếu ớt nói, uống rượu sao? Không làm chuyện gì sao? Lãng mạn như vậy, cô ấy lại xinh đẹp như vậy. Trang hạo nhiên mỉm cười, vừa đánh đàn vừa nói, rất xinh đẹp. Đường khả hình sắc mặt hơi thu lại, có chút chua sót. Còn bày tỏ với anh, Trang hạo nhiên lại thông thả đàn bài hát này, nói tiếp, lời nói rất hay, nói và làm đều rất dễ nghe, không như một số người, không nói cũng chẳng làm. Đường Khả Hinh nhất thời câm lặng nhìn anh, Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ vài phần tươi cười, nói: nói đùa thôi. này, cô ấy, cô ấy làm chuyện gì sao? uống say, muốn anh ôm cô ấy, mang về phòng sao? Đường Khả Hinh nói xong lời này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trái tim đập bịch bịch. Trang Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn cô, cười nói: làm sao em biết? Đường Khả Hinh lúc này mới nặng nề thở hổn hển một hơi nhớ tới cảnh lúc đó vốn là như thế mà cô liền tươi cười nhưng lại nhịn không được nói thì thì vậy anh có ôm sao người khác say hoặc là vì anh mà say anh đều không thể để cho người khác nằm ngủ cả đêm trên sàn nhà lạnh lẽo hơn nữa cô ấy còn giúp anh không ít việc trang hạo nhiên phát hiện mình đã lâu không đàn ca khúc clementine này lần này đàn lại hợp ý như vậy giống như có một thứ gì đó dẫn dắt cũng thuận tiện nhanh chóng tăng tiết tấu lên tránh cho đoạn nhạc đầy bi thương này, ảnh hưởng đến người bên cạnh. Ôm về phòng, sau đó thì sao, đường khả hình cắn môi dưới, vẫn rất để ý hỏi. Ôm về phòng, cô ấy liền, trang hạo nhiên nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên nói, lại không nói gì. Tim đường khả hình có chút căng thẳng, quay đầu nhìn anh, nhanh chóng hỏi cô ấy liền làm gì. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn cô, cười nói em tò mò làm gì. Ghen sao? Có sao? Đường Khả Hinh nhanh chóng quay đầu, đỏ mặt nói: "Ôm về phòng, cô ấy liền dụ dỗ mê hoặc anh, may mắn là anh đủ bình tĩnh, Trang Hạo Nhiên cười. Phải không?" Đường Khả Hinh tim phịch một tiếng, nhẹ nhàng phấn khởi, lại vẫn có chút không tin. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới dừng lại, nhìn cô cười nói: "Nếu muốn chứng minh một người rốt cuộc có mang lại cảm giác an toàn không, thì phải nhìn người ấy có thể chịu đựng trước sự mê hoặc đến mức nào, đối mặt với sự mê hoặc đó có thể khống chế được hay không?" anh không phải loại người trêu đùa duyên số của người khác. Anh lại càng không phá vỡ nguyên tắc, lấy thân thể phụ nữ để tiến hành giao dịch. Trên mặt đường khả hình không tự chủ bộc lộ nét tươi cười, nhịn không được nói anh giải thích những điều này với em làm gì. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới xoay người tiếp tục đánh đàn, cúi đầu nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho em biết, tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng trong tương lai thôi, không muốn lại bị người khác khi dễ. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, trên mặt không nén được tươi cười, đột nhiên có cảm giác, muốn cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn Thượng Đế, ô ô ô ô ô Trang hạo nhiên lại đột nhiên dừng tay, nặng nề thở dốc, nhìn cô nói, được rồi. Thời gian cũng không còn sớm, em nghe bấy nhiêu cũng đã đủ rồi, 10 giờ rồi, anh muốn đi ngủ. Anh nói xong, cũng đã đứng lên, muốn xoay người rời khỏi. Này, đường khả hình lập tức gọi anh lại, tim căng thẳng đập, có chút gấp gáp nói: "Em, em còn chưa nghe đủ, ngày mai bắt đầu tiệc thử rượu rồi, em có chút lo sợ, em không dám về nhà." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cúi xuống im lặng liếc mắt nhìn cô một cái, liền nói: "Vậy, cần anh làm chút gì đó cho em không?" Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, cúi đầu nghĩ nghĩ, liền có chút lúng túng nói: "Có thể ở cùng với em một lát, lại đàn cho em nghe hay không?" Trang Hạo Nhiên nghe lời này, nghĩ nghĩ, đành xoay người ngồi bên cạnh cô nói được em muốn nghe bài hát nào Đường Khả Hinh tâm tình lập tức tốt đẹp nét mặt rạng rào hạnh phúc không ngừng tươi cười nói à không muốn bi thương như vậy nữa nghĩ đến chuyện ngày mai vốn rất nặng nề tất cả đều ổn thỏa không cần lo sợ anh tin em Trang Hạo Nhiên cười nói vậy em cũng không muốn nghe khúc nhạc bi thương như vậy Đường Khả Hinh nhanh chóng nói ừ Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ liền nói, em nói đi. Em chọn lừa, anh sẽ đàn. Đường khả hình nhịn không được, tươi cười nhìn anh, có chút không hiểu xúc động nói, tâm can bảo bối. Trang hạo nhiên quay đầu, im lặng nhìn cô một cái, liền cười nói, được. Em đi bật đèn, quá tối rồi, cả người đường khả hình lập tức từ trong bóng tối, thoáng cái đứng lên, đi về phía bên kia, trong nháy mắt mở ra những ngọn đèn lấp lánh được giấu trong 12 cổng hoa hồng màu xâm panh, toàn bộ phòng tiệc bỗng trở nên xinh đẹp mưa mộng, cô cười ngọt ngào đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ngồi xuống, nhìn anh nói, bắt đầu đi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô vui vẻ tươi cười như vậy, cũng cười theo, tay thuận thế đặt trên phím đàn đen trắng, nhẹ nhàng lướt, bắt đầu khúc nhạc dạo trong bài tâm can bảo bối, một điệu nhạc ngọt ngào bay bổng vang lên. Đường khả hình thâm tình hạnh phúc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thong thả đàn khúc nhạc dạo, nói, bài hát này từ đoạn này có chút đơn điệu, hát một chút đi. Đường khả hình bỗng cười rộ lên, theo tiếng đàn dương cầm của Trang Hạo Nhiên, ngọt ngào cười hát, bầu trời rộng lớn như vậy, con người thì nhiều đến như vậy, mà lại để cho em gặp anh, anh chân thành như vậy, anh lại tốt như vậy, em từng hoài nghi rằng có phải em đang nằm mơ không, không có một ai lắng nghe tâm sự của em, những đêm dài cùng bên nhau, cùng anh đếm sao, bên bờ biển đón gió, chỉ cần có anh, em liền an tâm. Anh là tâm can bảo bối của em, yêu anh yêu đến không còn đường quay về, cả đời này đều sẽ không hối hận, cùng anh lên núi xuống biển Bên anh dù là đêm tối hay ban ngày, bi thương đau khổ đều không sao cả. Trang Hạo Nhiên nghe giọng hát ngọt ngào của Đường Khả Hinh, cười rộ lên, vẫn tiếp tục đàn. Anh là tâm can bảo bối của em, yêu anh yêu đến không còn đường quay về, cả đời này đều sẽ không hối hận, cùng anh lên núi xuống biển, bên anh dù là đêm tối hay ban ngày, vui vẻ hay bi thương đều không sao cả, anh là tâm can bảo bối của em, yêu anh đến tận tim phổi, hy vọng anh cũng đem chân tình đổi lại. Đường Khả Hinh tiếp tục hát nhớ tới lúc trang hạo nhiên đã từng vì mình đối mặt với đợt sóng gió mãnh liệt trong tình yêu trước kia dùng một ca khúc xuất hiện trước cửa nhà mình khi đó ngoài cửa sổ mưa gió điên cuồng rơi xuống toàn bộ thế giới vang lên những tiếng ầm ầm thế nhưng người đàn ông này vẫn đứng trước cửa nét mặt buồn phiền lo lắng đến nay vẫn không thể quên được lòng cô không hiểu sao bỗng chua sót nghẹn ngào đột nhiên hát không được nữa không nhịn được bi thương cúi xuống không lên tiếng trang hạo nhiên cũng chậm rãi dừng hai tay lại khó hiểu nhìn cô, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, đường khả hình lập tức cười, cố hết sức kìm nén nước mắt, nói có lẽ là có chút xúc động, rất vất vả mới có thể đi đến tận bây giờ. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, cho rằng cô nói về tiệc thử rượu, liền cười nói tất cả mọi nỗ lực đều rất có giá trị. Đường khả hình dương dưng quay đầu, nhìn anh. Trang hạo nhiên lúc đánh đàn bài tâm can bảo bối này, trong lòng cũng có chút xúc động nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt long lanh to tròn đẫm lệ, nhớ tới hai ngày nay. Mình đã dùng những lời nói lạnh lùng châm biếm cô, liền nặng nề thở dài một hơi, chậm rãi vươn tay, ngón trỏ nhẹ lướt qua lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, nói, đừng khóc. Vốn là phải như vậy. Một câu nói lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Nước mắt đường khả hình lập tức tuôn trào, nhanh chóng cúi xuống dưới, lau đi nước mắt trên mặt. Trang hạo nhiên nhìn dáng vẻ này của cô, đột nhiên cười, liền nói được rồi đừng khóc có lẽ do quá mệt mỏi anh cho tài xế đưa em trở về này chấm ngoặc kép đường khả hình vừa muốn giữ anh lại không hiểu sao nghe thấy ngoài cửa có từng đợt tiếng vang thậm chí truyền đến tiếng nói vì sao tôi không thể vào chứ tôi chỉ là muốn đem kem cho tổng giám đốc trang không phải mới vừa nói anh ấy ở bên trong sao giọng nói này trang hạo nhiên cùng đường khả hình trong khoảnh khắc anh nhìn tôi tôi lại quay sang nhìn anh chương 712, len lén yêu anh. Cô chủ quán dẫn theo phỉ phỉ và mộng mộng đứng trước mặt nhân viên an ninh, tức giận nói tôi nói cho anh thêm một lần nữa. Là tổng giám đốc trang của các anh nói muốn ăn kem của lục tỷ tôi. Anh ấy nói, muốn chính tôi đưa đến. Đúng vậy, đúng vậy. Phỉ phỉ và mộng mộng mang theo một chiếc tủ lạnh nhỏ, lập tức gật gật đầu. Tổng giám đốc chúng tôi có chỉ thị, bất luận ai cũng không được đi vào quấy giày. Chấm than ngoặc kép nhân viên an ninh lập tức nghiêm mặt nói. Nhưng tổng giám đốc cũng có chỉ thị, muốn tôi mang kem đến cho anh ấy. Anh mau nhìn tôi đi, cô chủ quán mặc chiếc váy ngắn xinh đẹp màu tím, lộ ra đôi chân dài gợi cảm, còn sửa sang mái tóc xoan dài của mình một chút. Điệu bộ giống như Trang Phu Nhân nói, hiện tại trang phục tôi giống như không chỉnh tề sao. Phỉ phỉ cùng mộng mộng mặc váy dự tiệc nhỏ màu đen chuẩn bị cho buổi tiệc kem ngày mai, cũng đứng một bên, ngửa mặt lên nói, đúng vậy đấy. Bây giờ chúng tôi nào có trang phục không chỉnh tề chứ? Đẹp thế này mà. Nhân viên an ninh bất đắc dĩ nhìn các cô, vừa muốn lên tiếng ngăn cản, phía sau cửa chính phòng tiệc, cách một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên bình tĩnh đi ra, nhìn người phía trước hỏi, "Chuyện gì?" "Tổng giám đốc Trang, Lục tỷ, Phỉ Phỉ và Mộng Mộng cùng nhau nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngọt ngào gọi." Trang Hạo Nhiên vẻ mặt sướng sờ liếc mắt nhìn cô chủ quán cùng nhân viên một cái lập tức cười rộ lên nói, thì ra là các cô sao? Đã chế thế này, sao còn chưa nghỉ ngơi? Không phải anh gọi tôi mang kem cho anh sao? Tôi đã mang đến rồi, anh quên rồi sao? Lục tỷ lập tức có chút mất hứng hơi xoay vóc dáng xinh đẹp của mình. Đường khả hình lúc này mới ra đến, nhìn về phía các cô ấy, cô cũng nhịn cười không được. Này, Trang Hạo Nhiên bỗng nhớ ra, lập tức xin lỗi cười nói, không quên không quên. Cảm ơn cô còn nhớ đến, vậy mà cũng không nhớ thật ngại quá. Không cần ngại ngùng, tôi cố ý làm cho một mình anh ăn. Lục tỷ nhìn thấy đường khả hình, vẫn không khách sáo, chỉ dương mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt đầy chân tình nói, hiện tại anh muốn ăn chưa? Tôi lấy cho anh. À, Trang Hạo Nhiên có chút xấu hổ cười nói, không cần, không cần làm phiền đến cô. Không phiền chút nào, phỉ phỉ, mộng mộng, lấy kem ra đây, lục tỷ lập tức nói. Vâng, Phỉ Phỉ và Mộng Mộng lập tức đặt chiếc tủ lạnh nhỏ xuống đất, từ bên trong bưng ra một ly có 7 viên kem, Lục Tỷ nhanh chóng nhận lấy, cầm chiếc thìa nhỏ bên cạnh lên, muốn bước lên cho Trang Hạo Nhiên ăn. Chờ đã, Trang Hạo Nhiên lập tức bật cười vươn tay, ngăn cản lại, mới nhìn cô nói, à, để tự tôi ăn, cảm ơn các cô. Anh cứ đến đây, Lục Tỷ có chút mất mát. À, để tự tôi đến lấy, Trang Hạo Nhiên chỉ đành vươn tay, nhận lấy ly kem kia, Nhìn về phía Lục tỷ cười nói, "Đã trễ như vậy, các cô mau nghỉ ngơi sớm đi, tôi cho quản lý sắp xếp việc ăn uống ngày mai của các cô." "Cảm ơn các cô. Cái đó một mình anh ăn nhé, không thể cho người khác ăn đâu." Lục tỷ lập tức liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, nói, "Đường Khả Hinh nghe lời này, im lặng cúi đầu, mỉm cười. Được, Trang Hạo Nhiên cười rộ lên. Vậy chúng ta đi thôi." Lục tỷ vẫn có chút luyến tiếc không muốn đi. "Được." đi thong thả, Trang Hạo Nhiên lại bật cười nói: "Được rồi, Lục tỷ không còn cách nào, đành phải dẫn phỉ phỉ và mộng mộng rời khỏi, trước khi đi vẫn còn quyến luyến không muốn rời xa." Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt này của bọn họ, đột nhiên cười. Trang Hạo Nhiên cũng bưng ly kem, nhìn ba cô gái đáng yêu rời đi, cười, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, ôn nhu bật cười nói: "Em có thể hiểu được, anh ăn một mình đi, em sẽ không quấy rầy anh." cô nói xong liền muốn xoay người rời khỏi đi ra khỏi phòng tiệc trang hạo nhiên lại chậm rãi nắm cánh tay cô nhìn cô nói cùng nhau ăn đi không phải em nói vẫn nhớ nhung cái mùi vị kia sao đường khả hinh ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng cười nói mời em ăn sao trang hạo nhiên cũng nhìn cô mỉm cười nói mời em ăn cửa phòng tiệc từ từ đóng lại ps nguồn -i 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 com những đóa hoa hồng sâm panh màu trắng vẫn có chút mỏng manh yếu ớt lấp lánh dưới ánh đèn trắng như tuyết. Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh hai người liền ngồi dưới ánh đèn trên bàn ăn, có chút ngượng ngùng nhìn nhau cười. "Ăn đi." Trang Hạo Nhiên cầm cái thìa màu hồng phấn, múc một ít kem, nhẹ nhàng đưa đến miệng Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, mới hơi nghiêng người về phía trước, há miệng ra ngậm lấy thìa kem, quả nhiên vừa vào miệng đã tan ra, mềm như tơ lụa, lại rất ngọt giống như nụ hôn của những cặp tình nhân, lòng cô có chút ngọt ngào, cúi đầu ngượng ngùng cười. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô một cái, lại cầm cái thìa, múc kem, đưa đến miệng cô. Anh cũng ăn đi, đôi mắt đường khả hình bộc lộ vài phần tình cảm, mỉm cười nhìn anh. Trang hạo nhiên cười ăn một thìa kem, khẽ mím môi, cảm nhận sự ngọt ngào kia, tựa như những quả nho, nhớ lại lúc trước, hai người dường như được đặt mình bên ngoài thế giới, không quan tâm đến những chuyện đời trần tục, chỉ có tâm tư sát lại gần nhau, ngọt ngào hôn môi, đôi mắt anh lại lấp lánh, nhẹ thở dốc một hơi. Ăn ngon không, đường khả hình nhìn anh, mang theo vài phần kích động và hy vọng hỏi. Ừ, trong lòng trang hạo nhiên có chút mất mát, lại dùng thìa múc kem, đưa đến miệng đường khả hình, cười nói ăn đi. Đường khả hình lại nhìn anh một cái, mới há miệng ra, ăn thìa kem, cũng khẽ mím môi, cảm giác được kem đang nhẹ nhẹ trượt trong miệng đôi mắt trang hạo nhiên khẽ lưu chuyển nhớ lại quá khứ ngọt ngào cùng khả hinh mới có chút xúc động lại phát hiện đầu óc bỗng nhiên choáng váng tinh thần anh chấn động nhớ tới thuốc mê của tiêu hảo ánh anh lập tức cố gắng dùng ý chí đẻ nén xuống nhìn về phía đường khả hinh nhanh chóng nói khả hinh kem này em tự ăn đi anh anh có chút việc muốn đi trước lát nữa gọi tài xế đưa em về trở về cẩn thận một chút hả đường khả hinh có chút mất mát ngẩng đầu nhìn anh Trang Hạo Nhiên cảm giác toàn thân đang nóng lên, lập tức nặng nề nuốt một ngụm, cắn chặt răng, để cho ảo giác nhanh chóng biến mất, sắc mặt ngưng động, muốn đứng dậy rời đi. Anh đừng giận em, em không phải cố ý muốn tổn thương anh. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô lập tức sốt ruột, rơi lệ nói, "Đừng đi. Tha thứ cho em, anh trai, em là." Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, ngăn cản cô nói tiếp, dùng lực ấn trên trán, nặng nề khó chịu thở gấp nói không có việc gì đột nhiên anh có chút không thoải mái muốn trở về nghỉ ngơi một chút hả anh chỗ nào không thoải mái đường khả hình thoáng cái đi qua đỡ trang hạo nhiên lo lắng hỏi không có việc gì trang hạo nhiên muốn đẩy cô ra em đưa anh quay về đường khả hình lo lắng nắm chặt cánh tay trang hạo nhiên dùng lực chống đỡ thân thể nặng nề của anh sốt ruột nói đi thôi lúc này trang hạo nhiên mê man mất hồn không có cách nào đành phải để đường khả hình đỡ về nhà đêm cơn mưa lạnh buốt mở ảo cửa phòng tổng thống trượt mở ra đường khả hình dùng hết sức đỡ trang hạo nhiên thần trí đã mơ hồ đi vào nhà quan tâm nhìn anh một cái rồi cắn răng kéo cả người anh vào nhanh chóng đóng cửa lại trang hạo nhiên lại cảm thấy một đợt choáng váng liền ngã xuống bên người đường khả hình ôi đường khả hình lập tức ôm anh xin lỗi em mau quay về đi anh tự đi nghỉ ngơi Trang Hạo Nhiên nhanh chóng muốn đẩy đường khả hình ra, đè nén xuống toàn thân đang khô nóng, muốn lên lầu. Không được, đường khả hình đi lên phía trước, lại đỡ lấy cả người anh, cùng nhau loạn choạng bước lên lầu, đi tới cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra, mới bước. Chưa được mấy bước, vì quá nặng chống đỡ hết nổi, hai người cùng nhau ngã xuống giường. A, à, Trang Hạo Nhiên ngã xuống giường, cắn chặt răng, áp chế từng đợt ảo giác xuất hiện trong đầu, đẩy đường khả hình ra, nói, đi mau tiêu hào oánh bỏ thuốc vào trong rượu đi mau hả đường khả hình lúc này ngồi dậy kinh ngạc nhìn anh nói anh nói cái gì bỏ thuốc thuốc gì chứ đi mau anh sợ anh không khống chế được mau chấm than ngoặc kép cả người trang hạo nhiên nằm ngửa trên giường nặng nề thở dốc mặc kệ mồ hôi nóng tuôn ra đầm đìa nhưng vẫn cố hết sức đẩy đường khả hình ra nuốt cổ họng khô cạn nói em đi đi đường khả hình vẫn rất lo lắng ngồi bên giường nhìn anh đi đi trang hạo nhiên lại cắn chặt răng muốn đẩy cô đi đôi mắt đường khả hình lưu chuyển đột nhiên cắn môi dưới nói không được anh như vậy làm em rất lo lắng nhanh em quạt cho anh giúp hạ nhiệt cô nói xong đột nhiên vươn hai tay muốn cởi bỏ nút áo sơ mi cho anh trong nháy mắt trang hạo nhiên kéo cổ tay đường khả hình đem cả người cô ngã trên giường nặng nề áp sát lên người cô đôi mắt nóng cháy trên trán mồ hôi tuôn ra nhìn cô hơi thở nặng nề nói anh bảo em đi em không đi, em có ý gì? Đường khả hình nằm trên giường, đôi mắt đột nhiên mơ màng, tim đập phịch phịch nhìn anh. Là do em không đi, Trang hạo nhiên vừa nói xong, trong nháy mắt cúi xuống dưới, hôn lên môi cô, sức nóng kịch liệt thoát ra từ đầu lưỡi anh, mạnh mẽ muốn cùng đầu lưỡi ngọt ngào của cô dây dưa cùng một chỗ. Này, đường khả hình bị hơi thở mạnh mẽ nóng bỏng của anh ép sát trên người, làm cho tim cô dồn dập tai đỏ bừng, dựa vào một chút mơ hồ ấy, tim đập bịch bịch, hé mở đôi môi mỏng đón nhận nụ hôn của anh, thậm chí chủ động vươn đầu lưỡi mình ra cho anh mút. Trang hạo nhiên cũng nặng nề thở dốc một hơi, thực sự hưởng thụ hôn môi cô, bàn tay đột nhiên đưa tới chiếc đèn cạnh bàn, lập tức tắt tất cả đèn trong phòng, chỉ còn lại chiếc đèn nhỏ trước giường, phản chiếu bóng hai người triền miên giao chồng lên nhau. Anh lập tức ôm lấy thân thể cô, cho cô nằm nghiêng trên giường, vừa nửa quỳ cúi đầu cưng chiều tình cảm hôn lên môi cô, vừa nhanh chóng gỡ bỏ nút áo sơ mi của mình, nhanh chóng cởi áo ra, để lộ cơ ngực rắn chắc phạm vỡ, những đường vân ra gợi cảm rõ ràng. Khuôn mặt đường khả hình ửng hồng nhìn anh một cái, cuốn đôi chân lại, khẽ cắn môi dưới. Sau khi cao trào qua đi, đường khả hình hơi thở nặng nề, nằm nghiêng trên giường, mồ hôi tuôn ra khắp mặt, lặng lẽ nhìn khuôn mặt trang hạo nhiên đang kề sát trên chiếc gối trắng muốt, đôi mắt nhắm lại, vài sợi tóc rơi xuống khóe mắt, anh thực sự hoàn mỹ anh tuấn hệt như một bức tượng điêu khắc. Cô liền dưng dưng sâu sắc nhìn anh, chậm rãi cúi người, nép vào bên cạnh anh, lưu luyến nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh. Cô lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới đưa mặt về phía trước đặt trên. Môi anh một nụ hôn, nước mắt lăn dài, trong lòng xót xa nghẹn ngào nói, em yêu anh. chương 713, trả giá. Sáng sớm ngày hôm sau, chẳng biết từ đâu bay đến một trận mùi hoa quyết. Trang hạo nhiên trần chuồng để lộ nửa người trên, nằm sấp ở trên giường đệm trắng như tuyết, nhíu chặt lông mày, mới phát hiện xương cốt toàn thân đều đau không ít, khuôn mặt anh tiểu tụy và nặng chiếu, nặng nề thở gấp một hơi, mới khôi phục vài phần ý thức, từ từ mở mắt, tiếp xúc một luồng ánh sáng phía trước, anh lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Một cơn gió mang theo hương thơm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một vài tiếng động nào đó. Trang hạo nhiên rốt cuộc mới mở đôi mắt mệt mỏi, lại nặng nề thở dài một hơi, muốn di chuyển thân thể, lại phát hiện xương cốt khắp người đều dã rời, cả người chua xót đau đớn muốn cử động cũng không được, anh cố hết sức chờ mình, nằm ngửa trên giường, cơ ngực gợi cảm kia, còn có những đường vân ra rõ nét, cho thấy người đàn ông này thường xuyên vận động, anh nuốt cổ họng khô khốc, hơi quay đầu, nhìn sang trên gối bên cạnh, cư nhiên thấy một đoạn dây lưng màu tím. Anh hơi nhíu mày, nghĩ trong nhà mình, cũng không không có quần áo nào giống như vậy. Không hiểu chuyện gì, vươn tay chậm rãi lấy cái dây lưng kia sau đó mắt anh chăm chú nhìn vào vật này là một cái bra rất gợi cảm nhưng cũng có chút đáng yêu cái bra ấy chỉ có thể là của cô gái trẻ tinh thần của anh bỗng nhiên chấn động trong nháy mắt ngồi dậy hồi ức nhanh chóng hiện ra đêm qua lúc ôm tiêu hảo oánh tiến vào phòng cô cởi hết quần áo của mình nói ở trong rượu bỏ thuốc tự mình nhanh chóng nỗ lực dựa vào ý thức để đi ra sau đó lại gặp đường khả hình đại não bỗng nhiên chấn động trang Hạo nhiên mở to hai mắt ngừng thở nhớ lại đêm qua là đường khả hình đưa mình về phòng, sau đó là những hình ảnh lộn xộn hôn môi, xé rách áo quần từng chút một tràn về, anh thất thần khiếp sợ kêu một tiếng, trời ạ. À? Lại nữa sao? Trong nháy mắt anh vội lấy quần áo mặc vào, nhảy lên giường, tìm khắp nơi đều không có bóng dáng đường khả hình đâu, quần áo của cô cũng không thấy, anh một trận hoảng loạn phịch một tiếng đẩy cửa phòng vệ sinh, trống rỗng, lại nhìn thấy một khăn mặt mới bung ra, có chút ướt át để ở đó, chính mình không có nằm mơ, tối hôm qua cô ở chỗ này. Anh một trận ấy náy đứng trước cửa nhà vệ sinh, lại dáng xuống một đòn nặng nề sau ót của mình, suy nghĩ mình tại sao lại muốn chọn thời điểm này, làm loại chuyện cầm thú như vậy chứ. Anh nói xong, lại nện một nắm đấm trước cửa, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, cố hết sức nhớ lại ký ức đêm qua, lại bởi vì quá sốt ruột, lập tức không nhớ được dù chỉ là một chút, đành phải nhanh chóng cầm quần áo lên, đi vào phòng tắm vì tiện tắm rửa một chút, mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, không nói hai lời sốt ruột chạy ra vừa lúc muốn đi xuống lầu lại để ý đến lá thư dưới bàn có một cái quần jean phụ nữ đậm màu bị bắn lên một chút rượu màu đen anh lại nặng nề thở dốc nhanh chóng xuống lầu cầm di động lên liền bấm số đường khả hình xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được quý khách vui lòng gọi lại sau di động bên kia vang lên những lời này trang hạo nhiên vừa xuống lầu đi về phía cửa chính vừa bấm số điện thoại của tiêu đồng sốt ruột hỏi tiêu đồng cô biết đường khả hinh đi đâu không lúc này nhất định là ở tiệc thử rượu tiêu đồng nói lập tức xác định cho tôi vị trí của cô ấy tôi muốn gặp cô ấy trang hạo nhiên phát hiện ở đây ít nhất so với ở cambridge vẫn tốt hơn vẫn có thể nhanh chóng tìm được cô tay anh nắm chặt khóa cửa vừa muốn xoay nhưng trong nháy mắt dừng lại trên mặt hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ bởi vì anh ngửi thấy những mùi vị hết sức nồng đậm trong phòng bếp hai mắt của anh lóe lên nhanh chóng xoay người, bước nhanh đến phòng ăn, cư nhiên nhìn thấy trên bàn cơm thật dài, để canh nhân sâm với bồ câu trưng cách thủy, lát cá mỏng hấp, phía trên được giải một ít vừng rang, còn dùng ngó sen thái sợi, trộn gừng sợi chua ngọt, bay ra mùi vị chua chua ngọt ngọt, còn có mực tươi, được nhồi lòng trắng trứng bên trong. Sau đó còn có món lươn hấp, thịt hầm bỏ ra trộn mầm đậu tương. Cuối cùng đó là bông cải xào với hai ba thứ rau dưa khác. Anh lặng yên đứng trước bàn ăn, Nhìn những món ăn đầy chân thành, cô ấy dậy sớm bao nhiêu mới có thể làm được nhiều món ăn ngon như vậy. Cậu đã tỉnh, phía sau truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Trang Hạo Nhiên thoáng cái xoay người, kinh ngạc nhìn bác dịch đứng phía sau, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, hai mắt của anh mở to, lập tức chú ý nói anh ở trong nhà của tôi. Tối hôm qua, tối hôm qua tôi và Vitus tiên sinh bàn bạc xong công việc, sau khi trở về, liền nhìn thấy người nào đó ôm ai đó đi ngủ bên cạnh rơi rất nhiều quần áo đoán chừng là tối hôm qua có một trận vận động vô cùng kịch liệt bác dịch nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn người này nói trang hạo nhiên ánh mắt sáng ngời nói tôi tôi tối hôm qua ôm cô ấy ngủ hình như là như vậy bác dịch không để ý anh chỉ đi tới trước bàn ăn nhìn nhiều món ăn ngon như vậy a à một tiếng cười rộ lên nói thật đúng là biết cách săn sóc tối hôm qua biết cậu mệt mỏi trang hạo nhiên thoáng cái nhìn lại món ăn này nhớ tới mấy ngày nay nói với cô những lời lạnh nhạt, anh lại một trận hoảng sợ, nặng nề thở hổn hển một hơi, lập tức xoay người chạy nhanh ra ngoài. Tôi phát hiện cha cậu đang bí mật điều tra một số chuyện, tôi có cảm giác chuyện này không bình thường. Bác dịch nhắc nhở anh. Trang hạo nhiên đã phịch một tiếng đóng cửa lại, chạy như bay đến trước thang máy, đè nút mở cửa, thở gấp một hơi, lúc này mới nhớ lại từng hình ảnh, chính mình điên cuồng đè trên người đường khả hinh, càng không ngừng tiến vào, vẻ mặt của cô gái kia tràn đầy đau khổ, anh lại nghiến răng đấm một quyền trên tường, nhanh chóng đi vào thang máy. Đại sảnh khách sạn Á Châu 12 cô gái lễ tân, hôm nay mặc sườn xám hình hoa thược dược màu trắng, búi tóc cao thanh nhã, phân ra đứng hai bên đại sảnh khách sạn, không ngừng hướng về phía những vị khách mời qua lại, cùng nhau khom lưng gật đầu, tươi cười dùng tiếng Anh nói Welcome to Asian Hotel. Hoan nghênh đến với khách sạn Á Châu. Những vị khách mời đi vào, liền hướng về các cô mỉm cười gật đầu. Rất nhiều nhân viên làm việc của khách sạn, nhân viên bộ phận tiệc và nhân viên bộ phận rượu, rốt xít chạy qua chạy lại thu xếp tiếp đái khách mời. Các biên tập tạp chí rượu đỏ đến từ khắp nơi trên thế giới, phóng viên báo chí, còn có tổ phỏng vấn của đài truyền hình đã đến, tất cả đều ngồi ở quán cà phê phía bên kia của khách sạn Á Châu, tươi cười nói tiệc rượu đẳng cấp lần này là do một cô gái 24 tuổi tổ chức, có người chất vấn năng lực của cô, có người chờ xem năng lực của cô, lúc này nhã tuệ, cầm bộ đàm, sốt ruột gọi, đường khả hinh. Đường khả hinh, cô đang ở đâu? Mau đến đây, tiệc thử rượu lập tức sắp bắt đầu. Các bộ phận đã chuẩn bị xong, cô mau đến, mọi người đang đợi cô nói cho tôi biết cô ở đâu. Thư ký hai vị chủ tịch đều hỏi han tình huống hôm nay. Cô ở nơi đâu hả? Di động cũng tắt máy, không nên làm tôi sợ. Lưu quản lý, chấm than ngoặc kép, trợ lý phòng bếp đột nhiên bước nhanh đến, nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ sốt ruột nói, lão đầu bếp vẫn luôn hỏi khi nào bắt đầu. Bởi vì có phần điểm tâm, đi lên theo thứ tự, muốn trực tiếp làm. Nếu không, sợ rằng không kịp thời gian. Nhã Tuệ sợ đến sắc mặt trắng bệch, tay cầm bộ đàm, run rẩy, cô nặng nề thở phì phò, người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang suy nghĩ, có nên thông báo với Vitus tiên sinh hay không? Lưu Nhã Tuệ, chấm than ngoặc kép tổng quản lý Hoắc Minh nhanh chóng dẫn thư ký đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, nhíu mày hỏi, sắp tới 12 giờ rồi. Cửa chính của tiệc rượu sao còn không mở? Xác thực, những cô gái lễ tân ở lầu 2 của tiệc rượu, mặc sườn xám ren cao của thiết kế đặc biệt màu trắng bó sát người, búi tóc cao, hai tay đưa ra về phía phần bụng bên trái, ngay ngắn đứng ở bên cửa đã đúng một giờ, đều không nghe được chỉ thị nào, mở cửa chính của buổi tiệc, mặt của mỗi người đều có vẻ khó chịu, nhưng đè nén nhẫn nại đứng. Này, nhã tuệ rất hoảng loạn nhìn tổng quản lý, nói tôi. Tôi cũng không biết rõ. Cô không biết rõ, hoặc Minh muốn điên rồi, rất nhanh nhìn về phía cô gầm nhẹ, cô không biết hôm nay ngày gì sao. Đến từ các trang trại rượu khắp nơi trên thế giới, hơn 800 nhân viên làm việc, tốn nhiều tiền của như vậy cho tiệc thử rượu, bây giờ cô nói không biết. Cô không phải hợp tác với cô ấy rất tốt sao? Đúng vậy, thế nhưng, nhã tuệ thật vội muốn chết, nhìn Hoác Minh nói, thế nhưng tôi thực sự không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi đi làm từ 9 giờ, vẫn tìm cô ấy. Đến bây giờ, tôi thực sự không tìm được cô ấy, tối hôm qua cô cũng không có về nhà. Tôi thực sự, cô gấp đến độ viền mắt đỏ bừng, đứng ở đó không biết phải làm sao. Khỏi nói, dù sao tất cả đều chuẩn bị xong, chấm than ngoặc kép, Hoác Minh đã từng gặp qua tình huống này, vội vàng căn dặn nhã tuệ, nói, lập tức báo với bộ phận rượu bên kia, để cho bọn họ cử người qua đây, chủ trì tiệc rượu lần này. Tôi nói người trẻ tuổi thật không đáng tin cậy, chấm than, lúc ấy có lẽ là bị cô ấy đùa dẫn rồi, ngay lập tức, bây giờ mới đổi người sao. Nhã tuệ đau lòng nhìn quản lý, nghẹn ngào nói, khả hình vì tiệc rượu lần này, thực sự nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Bây giờ không phải là thời gian nghĩ đến chuyện cá nhân. Chấm than ngoặc kép, Hoác Minh lại nhanh chóng chỉ vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên phía sau tiệc rượu, nói, 100 mét vuông phòng nghỉ của nhân viên, đứng đầy mấy trăm nhân viên, đã đứng ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Mỗi người đều mệt mỏi thế nào mà vẫn còn chưa thấy người phụ trách đâu. Tôi lấy tư cách của một tổng quản lý chờ cô ấy ra lệnh một tiếng, còn có nhân viên làm việc phía sau tiệc rượu. Cô biết có bao nhiêu người đang chờ cô ấy sao? Nhã tuệ lập tức chôn chân tại chỗ, không dám lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Vitus lúc này mới cùng Lauren vốn muốn cùng khách mời, qua khách sạn Á Châu, lại nhìn thấy cửa chính phòng tiệc rượu vẫn như cũ đóng chặt, chỉ có rất nhiều khách quý đi lại, nhộn nhịp ngồi ở phòng khách dưới lầu, mà những nhân viên của các trang trại rượu ở các quốc gia tham gia tiệc thử rượu vẫn chưa vào bàn, ông đang nghi ngờ chạy tới xem, cũng đã nhìn thấy Hoắc Minh cùng Nhã Tuệ lo lắng đứng đó. Khả Hinh không biết đi đâu, Nhã Tuệ nhìn thấy Vitus, đành phải bất đắc dĩ nghẹn ngào nói. Vitus vừa nghe lời này, sắc mặt căng thẳng, cô chính là một người không có trách nhiệm, lần này nếu như gặp chuyện không may, ai gánh vác. Hoác Minh thở một hơi gấp đến độ sắc mặt cũng trắng bệch, mặc dù anh rất khôn khéo, nhưng làm việc vẫn rất nặng về nguyên tắc. Chờ cô ấy, Vitus nhàn nhạt nói đến đây, học trò của tôi không phải là người như thế, cô ấy sẽ đến. Nhã tuệ nghe lời này, hai mắt lập tức đỏ bừng nhìn Vitus. Khả hình không phải là người như thế, cô ấy sẽ đến. Vitas chặt răng quay mặt chỗ khác, nhìn về phía trước, nặng nề thở dốc nói. Mùa hè, tiếng ve sầu kêu râm ran, rộn ràng trước khách sạn, sau hoa viên đều yên tĩnh, hương hoa quyết từ nơi nào đó bay đến làm mê hoặc lòng người, vây quanh những cây nhỏ, che khuất phần lớn bãi cỏ. Có một bóng dáng nho nhỏ, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, thân thể cuộn rút, nằm trên mặt đất, cô giống như chỉ là trầm lắng ngủ, dường như giúp vào bên cạnh người đàn ông đêm qua, hàng lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, rất nhu thuận. Khuôn mặt cô vô cùng thuần khiết, tựa như những giọt sương ban mai, nhưng không biết rằng, độc tố trong cơ thể cô, theo sự hòa hợp cùng với người đàn ông kia, mà nhanh chóng lan khắp cơ thể. Đêm qua cô vị yêu, lần đầu tiên muốn hiến dâng bản thân một cách chân thành nhất, cũng chính là muốn trả giá lớn cho cuộc sống. chương 714, Hợp tác Hai bóng đen chợt lóe, Cặp song sinh trong nháy mắt từ trên cây quyết nhảy như bay xuống, trong tay dùng túi lưới nâng một tổ ong mật, quỳ gối trước mặt Đường Khả Hinh, Tiểu Vi càng nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, nghe mạch đập của cô, sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng kêu lên: Đại Truy, Thiên Đột, Thiên Trung, Liệt Thiếu, Trung Phủ. Tiểu Hà vừa nghe, liền lập tức nhanh như tia chấp, vươn hai tay vào trong túi lưới, từ bên trong giữa đàn ong mật đang bay loạt, ngón tay kẹp giữa phần bụng một con ong mật nào đó, kim châm ngắn của ong mật trong tay lộ ra, lại nhanh nhẹn hướng huyệt Đại Truy trên thân thể Đường Khả Hinh chậm rãi đâm xuống, đôi mắt nóng lên, vươn tay giữ bụng ong mật, đâm thẳng vào huyệt thiên đột của cô. Sắc mặt Tiểu Vi vẫn cứng ngắc bắt mạch. Tiểu Vi lại nhanh chóng lấy con ong mật ra, lại thử trên các huyệt khác của Đường Khả Hinh, dùng phương pháp lấy độc trị độc, tạm thời vuốt ngược để thông hô hấp cho cô. Tiểu Hà lại nhanh chóng nói ra vài cái huyệt vị. Tiểu Vi không nói hai lời, vẫn nộ tăng nhanh tốc độ lấy ra ong mật đang bay tán loạn, tiếp tục kích thích huyệt vị cho cô. Giữa lúc này tay Tiểu Hà lại ấn chặt mạch tượng Đường Khả Hinh, nhíu mày nghe tốt. Tiểu Hà lại nhanh chóng vươn đôi tay nhỏ bé, hướng chỗ bầm tím trên cánh tay Đường Khả Hinh, dao nhỏ chậm rãi đâm xuống, lập tức cánh tay tuôn ra máu đen, nước toạc ra, theo cánh tay tuyết trắng chảy xuống. Tiểu Vi quan sát màu sắc huyết tương, nhanh chóng nói, độc tố đã khuếch tán, lập tức thông báo cho thiếu gia. Tiểu Hà nhanh chóng băng bó cho Đường Khả Hinh quan sát sắc mặt của cô mặc dù đang ngủ say nhưng đã có chút dịu lại lấy điện thoại di động ra ấn số của tô thủy kỳ một bàn tay chậm rãi mà vô lực nắm tay cô tiểu hà trong nháy mắt cúi đầu lo lắng nhìn về phía đường khả Hinh. đường khả Hinh đã tỉnh lại sắc mặt tái nhợt hai mắt rưng rưng yếu ớt nhìn tiểu hà nặng nề thở phì phò lắc lắc đầu nói đừng gọi thân thể của cô đã trúng độc cô mới vừa từ trong hầm rượu ra liền hôn mê bất tỉnh phải lập tức đi gặp bác sĩ, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Hà ái nái nói, đều do chúng tôi bảo vệ không chu toàn. Thậm chí ngay cả cô bị trúng độc lúc nào cũng không biết. Sau này chúng tôi không thể áp dụng phương pháp bảo vệ ẩn thân nữa, bên cạnh cô có người nguy hiểm. Đường khả hình nuốt xuống cổ họng đang khát khô của mình, gật gật đầu, nhìn về phía các cô suy yếu vô lực nói, tôi biết. Tôi nghe các cô, thế nhưng giờ khác này, các cô phải nghe tôi, bữa tiệc thử rượu là do tôi tốn rất nhiều tâm tư mới làm xong, hơn nữa hôm nay có rất nhiều tình huống thao tác, đều là chỉ có một mình tôi biết, tôi phải lập tức tham dự bữa tiệc thử rượu, cầu xin các cô đó. Cô nói hết lời, sắc mặt tái nhợt nhìn các cô ấy, hai mắt phiếm hồng, nước mắt lan dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cặp song sinh nhìn cô, trầm mặc không lên tiếng, họ đang do dự. Van cầu các cô, tôi biết các cô có biện pháp giúp tôi, không được nói cho Tô Thủy Kỳ. Đường khả hình rơi lệ nghẹn ngào nhìn các cô nói, nếu như nói cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ lập tức mang tôi đi. Thế nhưng ai cũng không có cách nào hiểu rõ, cảm giác lúc này của tôi, tôi nhất định phải tham dự bữa tiệc thử rượu, thực sự có rất nhiều người đang chờ tôi, tôi không thể để bọn họ thất vọng, tôi cũng không để bọn họ trả giá tất cả, thất bại trong gan tấc. Tôi nhất định phải tham dự, van cầu các cô, hãy giúp tôi. Tiểu Hà trầm mặc nhìn đường khả hình, bên cạnh ôm túi đựng ong mật, chúng vẫn như cú kêu ong ong, muốn phá tan túi bay ra ngoài. Tiểu Vi cũng nhìn vẻ mặt kiên trì thống khổ như vậy của đường khả hình, đột nhiên cô yếu ớt nói chúng tôi cùng nhau bảo vệ tốt cho cô. Nhưng chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian không lâu. Đường khả hình lập tức rơi lệ cười gật đầu. Tiểu Hà nghe lời của chị mình, lập tức nhanh chóng vươn tay kẹp bụng một con ong, tại các huyệt vị của đường khả hình, vì cô giải độc châm cứu, đây là phương thuốc dân gian bí truyền từ ngàn xưa của Trung Quốc, từng chữa khỏi cho vô số người. Đường khả hình thở nặng nề, tùy ý các cô dùng độc châm, từ các huyệt vị trên thân thể của mình từng chút một đâm thẳng xuống, nhắm mắt lại, nuốt xuống đau đớn, nước mắt cùng mồ hôi thi nhau rơi xuống. Đại sảnh khách sạn Á Châu Tất cả các vị khách mời đã đến, rất nhiều nhân viên công tác theo lời chỉ thị của Hoác Minh, nhanh chóng mang hoa quả hoặc đồ uống qua lại khắp nơi giữa mọi người, nhân viên công tác đài truyền hình, còn có biên tập tạp chí thế giới, ngồi trên ghế đã uống ba ly cà phê, vẫn không có động tính gì, cũng đã 30 phút rồi, cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhã tuổi cùng Vitus còn có Hoác Minh đứng trước cửa chính sảnh tiệc trên lầu 2, lo lắng chờ đợi. Thật là buồn cười, chấm than ngoặc kép, Hoác Minh đứng ở một bên, cũng không nể mặt Vitus, tức giận nói tôi làm việc ở khách sạn Á Châu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này cư nhiên cử một tiểu nha đầu hơn 20 tuổi đầu đến chủ trì bữa tiệc thử rượu quốc tế quan trọng như vậy, lúc đó tôi liền biết sẽ xảy ra chuyện mà. Nếu như tình huống lần này xảy ra, thực sự là đã làm mất mặt khách sạn Á Châu chúng ta. Nhã tuệ không nói gì ngẩng đầu nhìn về phía tổng quản lý. Khuôn mặt Vitus chợt ngưng, vẫn kiên định nhìn về phía lối vào đại sảnh dưới lầu. Thang máy nhanh chóng mở ra. Tưởng thiên lỗi dẫn theo thư ký Đông Anh, nhanh chóng đi ra, nhìn đại sảnh khách sạn á châu chưa từng náo nhiệt như thế hơn nữa một số khách mời cũng đang xôn xao bàn tán nghe nói ở trên lầu có mấy trăm nhân viên phục vụ cùng thành viên bộ phận tiệc rượu chuyển qua đây đều sốt ruột chờ đợi anh cũng hơi kinh ngạc hỏi đang xảy ra chuyện gì vậy Hoắc minh bọn họ nghe thấy tiếng tưởng thiên lỗi dưới lầu liền lập tức nhanh chóng xuống lầu nhìn về phía anh nói xin lỗi tổng giám đốc người phụ trách khả hình còn chưa tới tưởng thiên lỗi nghe xong sắc mặt lập tức cứng đờ nhanh chóng nhìn về phía nhã tuệ hỏi người còn chưa tới sao xảy ra chuyện gì vậy chứ nhã tuệ cũng đứng ở một bên gấp đến độ vừa khóc vừa nói tôi cũng không rõ lắm chỉ là tối hôm qua còn rất tốt thế nhưng sáng nay bỗng nhiên không thấy cô ấy nữa không thấy chấm hỏi ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhanh chóng lấy thân phận tổng giám đốc phẫn nộ nói không thấy đây không phải là lý do không thấy hẳn là nên lập tức hành động không phải bởi vì một mình cô ấy mà để nhiều tân khách ở đây chờ đợi như vậy ra thể thống gì chứ lập tức thông báo bộ phận quản lý rượu qua đây chủ trì bữa tiệc thử rượu nhanh lên thang máy lại lần nữa nhanh chóng mở ra trang hạo nhiên sốt ruột đi ra cũng nhìn đại sảnh náo nhiệt mà kinh ngạc không ngớt vừa vặn vào lúc này nghe thấy tưởng thiên lỗi cùng nhã tuệ nói chuyện anh cũng bước nhanh đi qua nhìn về phía lưu nhã tuệ nói không thấy khả hinh hả tối hôm qua không phải cô ấy và tổng giám đốc ngài ở cùng một chỗ sao? Cô ấy nói trò chuyện một chút, sẽ trở lại. Nhã tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên lại khẩn trương hỏi. Tưởng thiên lỗi gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nóng mắt nói cậu đã làm cái gì rồi? Ách, Trang Hạo Nhiên lúc này, cũng thoáng cái không có biện pháp nhưng vẫn nhìn về phía Vitus, vừa muốn phân phó ông sai nhân viên trước giải quyết chuyện bữa tiệc thử rượu, lại nghe có người phía sau kinh hô, đường khả hình tới mọi người lập tức xoay người, nhìn về phía lối vào của đại sảnh khách sạn. Đường khả hình mặc chế phục hầu rượu màu đen, mang theo thẻ màu vàng trước ngực, tóc buộc cao tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, đi theo phía sau là tiểu vi cùng tiểu hà, vẻ mặt tươi cười tiến vào. Trang hạo nhiên trong nháy mắt thở dốc nhìn cô, hai mắt cực nhanh lưu chuyển, tâm tình phức tạp. Tưởng thiên lối cùng mọi người cũng nhanh chóng nhìn cô, Vitus như được an ủi tươi cười nhìn học trò của mình, lại nhìn cô đang đến gần, Vẻ mặt tức giận hỏi cô vừa rồi đã đi đâu vậy? Xin lỗi thầy, tối hôm qua lười biếng một chút, sáng nay đến hầm rượu đem rượu trắng muốn trưng bày lên sân khấu, Đường Khả Hinh nói hết lời, liền hướng hai vị tổng giám đốc gật đầu, dịu giọng nói, xin lỗi, đã để hai vị tổng giám đốc lo lắng rồi, tôi trước đem sự tình xử lý tốt, sau đó mới hướng hai vị thỉnh tội. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt Trang Hạo Nhiên, nhưng trong nháy mắt cầm lên bộ đàm xoay người hướng đại sảnh căn dặn, mở cửa phòng tiệc số 1, bữa tiệc thử rượu chính thức bắt đầu. Trưởng phòng lễ nghi ở lầu 2 vừa nghe nói thế, trong nháy mắt đè xuống bộ đàm, phân phó, mở cửa sảnh tiệc số 1. Phịch, chấm than ngoặc kép, hai cánh cửa mạ vàng cao 3 mét trong nháy mắt bị 6 người mở ra, thảm đỏ đã được nhân viên công tác diễn thử vô số lần đêm qua, dọc theo cửa lớn phòng tiệc, thẳng lăn ra, dọc theo cầu thang trượt xuống, cho đến đại sảnh khách sạn thì dừng lại, 30 nhân viên công tác của bộ rượu, mặc chế phục màu đen của bộ rượu hoàn cầu, chậm rãi từ bên trong phòng tiệc đi ra, dọc theo cầu thang, cứ hai bậc lại đứng lại. Đường Khả Hinh nhanh chóng lấy thêm bộ đàm, lại ra lệnh tấu nhạc. Nhã Tệ liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, khẩn trương mà thoải mái cười, không nói chuyện nữa, tay cầm bộ đàm, vừa xoay người đi lên lầu, vừa căn dặn tấu nhạc. Trưởng phòng lễ nghi nhận lệnh, lại xoay người nhìn về phía giàn nhạc phía trước phòng tiệc nói tấu nhạc nhạc trưởng vừa nghe lập tức nâng cây gậy bạc trong tay chậm rãi hạ xuống để cho người phụ trách đàn lông kéo đàn khúc nhạc lãng mạn nổi tiếng của pháp mở đầu cho bữa tiệc thử rượu hôm nay tất cả đàn violin cũng rối rít bắt đầu kéo dây đàn ngồi trước dương cầm thủy tinh duy nhất trong giàn nhạc là thiếu nữ mặc váy màu trắng theo tiết tấu đem hai tay thon dài đặt trên phím đàn ngón tay lướt nhẹ như trên mặt nước diễn tấu khúc nhạc lãng mạn này Cha từng nói, khách sạn vốn là một nơi, con đặt mình vào trong đó càng lâu thì trách nhiệm với nơi đó càng cao, bởi vì khi chúng ta cùng nhiều người tiến hành hợp tác, trí tuệ cùng mồ hôi của con toàn bộ thăng hoa trong chính bản thân con trên thế giới này, tư tưởng cùng trí tuệ của con cũng sẽ tự nhiên được nâng cao, cuối cùng hợp làm một thể, cùng nhau tiến lùi, cùng nhau tưởng thưởng. Đây là hợp tác. Đường Khả Hinh trong nháy mắt đứng ở gần 300 nhân viên mặc đồng phục màu đen, đứng xếp thành 30 hàng trước mặt, tay cầm bộ đàm Nhìn về phía các cô mỉm cười mà kích động nói, "Hoan nghênh mọi người đã tới bữa tiệc thử rượu. Nghe nói các bạn đều là những tuyển thủ ưu tú từ các bộ phận khác cử đến đây, tôi tin mỗi người các bạn đều có năng lực. Lần này khách sạn Á Châu chúng ta là lần thứ hai cử hành bữa tiệc thử rượu lớn tầm cỡ thế giới, trong lòng tôi kích động dâng trào, muốn cùng chung lý tưởng với tất cả đồng nghiệp ở đây cùng nhau hợp tác hoàn thành một việc. Trong quá trình này, tôi sẽ chứng kiến năng lực của mọi người, trí tuệ của các bạn, sự chăm chỉ của các bạn." Hôm nay cố gắng của các bạn sẽ được ghi lại tại khoảnh khắc lịch sử này. Ở đây, tôi xin nhờ mọi người, cảm ơn mọi người, bữa tiệc thử rượu lần này các vị cực khổ rồi." Cô nói xong, dẫn theo ba đồng nghiệp bộ rượu, đồng thời hướng 300 nhân viên khom lưng chào hỏi. 300 nhân viên đứng chung một chỗ, toàn bộ đều mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh, Tiểu Nhu càng hài lòng cùng trưởng ca Văn Chi ở trong đó, cũng nhiệt liệt cười rộ lên. Chương 715, chờ mong được, hiện đang bắt đầu làm việc, Đường Khả Hinh lại cầm bộ đàm lên, nặng nề nói các bộ phận sẵn sàng. Các vị khách mời chuẩn bị bước vào, lập tức mang điểm tâm cùng rượu ra. Cuối cùng nhân viên phụ trách phòng bếp cùng với nhân viên phụ trách rượu nhanh chóng từ cửa sau đi ra ngoài, một nhóm đi tới phòng bếp, đem những món ăn mà lão đầu bếp đã chuẩn bị từ sáng, sắp xếp những món điểm tâm, bánh bông lan, bánh ngọt thủy tinh, hoa quả salad cùng với những món ngon khác. Toàn bộ những cái khay đều được trang trí với những sợi dây màu bạc rực rỡ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước lên, theo trình tự nhanh nhẹn cầm khay lên, nâng món điểm tâm lên, chia ra đứng vào hàng thứ nhất. Nhân viên phục vụ rượu, tất cả có 12 người, nhất trí tiến lên, đồng loạt từ trong túi chế phục của mình, lấy ra bao tay màu trắng, đeo vào, lại nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai lên, mở nắp 12 chai rượu mơ đầy màu sắc, nhất trí rót rượu vào các ly thủy tinh, lập tức đem 12 ly rượu, sắp xếp theo thứ tự đặt vào khay, vững vàng dơ lên, đồng loạt xoay người, cùng với những đồng nghiệp bên phục vụ điểm tâm chia ra đứng vào hàng thứ hai. Tiến vào, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lập tức cầm bộ đàm lên, ra chỉ thị. Những đồng nghiệp phục vụ điểm tâm và rượu vừa nghe, lập tức dùng một tay nâng khay lên, đồng loạt nghiêm chỉnh cất bước theo sự huấn luyện bình thường, đi ra phía sau phòng bếp, nhanh chóng bước qua không gian rộng lớn, cùng xoay người đi vào phòng khách rực rỡ của bữa tiệc, dẫm lên thảm hoa mẫu đơn, Đem rượu và điểm tâm, nhất trí đặt phía sau bàn tròn lớn dành cho khách quý tham dự, những đồng nghiệp bên bộ phận trang trí, mỗi người đều mỉm cười tay nâng khay hoa hồng sâm panh, đặt giữa bàn ăn màu trắng. Những đồng nghiệp trong nhóm điểm tâm thứ hai, tay nâng khay kem, nhanh nhẹn đi tới, đặt trên chiếc bàn dài dành cho tiệc đứng, 12 người đồng nghiệp phía sau. Mỗi người tay nâng một ly kem, đặt giữa khay kem, lại xoay người, nhanh nhẹn nhận lấy kem sâm panh từ những đồng nghiệp nhóm thứ hai đưa qua mặt trên trang trí dâu tây, các loại quả lạ, còn có thêm cam cùng rất nhiều những viên trái cây nhỏ. Những đồng nghiệp trong nhóm điểm tâm thứ ba đã nhanh chóng bưng ra bánh ngọt trứng cá muối hoàng kim, bánh trứng tổ yến, bánh ngọt mút Italy, bánh mứt dâu tây. Lão đầu bếp mặc đồng phục đầu bếp trắng dẫn theo ba người trợ lý đầu bếp, sau khi nhóm điểm tâm đầu tiên đi ra, lại đứng kiểm tra thật kỹ, cuối cùng dừng lại trước món bánh ngọt trứng cá muối hoàng kim, ngón tay khẽ chạm vào miếng bánh ngọt, làm cho nó gọn gàng lại, liền gật đầu nói, tốt. Ông nói xong liền xoay người ngay lập tức, dẫn trợ lý đầu bếp, đi ra phòng tiệc. Đường Khả Hinh vừa nhanh chóng đi tới, nhìn thấy lão đầu bếp, biết ông vừa rồi tức giận đến mức dậm chân, cô lập tức xin lỗi đứng trước mặt ông, lấy phong thái của một người hậu bối, cúi người về phía ông bày tỏ ý tôn kính cùng ái náy. Nét mặt lão đầu bếp căng thẳng, liếc mắt nhìn cô một cái, liền nặng nề thở một hơi, mới nói, cố lên. Vừa nói xong, người đã nhanh chóng đi ra ngoài. Đường khả hình cảm kích đứng dậy, liếc mắt nhìn bóng lưng lão đầu bếp, cô bỗng cảm ơn cười, lại nhanh chóng ngẩng đầu, cầm bộ đàm lên, nói các vị khách mời chuẩn bị vào bàn. Thắp đèn Chuyên gia phụ trách đèn tiệc vừa nghe, từ phía sau sân khấu lập tức nhanh chóng dùng thao tác trên máy tính, chuẩn bị về mặt ánh sáng trước, rồi mới cầm bộ đàm lên, nói thắp đèn. Chiếc đèn thủy tinh ngay trung tâm phòng tiệc rực rỡ, dần dần chiếu xuống muôn ngàn màu sắc sặc sỡ, từng đoàn từng đoàn ánh sáng cuộn tròn như những ngọn đèn vàng, 12 chiếc cổng vòm hoa hồng xâm panh, cũng trong nháy mắt sáng lên những ngọn đèn nhỏ trắng như tuyết, những bông hoa nhỏ dường như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, âm âm âm. 12 âm thanh vang lên, trên vách tường hai sảnh tiệc, nhanh chóng hạ xuống một chiếc màn hình thủy tinh, từ hiệu ứng 3D, tạo ra 12 cổng vòm theo kiểu Gothic, hướng thẳng đến thời La Mã cổ đại lúc mới khởi nguồn rượu nho. Từ hình ảnh có thể thấy được người La Mã tôn kính nhất là thần rượu mát, Giữa một cổng vòm khác lại diễn giải về vị thần rượu của Hy Lạp cổ đại Dionysus, thần rượu Ai Cập cổ đại Osiris, giữa 12 cổng vòm và cửa, từ từ hạ xuống những bức tượng điêu khắc của nữ thần chủ tế phương Tây. Có thể nhìn thấy rõ vị nữ thần chủ tế cầm trong tay vòng hoa và quyền trượng, tựa như đang say, chìm đắm trong thế giới rượu đỏ. Dường như trong nháy mắt, đưa mọi người đi vào thế giới rượu đỏ thời cổ đại. Những vị khách đến từ Pháp, Anh, Italy bước tới trước Nhìn phòng tiệc mộng ảo huy hoàng này, còn nhìn thấy 12 cổng vòm mỗi cái là những câu chuyện truyền thuyết đẹp đẽ về các vị thần rượu, bọn họ lập tức khiếp sợ xúc động kêu to oh, Âu, gót. Đây là buổi tiệc thử rượu tuyệt vời nhất mà bọn họ từng tham dự. Nhã Tuệ lập tức cùng trợ lý, mỉm cười đi tới, trước tiên dẫn những vị khách mời uống rượu. Giới phóng viên báo chí và biên tập viên đi vào phòng tiệc trong khoảnh khắc dường như được đặt mình vào phương Tây thời cổ đại trong đó có một cổng vòm hiện ra hình ảnh thần Bacchus bị những kẻ nghiện rượu vây quanh, chỉ thấy thái độ say mê và lãng mạn của Bacchus, bọn họ lập tức hưng phấn giơ máy ảnh kỹ thuật số lên, vừa phấn khởi chụp ảnh, vừa thán phục sự sáng tạo của tiệc thử rượu này rốt cuộc từ ý tưởng nào mà ra. Vô số những vị khách nước ngoài lần lượt đến, mỗi người đều là những người có thân phận hiển hách trong giới rượu đỏ đến từ khắp các nước trên thế giới, đường khả hình tay cầm bộ đàm, thỉnh thoảng nhận ra một vài người bạn của thầy, cô lập tức tươi cười ngọt ngào, Đi qua tôn kính dùng tiếng Anh chào hỏi, ông biết được người phụ trách tiệc thử rượu lần này là Đường Khả Hinh, lập tức nâng mặt cười to, còn có nguyên lão trong giới rượu đỏ người Italy, nhẹ nhàng nắm hai cánh tay Đường Khả Hinh, đặt lên trái phải hai bên má cô một nụ hôn. Đường Khả Hinh vừa vui vẻ trò chuyện cùng các vị khách, vừa chỉ huy mọi quá trình trong phòng tiệc. Một nhóm nhân viên phục vụ, đứng trước những ly rượu bằng bạc xa hoa, sẵn sàng chờ chỉ thị. Lúc này các vị nguyên lão hoàn cầu cùng Vitus và Lauren cũng đi tới, ngẩng đầu nhìn phòng tiệc được bài trí rực rỡ mộng ảo, 12 chiếc cổng vòm với hiệu ứng 3D đang diễn giải, vô cùng sống động, cổ động được trí tuệ cùng những tinh hoa trong lịch sử, thực sự làm cho người ta cảm động, Vitus nhìn xung quanh những thứ này, còn có sự thán phục của những vị khách mời, ông lập tức hạ xuống được tảng đá lớn trong lòng, chậm rãi mỉm cười. Vẫn là nên nhường cơ hội cho người trẻ tuổi, Lauren cũng ngẩng đầu, nhìn về phía những hình ảnh đặc sắc này xúc động cười nói thật đẹp thầy đường khả hình thấy thầy đi tới cô lập tức vui vẻ cũng bước tới khả hình làm tốt lắm lauren nhìn về phía đường khả hình mỉm cười gật đầu cảm ơn cô lên tiếng trả lời thoáng cái có chút căng thẳng nhìn về phía thầy vitus im lặng nhìn khả hình thật lâu cuối cùng khuôn mặt hiện lên nét tươi cười vươn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói làm tốt lắm vất vả rồi trong lòng đường khả hình đau xót, nhìn về phía thầy, đôi mắt lập tức ngấn lệ, vì mấy ngày qua vẫn lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, quả thực rất mệt mỏi. Có thể thấy một người cha tốt, ông ấy mới có thể nuôi dưỡng và dạy dỗ một cô con gái ngoan đáng tự hào như vậy. Vitus hiếm khi lại nói thêm một câu khen ngợi. Đường khả hình đột nhiên cười rộ lên. Lúc này, những vị khách mời vẫn lần lượt đến, những vị khách trong giới kinh doanh và chính trị, người nhà họ tưởng và nhà họ trang cũng cùng đi, Bác Dịch mặc lễ phục màu đen, dùng thân phận giám khảo thi thử rượu, cùng với Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy dài màu đen kèm dây lưng phía trước, mỉm cười đi tới, Tưởng Tuyết Nhi đứng bên cạnh mẹ, cũng vui vẻ đi tới. Toàn bộ phòng tiệc lập tức vô cùng náo nhiệt. Khả Hinh, Nhã Tệ nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cúi đầu nhỏ giọng nói, những vị khách mời đều đã lần lượt vào rồi, có thể mời nhân viên của các trang trại rượu tiến vào. Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức gật đầu, nói, được vậy cô mau đi thay quần áo nhanh lên một chút nhã tuệ nét mặt đầy chờ mong nhìn về phía đường khả hình cười nói trang điểm thật xinh đẹp nhé nhất định đấy đường khả hình chậm rãi dịu dàng nhìn nhã tuệ còn đang do dự vài phần vốn có lời muốn nói nhưng vẫn là nén xuống nặng nề nắm tay bạn tốt nói được nhất định sẽ trang điểm thật xinh đẹp cô nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía những vị khách đã lần lượt kéo vào cô liền nặng nề thở hổn hển một hơi nhanh chóng rời khỏi, đi ra khỏi phòng tiệc, vừa muốn xoay người, rời khỏi khách sạn Á Châu đến bệnh viện. Cánh tay bỗng nhiên bị người nào đó lôi kéo. Ôi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lúc kịp phản ứng, trong nháy mắt đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang lôi kéo mình, nhanh chóng bước đi, cô sốt ruột nhìn bóng lưng anh, hỏi anh làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, chỉ mạnh mẽ kéo đường khả hình bước nhanh về phía trước, cho đến khi đứng trước không gian rộng lớn phía bên kia, nhìn xung quanh không có ai, anh mới sốt ruột nhìn cô, đau lòng hối hận gầm nhẹ, em. Đừng cứ mỗi lần ngủ một giấc, đều tỉnh dậy trước đàn ông như vậy. Làm cho anh thực sự vô cùng xấu hổ. Đường khả hình kín đáo cố nén nước mắt trực trào, nhìn trang hạo nhiên, nhớ tới nọc ong trên người mình, sắc mặt cô tái nhợt nhìn anh, bình tĩnh nói cái gì mà vô cùng xấu hổ. Tối hôm qua anh không phải bảo em rời đi sao? Trang hạo nhiên đau lòng nhìn cô, nói tại sao em còn muốn ở lại? Trang Hạo Nhiên, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh trong nháy mắt chăm chú nhìn anh nói, anh có ý gì? Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô. Em biết anh đối với em rất chán ghét, anh cảm thấy em dù sao cũng đã dao động, anh cảm thấy em, đường khả hình nhanh chóng đè nén cảm giác hít thở không thông, nhìn anh đau đớn nói, anh cảm thấy em không có tương lai, hết lần này đến lần khác đều làm tổn thương anh. Anh nói hiện tại cuộc sống của em và anh đều không liên quan đến nhau. Thế nhưng hôm qua em có ý tốt muốn đưa anh về nhà, xảy ra việc như vậy, cứ coi như em vì cảm kích những việc tốt đẹp mà anh đã làm cho em trong quá khứ, giúp anh thoải mái sớm hơn một chút, hiện tại anh lại chạy tới mắng em sao? Em và anh cùng ngủ một buổi tối, em làm cho anh xấu hổ vô cùng sao? Đường khả hinh, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lại đau lòng nhìn cô. Em làm cho anh chán ghét như vậy sao? Đường khả hinh lại đau lòng nhìn anh, nói em cũng là người. Cho em một chút tôn nghiêm, anh nói đi. Em cảm thấy anh hiện tại, Trang Hạo Nhiên nặng nề thở hổn hển một hơi, khẩn trương đau lòng nhìn cô gái này, biết mình đêm qua bị bỏ thuốc, nhất định sẽ đòi hỏi quá mức, không biết có làm tổn thương cô hay không. Anh lập tức nói không nên lời nhìn cô, vừa muốn vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt cô. Lão đại, tiêu đồng nhanh chóng bước tới, sửng sốt liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, nhưng vẫn sốt ruột nhìn Trang Hạo Nhiên nói anh còn ở đây sao? Còn ăn mặc như vậy nữa, mấy vị khách Anh quốc nhìn thấy sẽ trách móc anh. Đi mau, Tổng Giám Đốc tưởng cũng đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều đang đợi anh đấy. Trang Hạo Nhiên thoáng cái quay đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh. Hai người cùng nhau nhớ tới những nụ hôn mãnh liệt nồng cháy đêm qua. Cố lên, làm tốt lắm, anh mong chờ biểu hiện tiếp theo của em. Sau khi việc thử rượu kết thúc, đến phần tiệc buổi trưa, cùng anh khiêu vũ, anh có lời muốn nói với em. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt cô, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại thôi, chỉ đành rời đi. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Trang Hạo Nhiên, đôi mắt lập tức đẫm lệ. Được rồi, đã đến giờ, đi theo tôi, Tiểu Hà cùng Tiểu Vi lập tức xuất hiện, tay cầm cánh tay Đường Khả Hinh, nói, lập tức rời đi. Không, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn về phía hai chị em sinh đôi, gấp gáp nghẹn ngào, nói tôi. Tôi không thể đi. Anh ấy, anh ấy nói mong chờ sự thể hiện của tôi. Các cô không biết, tôi là trợ thủ của anh ấy. Ngày đêm ghi ghi chép chép, từng nét chữ của tôi, đều là anh ấy dốc hết tâm huyết bồi dưỡng tôi. Anh ấy có bao nhiêu hy vọng có thể chứng kiến giờ phút này của tôi. Cầu xin các cô, đây là lý tưởng mà tôi và anh ấy cùng nhau hướng đến. Tôi ở trong thế giới của anh ấy, gây ra vô số tổn hại, đây là lần đầu tiên có thể làm cho anh ấy tự hào. Hai chị em sinh đôi sừng sốt, nhìn cô, lại nghiêm túc nói, không được. Bắt buộc phải đi. Cầu xin các cô, đường khả hình nhìn các cô rơi lệ nói, cầu xin các cô. Giúp tôi một lần, giúp tôi một lần. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 715.